Kim ô song dựt sau lưng chung nhạc không ngừng chấn động, nhanh chóng phóng thẳng về phía cô Hà Thành, trong lòng thầm nghĩ. Trong các đệ tử của sư bất dịch chỉ có Lưu Thanh Sơn còn tính là bình thường một chút. Nhưng ta tiếp xúc với hắn khá ít, không biết hắn có phải cũng là một kẻ mặt người dạ thú hay không. Nếu Lưu Thanh Sơn cũng là hạng người như thế, vậy vị sư phụ sư bất dịch này thật sự quá thất bại rồi. Lúc này liên tâm đã ăn quá no, muốn hoàn toàn tiêu hóa hết xích luyện nữ thật sự rất khó khăn, nhất thời nữa khắc muốn đuổi kịp chung nhạc cũng không dễ dàng gì thật ra loại mãn xà thành yêu như nàng vậy sau khi ăn xong đều sẽ cực kỳ buồn ngủ hành động gian nan bất quá nàng biết rõ chung nhạc là điểm then chốt khiến cho nàng có thể lột xác thành giao long hay không cho nên nàng mới cố nén cơn buồn ngủ nhanh chóng đuổi theo bởi vì ăn quá no nàng cũng không cách nào biến thành hình thái mỹ nữ chỉ có thể duy trì thân rắn truy đuổi nàng dưới tình huống buồn ngủ còn có thể có được tốc độ này đã coi như rất không tệ rồi bản thân liên tâm cũng bị vây ở cảnh giới pháp thiên cảnh rất lâu không thể đột phá rồi chỉ có thể từ con đường biến thành giao long này tìm kiếm cơ hội đột phá. Bất quá, muốn có được đầy đủ long khí cũng chỉ có thể đi long tộc, tìm tới cường giả của giao thị, hoặc là làm thiếp, hoặc giống như xích luyện nữ vậy, thải bổ cường giả giao thị. Nếu là làm thiếp cho cường giả giao thị, như vậy địa vị cực kỳ thấp hèn. Bản thân nàng là đệ tử của sư bất dịch, ở trong đông hoang có địa vị cực cao, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi làm một nàng tiểu thiếp ăn nói khép nét. Hơn nữa, giao long trời sinh tính phong lưu, thê thiếp thành đàn, ở ngoài tầm hoa vấn liễu rất nhiều. Hơn nữa bọn họ thường thường là tình một đêm chiếm đa số, sau khi đẩy ngã xong căn bản là không muốn phụ trách, thường thường đều là vừa rút súng ra liền đi mất, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cho dù có thể trở thành thiếp của cường giả giao thị, với tính cách phong lưu của giao long, nàng cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đầy đủ long khí để lột xác. Mà thải bổ cường giả giao thị thì tính nguy hiểm quá cao, chỉ hơi chút lơ là sẽ bị cường giả long tộc đánh chết. Cho nên liên tâm tính tới tính lui, vẫn là hạ thủ với xích luyện nữ càng ổn thỏa hơn một chút dù sao xích luyện nữ đã thải bổ giao tam nguyên long khí chiếm được cực kỳ khổng lồ quan trọng nhất chính là thời điểm xích luyện nữ lột xác tổn hao rất nhiều nguyên khí là thời điểm nàng suy yếu nhất lúc này ăn tươi nàng nuốt trọn mớ long khí nàng ta hao tâm tổn lực mới chiếm được ngược lại là đường tắt dễ dàng nhất an toàn nhất đã ăn tươi nhị sư tỷ lại ăn tươi tiểu sư đệ chỉ cần làm bí ẩn một chút như vậy cũng không cần quan tâm sẽ bị người khác biết rõ bị sư phụ trừng phạt. Liên tâm nhanh chóng du động giữa phiến sơn mạch, khoảng cách với chung nhạc càng lúc càng gần hơn. Cái miệng rắn khổng lồ khẽ liếm môi một cái, thấp giọng cười nói. Sư tôn không phải đã nói như vậy sao? Chuyện xấu chỉ cần làm đủ sạch sẽ, chính là tương đương với chưa từng làm qua. Hiện tại ta chỉ cần ăn tươi tiểu sư đệ, chính là làm đủ sạch sẽ rồi. Hửng! Kỳ quái! Tốc độ của hắn tại đề thăng thêm một bậc. Tốc độ phi hành của chung nhạc quả thật đang không ngừng tăng lên. Khoảng cách vừa rồi Liên Tâm mới rút ngắn lại, hiện tại đã dần dần kéo dài ra. Bất quá, tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm. Lúc nhanh thì tốc độ đột nhiên đề thăng một mảng lớn, lúc chậm thì chỉ tương đương với tốc độ phi hành bình thường mà thôi. Hiện tại trung nhạc đã bước vào linh thể cảnh, có thể tiến hành linh thể hợp nhất, nhưng vì chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này, vẫn quá quen thuộc với việc vận dụng lực lượng của linh thể cảnh, khiến cho hắn vừa mới tiến vào linh thể hợp nhất, linh thể đã một lần nữa phân tách ra hiện tại chung nhạc chỉ là áp suất nguyên thần xuống thành kích thước không xê xích bao nhiêu với nhục thân đem nguyên thần tương dung với nhục thân bắt đầu từng chút từng chút quen thuộc và tiếp nhận lực lượng của linh thể hợp nhất luyện khí sĩ sau khi tu thành linh thể hợp nhất cần phải hao phí thời gian khá lâu mới có thể trưởng khống được lực lượng linh thể hợp nhất bình thường chỉ hơi chút lơ là sẽ từ trong trạng thái linh thể hợp nhất thoát ly ra mà hiện tại chung nhạc căn bản không có thời gian chậm rãi quen thuộc cùng nắm giữ chỉ có thể liều mạng sử dụng hắn phải liều mạng đi nắm giữ lực lượng linh thể hợp nhất, khiến cho tốc độ của chính mình càng nhanh hơn nữa, càng mau hơn nữa, thoát khỏi sự truy sát của con liên hoa mãn kia. Hắn một lần lại một lần linh thể hợp nhất, một lần lại một lần linh thể phân tách. Điều này khiến cho hắn đối với sự trưởng khống năm đại bí cảnh nguyên thần càng lúc càng thông thạo hơn, dần dần tìm được cảm giác của cường giả linh thể cảnh. Luyện khí sĩ linh thể cảnh cường đại hơn luyện khí sĩ khai luân cảnh chính là ở chỗ thống nhất, thống nhất lực lượng của nguyên thần, bí cảnh, dục thân cùng với văn lộ đồ đằng. Văn lộ đồ đằng xây dựng ra năm đại bí cảnh nguyên thần, năm đại bí cảnh chiếu hình ra năm luân ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương, đạo nhất, đối ứng với cấu tạo của nhục thân. Những lực lượng này trù tính chung lại một chỗ, là dùng đầu óc và bí cảnh đạo nhất làm hạch tâm thống nhất. Bí cảnh đạo nhất là nơi thống hợp lực lượng của năm đại bí cảnh, còn đầu óc là hạch tâm trưởng khống nhục thân. Đầu óc kết hợp hoàn mỹ với bí cảnh đạo nhất, sẽ có thể ung dung khống chế lực lượng linh thể hợp nhất. Bất quá hiểu thì hiểu, nhưng nghĩ muốn triệt để trưởng khống linh thể hợp nhất, tự do biến thành hình thái nguyên thần, còn cần phải không ngừng ma luyện cùng tôi luyện, sau khi hoàn toàn quen thuộc mới có thể nắm giữ được. Trung nhạc bị liên tâm điên cùng truy sát, áp lực sinh tử chính là động lực của hắn. Hơn nữa hắn nghịch khai năm đại bí cảnh, trong bí cảnh đạo nhất càng có hư ảnh bàn cổ thần, khiến cho khả năng trưởng khống của hắn đối với linh thể hợp nhất cũng càng nhanh hơn. Thời gian hắn linh thể hợp nhất càng lúc càng dài hơn, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh hơn liên tâm ở phía sau nhanh chóng truy sát con liên hoa mãn dài tới trăm trượng tốc độ lướt đi trên mặt đất nhanh tới mức kinh người nhưng dù sao trong bụng nàng vẫn còn một con cự mãn thể tích không thua kém gì nàng cho nên nàng cũng không thể toàn lực du động được cứ để cho ngươi chạy trước một đoạn thời gian đi liên tâm cắn răng một cái đột nhiên dừng lại không tiếp tục truy đuổi chung nhạc nữa mà soạt một tiếng chui vào trong rừng sâu núi thẳm nàng bò tới bên cạnh một cái khe sâu chui vào trong khe sâu ẩn nấp thật sâu dưới đáy nước toàn lực luyện hóa xích luyện nữ trong bụng mình. Hiện tại ta không thể vận dụng quá nhiều pháp lực truy sát tiểu sư đệ. Bất quá, nếu có thể luyện hóa đi một bộ phận xích luyện sư tỷ, sẽ có thể vận dụng pháp lực truy đuổi, cưỡi mây đạp gió, đuổi theo giết chết hắn cũng không có gì khó khăn. Liên tâm ẩn giấu dưới đáy nước, trong lòng thầm nghĩ. Ta là tồn tại pháp thiên cảnh, hắn bất quá chỉ là linh thể cảnh, cứ để cho hắn chạy thêm 2-3 ngày nữa, ta vẫn hoàn toàn nắm chắc có thể đuổi kịp hắn trước khi hắn chạy tới cô Hà Thành, ăn tươi hắn o không o. Ba ngày sau, cái bụng của liên tâm đã thoáng bằng phẳng hơn một chút, mặc dù vẫn còn có chút phình lên, nhưng đã không còn vừa thô vừa tròn giống như trước đây nữa. Thân thể của xích luyện nữ đã bị nàng hấp thu gần phân nửa, khiến cho trọng lượng thân thể nàng giảm bớt thật lớn. Mặc dù nàng vẫn như cũ không thể biến thành hình thái mỹ nữ, nhưng đã có thể lăn không phi hành, tốc độ so với bò đi thì nhanh hơn gấp mấy lần. Dưới khe sâu trong thâm sơn đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc thật lớn, một cục nước phóng thẳng lên cao, chỉ thấy một con bạch mãn dài hơn trăm trượng phóng vọt lên không trung, quát ra yêu vân cuồn cuộn. Con cự mãn nhanh chóng du động trong yêu vân, phá không bay đi. Tốc độ của nàng cơ hồ đạt tới gấp rưỡi tốc độ âm thanh, một đường phóng vọt, phong vân cuồn cuộn bị ném lại sau lưng. Loại tốc độ này đối với luyện khí sĩ bình thường cơ hồ chính là tốc độ lúc liều mạng phóng chạy, nhưng đối với tồn tại pháp thiên cảnh như nàng mà nói, chỉ là tốc độ lên đường bình thường mà thôi. Dùng tốc độ này lên đường, chỉ mất thời gian một ngày một đêm đã có thể đi được hơn 5-6 vạn dặm. Bởi vậy, liên tâm nói có thể đuổi kịp được chung nhạc trước khi hắn chạy về tới cô Hà Thành cũng không phải là một câu nói suông. O không o. Mà lúc này, chung nhạc vẫn còn đang điên cuồng phóng chạy, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hắn cũng là dựa theo tốc độ lên đường bình thường mà phóng chạy, tránh cho nhục thân quá mức mệt mỏi, pháp lực tiêu hao quá lớn. Nếu là dùng tốc độ cao nhất phóng chạy, với cường độ thân thể hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ phi hành được nửa canh giờ cơ nhục sẽ bị lao tổn, tới một canh giờ thì nhục thân sẽ không thể nhúc nhích được nữa, pháp lực cũng sẽ bị cạn kiệt. Toàn lực phi hành, chỉ khi nào tới lúc liều mạng mới có thể sử dụng tới. Cũng may ba ngày nay hắn vẫn luôn cần mẫn chăm chỉ, sự trưởng khống đối với linh thể hợp nhất càng lúc càng mạnh hơn, thời điểm nguyên thần tương dung với nhục thân, cũng giống như thân thể hắn đã mở ra năm đại bí cảnh vậy, điều động năng lượng của năm đại bí cảnh cũng càng thêm như ý, càng thêm dễ dàng. Tới hiện tại, Hắn đã có thể duy trì trạng thái linh thể hợp nhất được thời gian một khắc đồng hồ, hơn nữa thời gian còn đang dần dần kéo dài ra. Thời gian 3 ngày hắn chạy được hơn 3 vạn dặm, tốc độ cơ hồ đã nhanh hơn gấp đôi so với trước đây, pháp lực và nhục thân cũng đều ở trong trạng thái đỉnh phong, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Đây chính là sự đề thăng đối với luyện khí sĩ linh thể cảnh. Nếu ta liều mạng toàn lực lên đường, không biết tốc độ có thể nhanh tới đâu. Trong lòng Chung Nhạc cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn nhịn xuống cái ý niệm này hiện tại hắn đã cách phạm vi lãnh địa cô Hà Thành rất gần, cũng chỉ có hơn một vạn dặm. Chỉ cần vượt qua đoạn đường này, tiến vào phạm vi thế lực của cô Hồng Tử, vậy thì an toàn rồi. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc chợt có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi rùng mình một cái. Chỉ thấy xa xa sau lưng, một đóa yêu vân bao phủ phương viên cả trăm dặm, một con cự mãn bạch sắc đang khống chế yêu vân, đạp trên phong vân lôi điện, cực nhanh phóng vọt về phía chính mình. Liên tâm. Trên trán Chung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn chợt lắc mình một cái, dục thân không ngừng tăng vọt, trong khoảnh khắc đã biến thành thần nhân sáu mắt cao hai mươi trượng, linh thể hợp nhất. sau lưng hắn mở ra cặp cánh, hóa thành một cặp kim ô dực kích thước mấy chục mẫu, liều mạng. trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải chạy qua hơn vạn dặm, tiến vào lãnh địa cô Hà Thành. o không o. lúc này, trong cô Hà Thành, lãng Thanh Vân đang ngồi đối diện với cô Hồng Tử, hai người cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Tốc độ của lãng thanh vân so với chung nhạc dù sao cũng nhanh hơn rất nhiều, hắn đã tới cô Hà Thành này cả hai ngày rồi. Bình thường giao tình giữa cô Hồng Tử và hắn cũng không tệ, hai ngày này đều là cô Hồng Tử đích thân tiếp đãi hắn, chưa từng rời ra. Cô Hồng Tử cũng là hạng người lòng lan giả sói, giả tâm bừng bừng, lại càng là một nhân vật nhất đại kiêu hùng, bằng không cũng không thể tuổi còn trẻ đã trở thành đại tướng biên cương của yêu tộc. Ánh mắt lãng thanh vân chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Nếu hắn nhất định muốn bảo vệ Long Nhạc, thực lực của ta và hắn vốn không phân cao thấp, sợ rằng không thể giết chết được Long Nhạc. Hơn nữa, nơi này còn là địa bàn của hắn, Cường Long khó áp địa đầu xa. Giao thủ với hắn ở trên lãnh địa của hắn chính là vô cùng thiệt thòi. Chỉ có đánh lén mới có thể trọng thương được hắn, thậm chí là giết chết hắn. Tính toán thời gian, trưởng lão tế ti của hiếu mang thần tộc ta hẳn cũng đã sắp tới rồi a. À. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, cảm ứng được cường giả hiếu mang thần tộc đã lướt qua sơn mạch liên vân, tiến vào đông hoang. Cùng lúc đó, cô hồng tử cũng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chớp động, nhìn về phía tây. Hiển nhiên hắn cũng đã cảm ứng được khí tức của cường giả thần tộc. Thần tộc. Quần áo toàn thân cô hồng tử tung bay phần phật, sau lưng đột nhiên hiện ra nguyên thần thần nhân đầu chim bốn cánh, chiều cao tới trăm ngàn trượng, ánh mắt vô cùng sắc bén, cặp mắt bắn ra thần quang, từ đằng xa nhìn về phía biên thùy. Cô hồng tử ta trấn thủ biên quan đông hoang, cao thủ hiếu mang thần tộc tiến vào biên quan của ta là có mục đích gì? thanh âm nguyên thần của hắn cực kỳ bén nhọn chói tai, truyền chấn ra cực xa. Một tiếng gầm nghiền ép không khí, áp suất không khí thành thực chất, biến thành giống như thể rắn vậy, phá không bay đi. Thanh âm nguyên thần của hắn còn chưa dứt, đã thấy trong phủ thành chủ cô Hà Thành truyền ra chấn động kịch liệt, vân khí phá không, phóng thẳng lên cao, thần uy cuồn cuộn ba động. Linh của cô Hà Thành đã bị hắn kích hoạt. Tế tự thần linh. Cô Hồng tử quát lên một tiếng, thanh âm chấn động, vang vọng toàn thành nhất thời ngàn vạn yêu tộc trong thành nhau nhau tế tự triều bái. Thần uy của linh của cô Hà Thành càng lúc càng lớn mạnh, từ xa xa nhìn về phía biên cương đông hoang. Thần uy của linh phóng thẳng lên thiên không, khuấy động phong vân. Lãng thanh vân nhìn thấy tôn thần linh này, nhất thời trừng mắt há miệng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Cô Hồng tử thân là đại tướng biên cương, trong cô Hà Thành lại ẩn giấu thần linh. Nếu không có thần linh đẳng cấp tương đương, muốn giết chết Long Nhạc ở trên địa bàn của hắn, căn bản là khó có khả năng. Cô Hà Thành chính là yếu địa chiến lược nằm gần Đại Hoang, Tây Hoang và Bắc Hoang, cả ba mặt đều có đối thủ của yêu tộc bao vây. Nếu nơi này không có căn cơ cường đại, cô Hà Thành căn bản là không thể đứng vững cho tới bây giờ. Có thể khiến cho cô Hà Thành đứng vững cho tới bây giờ, chính là nhờ thần linh thủ hộ của cô Hà Thành. Tòa thành trì này chính là cực kỳ quan trọng, không được phép có chút sơ sót nào. Bởi vậy tại thời điểm yêu tộc cuộc khởi, một vị yêu thần trước khi chết đã lưu lại linh của chính mình ở chỗ này, trấn thủ tòa hùng quan này lãng thanh vân nhìn thấy tôn thần linh này liền biết nếu muốn giết chết chung nhạc tại cô hà thành chính là cực kỳ khó khăn trừ phi cường giả của hiếu mang thần miếu cũng mang tới thần linh hoặc là thần binh thực lực tương đương bản thân hiếu mang thần miếu cũng có thể xuất động ra lực lượng kinh người như vậy bất quá chỉ bởi vì một tên long nhạc nho nhỏ có đáng giá xuất động thần linh hoặc là thần binh hay không lúc này thanh âm nguyên thần của cô hồng tử mới đi tới điên thùy đạo thanh âm này đột nhiên nổ vang trên không đám cường giả hiếu mang thần tộc kia thanh âm cuộn trào giống như tiếng sấm. Cô hồng tử ta trấn thủ biên quan đông hoang, cao thủ hiếu mang thần tộc tiến vào biên quan của ta là có mục đích gì? Vạn lý truyền âm. Sắc mặt tế ti áo bào trắng của hiếu mang thần miếu khẽ động, chỉ thấy tiếng gầm của nguyên thần cô hồng tử chấn cho hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc bộ hạ chính mình khí huyết sôi trào không thôi, không khỏi thở dài một tiếng, nói. Cô hồng tử đông hoang quả nhiên không tầm thường. Không hổ là một trong những anh tài kiệt xuất nhất đông hoang, khó trách có thể giết cha đoạt vị giết cha đoạt vị. Trong lòng đám cường giả hiếu mang thần tộc khác cả kinh. Vị tế ti áo bào trắng kia gật đầu, nói. Phụ thân hắn chính là thành chủ cô Hà Thành đời trước, năm xưa chính là đã chết trong tay hắn. Tên cô Hồng Tử này thủ đoạn cực kỳ độc ác, không phải là vật trong ao. Hắn từ xa xa nhìn thấy thần linh của cô Hà Thành đã bị đánh thức, sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói. Thậm chí ngay cả thần linh của cô Hà Thành cũng đã bị hắn thức tỉnh. Lần này ngược lại có chút khó giải quyết rồi. Ta không có mang theo thần linh cùng thần binh, sợ rằng ở trong lãnh địa của hắn không bắt được Long Nhạc. Vị tế ti áo bào trắng kia hít vào một hơi thật dài, hừ lạnh nói: "Nếu đã như vậy, ta sẽ đi Cô Hà Thành chế trụ hắn, các ngươi đi vòng qua lãnh địa Cô Hà Thành, chặn đường Long Nhạc, bắt giữ hắn, giải tới thần miếu để đại tế ti xử lý." Hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc còn lại đều là tồn tại đang nguyên cảnh, linh thể cảnh, thậm chí còn có một gã cường giả pháp thiên cảnh. Bọn họ nghe hắn nói vậy, nhất thời nhao nhao động thân bay vòng qua cô hà thành thâm nhập vào nội bộ đông hoang mà vị tế ti áo bào trắng kia thì lại bật cười ha hả tiếng cười cuộn trào nghiền ép không khí nói ra một câu chỉ thấy môi miệng hắn khép mở lại không nghe được bất cứ thanh âm nào sau đó hắn lại tiếp tục cất bước đi về phía cô hà thành những lời nói và tiếng cười của hắn trộn lẫn cùng một chỗ mãi cho tới khi đi tới trên không cô hà thành mới nổ vang chấn động toàn bộ cô hà thành cô hồng thành chủ tế ti hiếu mang thần miếu hiếu sơ vân sơ vân tử đi ngang qua bảo địa, đặc biệt tới bái phỏng. Đạo thanh âm này chấn động cả tòa đại thành phương viên mấy trăm dặm. Đám văn lộ đồ đằng, điêu khắc thần thú, tiễn tháp, lầu canh, trên tường thành bốn phía cô hà thành hết thảy đều đại phóng quan mang, bị thanh âm của hắn kích thích cho trận pháp chủ động vận chuyển, chống đỡ uy lực trong thanh âm của hắn. Đám yêu tộc trong thành bị chấn cho không ngừng nghiêng ngã, khó có thể ổn định lại thân hình, thanh âm tế tự thần linh nhất thời ngừng trệ lại. Công thần linh vừa mới bị đánh thức kia, Cặp mắt chợt trở nên mê mang, mệt mỏi muốn ngủ. Bất quá, văn lộ đồ đằng và trận pháp của cô Hà Thành đã được kích phát, bảo vệ tốt đám yêu tộc trong thành, không bị đạo thanh âm kia tiếp tục trùng kích. Ngàn vạn yêu tộc rốt cuộc đứng vững thân hình, tiếp tục tế tự, khiến cho cặp mắt thần linh lại sáng lên. Hừ, hắn đây là muốn hạ mã uy sao? Hắn là muốn biểu thị, cho dù ta có thôi động thần linh cô Hà Thành, hắn cũng không chút sợ hãi, có biện pháp phá giải sao? Cô Hồng Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: hiếu sơ vân. Trong tên họ mang theo một chữ sơ, xem ra là huyết mạch hậu duệ quý tộc của hiếu mang thần tộc. Nếu ngươi đã dám tới, vậy ta liền hoan nghênh. Nếu ngươi dám làm càng, ta trực tiếp đánh chết. Lãng sư huynh, ngươi cùng với ta đi nghênh tiếp vị tế ti hiếu mang thần tộc này chứ. Lãng thanh vân miễn cười nói. Tự nhiên. Ta cũng muốn xem xem tế ti hiếu mang thần tộc có năng lực gì. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Với thực lực của ta và sơ vân tử, cuốn lấy cô hồng tử cũng không khó chỉ cần kéo hắn một đoạn thời gian để cho những cao thủ trong tộc khác đi phục sát long nhạc khiến cho cô hồng tử không thể xuất thủ tương trợ vậy thì đại công cáo thành rồi trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt từ xa xa cô hà thành chỉ thấy vị tế ti áo bào trắng hiếu sơ vân kia chậm rãi cất bước đi tới cô hồng tử vung tay áo một cái mở lớn cửa thành cùng với lãng thanh vân ra khỏi thành nên đón ánh mắt cô hồng tử chớp động nhìn chằm chằm hiếu sơ vân đang chậm rãi tiếp cận trong lòng nghi hoặc vạn phần. Lãng Thanh Vân và ta mặc dù cũng có chút giao tình, nhưng giao tình không sâu, hơn nữa ngoài sáng là bạn, trong tối là địch. Không ngờ hắn lại chạy tới chỗ của ta, một lần dừng lại chính là mấy ngày. Trong này khẳng định là có kỳ hoạch. Hơn nữa, hắn tự hồ đã sớm biết Hiếu Sơ Vân sẽ tới. Hắn tới cô Hà Thành này cũng không phải là muốn gặp mặt ta, mà là vì chờ đợi Hiếu Sơ Vân. Mà Hiếu Sơ Vân tới đây lại là vì cái gì? Hắn không khỏi khẽ nhíu mày cô Hà Thành ta có yêu thần chi linh trấn thủ, bọn họ không làm gì được ta. Vậy bọn họ lại vì sao mà tới? O không o. Tiểu sư đệ, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của sư tỷ sao? Tại một địa phương cách phạm vi thế lực cô Hà Thành khoảng chừng 5.000 dặm, tốc độ của chung nhạc nhanh như điện chớp, dùng tốc độ cực hạn của chính mình phóng như bay. Mà ở sau lưng hắn chừng hơn trăm dặm, một con bạch mãn kích thước hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ văn lộ liên hoa đang khống chế yêu vân cuồng cuộn điên cuồng đuổi theo tốc độ so với tốc độ của chung nhạc chẳng những không chậm còn nhanh hơn một chút đang không ngừng rút ngắn khoảng cách con liên hoa mãn này chính là tứ đệ tử liên tâm của sư bất dịch cái bụng của nó vừa căng vừa tròn xích luyện nữ đã bị nàng ăn tươi vẫn còn hơn phân nửa chưa tiêu hóa hết điều này cũng hạn chế tốc độ phi hành của nàng bằng không với tu vi thực lực của nàng nếu là toàn lực phi hành chỉ sợ hiện tại đã sớm vượt qua chung nhạc ăn tươi hắn mất rồi tốc độ của một người một mãn này thật sự quá nhanh các yêu tộc trên mặt đất chỉ nghe được trên không trung truyền tới một chuỗi lôi âm. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, thì cái gì cũng đều không nhìn thấy. Một người một mảng này đã bay ra khỏi phạm vi tầm nhìn của đám yêu tộc phía dưới, biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ của bọn họ thậm chí còn siêu việt tốc độ thần thông bạo phát. Liên tâm đuổi theo phía sau, đánh ra một đạo thần thông. Nhưng đợi tới khi uy lực thần thông bạo phát, Trung Nhạc cũng đã bay qua hơn 10 dặm, vứt bỏ đạo thần thông kia xa xa ở sau lưng đạo thần thông kia căn bản không thể đuổi kịp tung tích của hắn. Bởi vì tốc độ phóng chạy quá nhanh, chung nhạc ở trên không trung căn bản là không kịp chuyển hướng. Cho dù trước mặt hắn có là một ngọn núi lớn đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đụng thẳng vào, đâm xuyên qua đỉnh núi. Lúc này, thân thể hắn đã thừa nhận áp lực cực lớn, ép tới mức cơ nhục và làn da cơ hồ đã thối rửa. Nếu không phải bên ngoài thân thể hắn hiện lên văn lộ đồ đằng thiên long bích, sợ rằng chỉ cần áp lực va chạm núi non cũng đã đủ đánh nát hắn rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phóng vọt được hơn 5.000 dặm, tốc độ thủy chung luôn nằm trong trạng thái cực hạn. Nhục thân hắn đã bắt đầu cảm giác được sự quể oải. Loại cảm giác quể oải này chính là cảm giác quể oải lấy mạng. Bởi vì tốc độ của bản thân hắn đã không bằng liên tâm, nếu lại thoáng thả lỏng một chút, hắn sẽ bị liên tâm đuổi kịp, ăn tươi hắn. Đối diện với tồn tại pháp thiên cảnh như liên tâm, hắn căn bản là không có khả năng hoàn thủ. Bởi vậy, mặc dù thân thể hắn đã cực kỳ quể oải, cũng chỉ có thể kiên trì phóng chạy về phía trước, không thể có nửa phần dừng lại. Suy. Trên ngực hắn đột nhiên có một khối da lớn bị kình phong cắt xuống, khiến cho huyết nhục nhễ nhại, máu tươi tuôn rơi như cánh hoa phiêu linh, cơ nhục toàn thân hắn cơ hồ co quắc. Sau lưng chung nhạc, hai vần nhật nguyệt nhẹ nhàng bay lượn, không ngừng trị liệu thương thế của nhục thân, nhưng cũng khó có thể chữa trị hết những vết thương nhục thân càng lúc càng nhiều hơn. Tốc độ của hắn quá nhanh, cơ nhục hao tổn, xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rách hắn phi hành cực hạn chừng tám ngàn dặm làn da khắp toàn thân cơ hồ đã bị xé rách hơn phân nửa làn da nửa phía trước cơ hồ hoàn toàn nổ tung chỉ còn lại làn da phía sau lưng xem như là còn hoàn chỉnh mà vào lúc này con liên hoa mãn kia đã đuổi tới thêm hơn 10 dặm nữa chỉ còn cách hắn khoảng cách 60 dặm mà thôi 60 dặm đã là khoảng cách cực kỳ nguy hiểm rồi mặc dù tốc độ của thần thông không đuổi kịp tốc độ của hắn nhưng cũng đã có thể quấy nhiễu được hắn từng đạo từng đạo thần thông ở địa phương sau lưng hắn gần một dặm không ngừng nổ tung, nhiễu loạn không khí, khiến cho tư thái phi hành của hắn bất ổn. Trung nhạc phi hành được 9.000 dặm, nội tạng trong cơ thể đã bị vách trắng không khí đập mặt mà tới khiến cho chấn thương. Khóe miệng đã chảy ra từng dòng máu, hai hốc mắt cũng đã rỉ chảy, từ trong lỗ mũi cũng chảy ra hai vệt máu trong lỗ tai cũng có máu tươi chảy ra cô hà thành đã sắp tới phạm vi thế lực của cô hà thành rồi chung nhạc mở ra thần nhãn thứ ba ngóng về phía xa xăm cách hắn chừng mấy trăm dặm tấm bia đá đánh dấu biên giới cô hà thành đứng vững trên đỉnh một ngọn núi hoang trong lòng hắn không khỏi đại hỷ tiến vào phạm vi lãnh địa của cô hà thành liên tâm hẳn là cũng sẽ không dám sàng bậy không biết cô hồng sư huynh có phát hiện ra tung tích của ta không khí huyết của hắn giống như một đám vân thải huyết hồng sắc ở trên không trung không ngừng di chuyển chấn động khí thế như hồng quán nhập vào trong khí huyết với cảm giác bén nhạy của cô hồng tử tất nhiên là có thể cảm ứng được khí tức của hắn huống chi liên tâm lại càng là tồn tại pháp thiên cảnh khí thế càng mạnh hơn khí thế của hai người bọn họ nhất định có thể bị cô hồng tử cảm ứng được chạy tới cứu viện o không o lúc này trong cô hà thành sắc mặt cô hồng tử đột nhiên khẽ biến nhất thời đứng dậy hiển nhiên hắn đã cảm ứng được khí tức của Chung Nhạc và Liên Tâm từ xa xa nhìn về phía phương vị của Chung Nhạc. hô hắn vất ống tay áo một cái, pháp lực tuôn ra, hóa thành một mặt gương soi sáng địa phương biên cương ngoài vạn dặm cô Hà Thành. nhất thời trong tấm gương liền xuất hiện thân ảnh Chung Nhạc toàn thân đầy máu, ngay cả thân ảnh con bạch liên đại xà phía sau cũng xuất hiện bên trong tấm gương. đột nhiên con liên hoa mãn kia chợt há mồm phun mạnh một cái, một đạo tinh quang từ trong miệng trắng bay ra tấm gương do pháp lực cô hồng tử biến thành rầm một tiếng liền nát bấy sắc mặt cô hồng tử nhất thời trầm xuống trong nháy mắt tấm gương vỡ nát hắn cũng có thể nhìn thấy có hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc từ một bên chạy tới vòng qua lãnh địa cô hà thành phóng thẳng về phía chung nhạc hai cổ cường giả đáng sợ này chính là muốn giáp công về phía chung nhạc hóa ra lần này lãng thanh vân và hiếu sơ vân tới đây không phải là vì muốn đối phó ta mà là vì đối phó chung sư đệ vì sao liên tâm cũng tham dự vào trong đó cô hồng tử hít vào một hơi thật dài cũng không có lập tức lao ra cô hà thành chạy đi giải cứu chung nhạc mà ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía lãng thanh vân và hiếu sơ vân nhìn chầm chầm hai người hiếu sơ vân khẽ mỉm cười nhàn nhạt khí thế toàn thân dần dần tích xúc giống như một ngọn đại hỏa sơn ngủ say ngàn vạn năm đằng đẵng ẩn chứa uy năng khủng bố bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát mà lãng thanh vân thì lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm hai tay chắp lại trong ống tay áo không biết hắn đến cùng là có tính toán gì hai tay cô hồng tử cũng chấp lại trong ống tay áo ánh mắt hai vị cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất yêu tộc đối diện với hai hai ống tay áo nhẹ nhàng chấn động cũng không có rút hai tay ra khỏi ống tay áo trong ống tay áo hai người đều cất giấu hồn binh cực kỳ đáng sợ là bọn họ dùng cả đời luyện thành ngưng tụ tinh túy cả đời bọn họ nếu rút ra chắc chắn là một kích long trời lỡ đất cô hồng tử lo lắng là nếu mình kích phát yêu thần chi linh trong nháy mắt chính mình chắc chắn sẽ phải đồng thời đối mặt với sự vây công của hai đại cường giả hiếu sơ vân và lãng thanh vân với khoảng cách gần như thế hắn tất nhiên là sẽ bị thương hơn nữa với thực lực của hai vị cường giả này ở trong cô hà thành tất nhiên sẽ có thể đánh trọng thương toàn bộ yêu tộc trong thành nói không chừng sẽ khiến cho yêu thần chi linh lâm vào ngủ say mà sở dĩ lãng thanh vân và hiếu sơ vân không lập tức xuất thủ chính là bởi vì bọn họ biết rõ uy năng của thần linh khủng bố tới mức nào nếu bọn họ xuất thủ thần linh cũng sẽ ứng kích xuất thủ sợ rằng trong hai người tất chết một người thành chủ uống trà a à. Tế ti áo bào trắng hiếu sơ vân nâng chung trà lên, ý vị thâm trường nói. Trà đều nguội rồi. Trà đều nguội rồi. Khóe mắt cô hồng tử nhảy lên một cái, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Cho dù lúc này chính mình thoát khỏi hai người bọn họ, chạy đi giải cứu chung nhạc, cũng đã không kịp nữa rồi. Đợi tới lúc chính mình tới nơi đó, chung nhạc sớm đã bị liên tâm giết chết. Cho nên, không phải là trà đã nguội rồi, mà là đã tới không kịp rồi. Chung nhạc sư đệ, ta không kịp xuất thủ rồi trong lòng cô hồng tử cực kỳ buồn bã. Rốt cuộc đã tới biên giới cô Hà Thành rồi. Trung nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn thấy cột mốc biên giới cô Hà Thành trên đỉnh ngọn núi hoang kia, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đột nhiên hắn chợt cảm ứng được hơn 10 cổ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, vội vàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy từ bên cạnh chợt lao ra một chiếc lâu thuyền dài tới hơn 50 trượng, trên đầu thuyền đứng hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc. Khí tức của hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc kia cực kỳ cường đại tu vi thực lực thấp nhất cũng là linh thể cảnh, tu vi cao vậy mà tương đương với liên tâm, cũng là tồn tại pháp thiên cảnh. Nguy rồi. Trong lòng chung nhạc nhất thời cả kinh. Chiếc lâu thuyền kia chở theo đám cường giả hiếu mang thần tộc từ bên phải đánh tới, xem tình thế, nhất định là trước khi hắn tiến vào phạm vi lãnh địa của cô Hà Thành, sẽ có thể chặn đường hắn lại. Mà ở sau lưng hắn chính là cự mãn trăm trượng do liên tâm biến thành. Trong lòng hắn nháy mắt đã thấu hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả nhất định là lãng thanh vân đã thông báo cho hiếu mang thần tộc hiếu mang thần miếu biết được hiếu sơ tình chính là chết trong tay long nhạc hơn nữa long nhạc cũng chính là kẻ đã đi lên mặt trăng lúc trước vì vậy mới phái những cường giả này tới đây xuất thủ giết chết hắn với tốc độ này căn bản là chưa tiến vào lãnh địa cô hà thành đã bị cường giả của hiếu mang thần tộc chặn lại liều mạng hình thái thứ hai nguyên thần chung nhạc quát lớn một tiếng hắn nguyên bản đang biến thành hình thái thứ ba của nguyên thần biến thân thành thần nhân sáu mắt sau lưng quan tưởng ra kim ô song dực mượn kim ô song dực vỗ cánh phi hành mà hiện tại thân thể hắn lại biến hóa từ hình thái thứ ba thần nhân sáu mắt của nguyệt linh biến thành hình thái thứ hai lục mục tinh thiềm thân thể chung nhạc ầm ầm biến hóa thân thể ở giữa không trung cơ hồ là trong nháy mắt đã hoàn thành cải tạo cơ da xương cốt hóa thành một con quái vật lục mục tinh thiềm khổng lồ cao hơn 20 trượng nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất ầm ầm con lục mục tinh thiềm kích thước cỡ một ngọn núi nhỏ rơi thẳng xuống mặt đất đập cho núi rừng chấn động một trận. Ngay sau đó nó lại phóng người nhảy lên một cái, lao thẳng lên giữa không trung. Một lần nhảy chính là hơn 10 dặm, sau đó lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống. Hắn không ngừng nhảy nhót như bay, giống như một ngọn núi nhỏ không ngừng nhảy nhót, điên cuồng bỏ chạy về phía trước. Vừa rồi hắn là phân nửa dựa vào pháp lực, phân nửa dựa vào nhục thân tiến hành phi hành lên đường. Mà hiện tại lại là hoàn toàn dựa vào nhục thân lên đường, áp lực đối với nhục thân càng lớn hơn. Bản thân tinh thiềm đã là lực mạnh vô cùng, cộng thêm thôi động hoàn toàn bí cảnh vạn tượng tốc độ so với vỗ cánh phi hành vậy mà còn nhanh hơn một chút quả nhiên là nguyệt linh trên chiếc lâu thuyền cự hình kia từng gã từng gã cường giả hiếu mang thần tộc nhìn thấy chung nhạc hóa thành tinh thiềm không khỏi nhao nhao tức giận hừ lạnh vị lão giả pháp thiên cảnh dẫn đầu kia cười lạnh một tiếng sau đầu đột nhiên bay ra một bàn tay vương thẳng về phía trước chỉ thấy cái đại thủ kia càng lúc càng lớn hơn khoảng cách vương ra càng lúc càng xa phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng chụp thẳng về phía chung nhạc Bàn tay kia là do văn lộ đồ đằng biến thành, trong lòng bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy thanh thiên bạch nhật, là một kích do cường giả pháp thiên cảnh thôi động thiên địa pháp tướng đánh ra. Trên lâu thuyền, đám cường giả hiếu mang thần tộc còn lại thản nhiên đứng yên, cũng không có xuất thủ. Tốc độ của trung nhạc quá nhanh, lâu thuyền lại cách quá xa, thần thông do bọn họ đánh ra căn bản là không thể đuổi kịp trung nhạc. Khoảng cách hơn 50 dặm, sợ rằng chỉ có thần thông của cường giả pháp thiên cảnh mới có thể đuổi kịp tốc độ kinh người như vậy, bắt giữ được trung nhạc vị cường giả pháp thiên cảnh kia xuất thủ, mắt thấy đại thủ sắp sửa chụp lấy con tinh thiềm 20 trượng do chung nhạc biến thành kia vào trong tay, đột nhiên chiếc lâu thuyền chợt chấn động kịch liệt. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, chiếc lâu thuyền đã bị một con quái vật khổng lồ xuyên thấu. Chỉ thấy Bạch Liên cự mãn dài trăm trượng một hơi đụng thủng chiếc lâu thuyền này, thân thể cao lớn từ phía dưới khoang thuyền xuyên qua, mảnh gỗ vụn tung bay loạn. Đám cường giả hiếu mang thần tộc trên đầu thuyền từng tên từng tên đặt chân bất ổn. Hiếu mang thần tộc, các ngươi chán sống rồi không ngờ lại dám can đảm cướp đoạt con mồi của ta. Con liên hoa mãng kia từ trong động khẩu khoang thuyền bò ra, trong miệng thét lên chói tai, cái đuôi đảo qua, giống như một cây cự trụ quét thẳng lên trên cột buồn. Cây cột buồn răng rắc một tiếng đứt đoạn, đám cường giả trên thuyền từng tên từng tên bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt lão giả pháp thiên cảnh hiếu mang thần tộc kia trầm xuống, hai chân vững vàng đóng đinh trên bông thuyền khống chế đại thủ đồ đằng của chính mình chụp xuống chung nhạc. Hiển nhiên hắn không muốn từ bỏ cơ hội này, để cho chung nhạc chạy thoát mà toàn thân con liên hoa mãn kia cuốn lấy chiếc lâu thuyền rách nát tả tơi này, thân thể mạnh mẽ phát lực, cả tòa lâu thuyền bị cuốn tới chia năm xẻ bảy. Thân thể lão giả pháp thiên cảnh bất ổn, cự thủ đồ đằng thoáng rung rẩy một cái, đã thấy chung nhạc bay lướt qua đầu ngón tay hắn, thoát ra khỏi phạm vi bàn tay hắn bao phủ, ầm ầm đụng lên trên tấm bia đá trên đỉnh ngọn núi hoang, đụng sập tấm bia đá kể cả một khối lớn đỉnh núi, té xuống dưới chân núi khoảng chừng hơn 10 dặm. Con rắn hoang ở đâu ra, lại dám làm hư đại kế của hiếu mang thần tộc ta lão giả pháp thiên cảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thoáng lay động, hiện ra ba cái đầu, vương tay bắt lấy cái đuôi rắn của liên tâm, giơ thẳng lên cao, hung hăng nện thẳng xuống, lạnh lùng nói: tự tìm đường chết. hiển nhiên hắn cũng không nhận ra liên tâm. trên thực tế, toàn thể đông hoang cũng không có mấy kẻ biết được liên tâm rốt cuộc là tin quái gì. lúc này liên tâm đã hóa thành nguyên hình, lão giả pháp thiên cảnh kia làm sao có thể nhận ra nàng? huống chi, cho dù có nhận ra nàng lão giả pháp thiên cảnh kia cũng không chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng là thần tộc, tâm cao khí thịnh, căn bản là mặc kệ nàng có phải là đệ tử sư bất dịch hay không, có phải là thế hệ thanh niên xuất sắc nhất đông hoang hay không, cũng đều nhất định đánh chết nàng. Hắn nhận được mệnh lệnh, nhất định phải bắt giữ Long Nhạc về hiếu mang thần miếu tiếp nhận sự án. Mà liên tâm thì lại cần ăn tươi Long Nhạc, bù đắp lượng Long khí không đủ, thoát thai hoáng cốt, lột xác thành giao Long. Mục đích của hai người không nhất trí, tất sẽ có xung đột, đây là chuyện tất nhiên thình thịch. Một cái ném này của hắn, ném cho con cự mãn trăm trượng kia toàn thân thẳng tắp, hung hăng nện thẳng xuống, đập vào trong rừng núi bên dưới. Ngay sau đó ba cái đầu đồng thời rống giận, nhao nhao há miệng. Từng đạo từng đạo thần thông từ trong ba cái miệng phun ra, hóa thành từng tòa từng tòa đại ấn sơn hình, ầm ầm nện lên địa phương nơi liên tâm rơi xuống, xuất thủ tàn nhẫn tới cực điểm. Mảnh núi rừng kia bị phá hủy không còn một mảnh. Lão giả pháp thiên cảnh cũng không liếc nhìn một cái, phóng người nhảy lên, lao về phía địa phương chung nhạc rơi xuống. Nhưng lúc này, trong mảnh núi rừng bị tàn phá đến không còn hình dáng, cái thân rắn thật lớn lao thẳng lên cao, soạt soạt mấy cái, mạnh mẽ cuốn lấy lão giả kia, kéo thẳng về phía mặt đất, đập cho lão giả kia đầu dưới chân trên, hung hăng nhét vào trong lòng đất. Cái đuôi cự mãn rung lên một cái, rút lão giả kia từ dưới lòng đất lên, giống như đóng đinh vậy, không ngừng đóng mạnh vào trong lòng đất, liên tục phát ra mấy mươi đạo thanh âm đông đông đông. Sau đó, cái đuôi cự mãn cuốn lấy lão giả kia, ném thẳng vào trong cái miệng rắn. Lão giả kia bị đánh tới mức mê mê mang mang, cả khuôn mặt đều là máu tươi. Mắt thấy hắn sắp sửa bị đưa vào miệng rắn, tán thân trong bụng rắn, chợt đột nhiên tỉnh táo lại, lắc mình lóe lên, biến ra thân thể bàn ngao, thân dài hơn 80 trượng, giơ tay xé rách đuôi rắn. Khiếu Nguyệt thần hống. Ba cái đầu bàn ngao liên tiếp hống lên ba tiếng, hống tới mức trong tai mắt mũi miệng cự mãng phun ra máu tươi. Con cự mãng kia phun ra một ngụm khói độc, một cái đầu bàn ngao lập tức trúng độc, toàn bộ cái đầu cơ hồ biến thành nước mũ. Hai cái đầu còn lại lập tức tự thôi động pháp lực, trấn áp độc tính. Lão già kia không khỏi giận tím mặt, cao giọng quát lên. Các ngươi đi bắt giữ long nhạc. Ta giết chết con cự mãn này. Tốc độ hai người bọn họ giao thủ cực nhanh, nhanh như tia chớp đã giao đấu qua không biết bao nhiêu đạo công kích. Mà giờ phút này, đám cường giả linh thể cảnh, đang nguyên cảnh hiếu mang thần tộc còn lại bị bắn ra khỏi lâu thuyền. Bọn họ bất quá vừa mới ổn định lại thân hình, chiếc lâu thuyền chia năm sẽ bảy giữa không trung vẫn còn chưa rơi xuống đất. Một loạt giao thủ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, có thể thấy được tốc độ công kích của cường giả pháp thiên cảnh kinh người tới mức nào, đáng sợ tới mức nào. đám cường giả linh thể cảnh, Đang Nguyên cảnh kia nghe hắn nói vậy, lập tức bay thẳng lên không trung, chạy thẳng về phía địa phương trung nhạc rơi xuống. Đột nhiên, một đạo xà mâu từ phía sau phóng tới, phốc một tiếng xuyên thấu thân thể một gã cường giả Đang Nguyên cảnh thực lực mạnh nhất trong đó. Chính là Liên Tâm vừa mở miệng, phóng ra cái lưỡi dài phân nhánh của chính mình. Gã cường giả đang nguyên cảnh kia cơ thảm một tiếng, thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, hóa thành bàn ngao ba đầu, tế ra hồn binh cường đại nhất của chính mình, chém về phía cái lưỡi rắn của liên tâm. Nhưng hỏa quan văn bắn khắp nơi, cũng không thể chặt đứt cái lưỡi dài kia. Bàn ngao ba đầu quay đầu lại không ngừng cắn xé, toàn bộ hàm răng cơ hồ đều bị đứt đoạn, cái lưỡi dài của liên tâm rung lên, chẻ con bàn ngao kia ra làm đôi. Lão giả pháp thiên cảnh kia gầm lên một tiếng, từ trong mi tâm bay ra một đạo trăng tròn cắt đứt tận gốc cái lưỡi dài kia của nàng cái lưỡi dài của liên tâm mặc dù bị chặt đứt nhưng không có một giọt máu màu chảy ra cái lưỡi dài này ở giữa không trung giống như một con rắn không ngừng nhúc nhích bay lượn rõ ràng cái lưỡi kia đã bị nàng tu luyện thành binh luyện chế lưỡi rắn của chính mình thành hồn binh cái lưỡi rắn kia nhanh như chớp bay ngược trở lại chém chết từng gã từng gã cường giả hiếu mang thần tộc đang lao về phía chung nhạc minh nguyệt chiếu đại giang lão giả pháp thiên cảnh nhất thời nổi giận bên dưới vần minh nguyệt tròn vành vạnh kia xuất hiện một đạo đại hà đại hà dân trào sao động đè thẳng lên trên người liên tâm không ngờ con sông lớn này lại là một dòng đại hà chân chính đã bị luyện thành hồn binh nó nhìn bề ngoài giống như chỉ có kích thước một hai trăm trượng nhưng trọng lượng lại cực kỳ đáng sợ tương đương với hơn 10 ngọn núi lớn vậy mà ép con cự mãn dị chủng trăm trượng liên tâm này tới mức thẳng tắt vần minh nguyệt kia từ giữa dòng sông bay lên phân nửa chìm trong nước sông phân nửa ở trên nước sông đạo trăng tròn kia vô cùng sắc bén cơ hồ là chém thẳng liên tâm từ phần đuôi lên tới cái cầm, chém đứt con cự mãng này ra làm hai mảnh. Rầm. Một con xích luyện cự mãn thật lớn từ trong bụng liên tâm rơi ra, toàn thân cự mãn đã bị ăn mòn cả trăm ngàn lỗ thủng. Lão giả kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn đang muốn tiếp tục thôi động vần trăng tròn, chém đôi con liên hoa mãn này, lại thấy con liên hoa mãn này phản phất như trút được gánh nặng, thân thể rung lên một cái, hất văng dòng đại gian kia, ngay sau đó đã biến thành một nàng nữ tử ôn nhu điềm tĩnh nữ tử này chân đạp liên hoa bộ dáng vô cùng thánh khiết chỉ là trên lồng ngực bị cắt ra một đường dài cơ hồ bị cắt làm hai nửa toàn thân chảy đầy máu lộ ra cực kỳ thê thảm sư tỷ đợi một lát ta lại tiếp tục tiêu hóa ngươi liên tâm nhìn về phía lão giả kia ngữ khí ôn nhu nói lão già kia thừa dịp thân thể ta không tiện mà khi dễ ta bây giờ đã tới lúc tiễn ngươi lên đường rồi thanh xà mâu phân nhánh kia nhanh như tia chớp bay ngược trở về rơi vào trong tay nàng liên tâm tay cầm xà mâu trên xà mâu vẫn còn máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trong lòng lão giả Pháp Thiên cảnh kia cả kinh, đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung từng cổ từng cổ thi thể đang ào ào rơi xuống. Đám cường giả hiếu mang thần tộc theo hắn tới đây vậy mà trong thời gian một cái nháy mắt đã bị xà mâu xuyên thấu toàn bộ, chất sạch chất rẻ. Cách chiến trường hơn vạn dặm, trong cô Hà Thành, cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đều đang cảm ứng địa phương biên giới. Bọn họ có thể cảm ứng được hai cổ khí tức kinh khủng va chạm với nhau hơn 10 cổ khí tức còn lại một cái tiếp theo một cái biến mất. Sau đó lại là những rung động càng khủng bố hơn truyền tới, hiển nhiên là động tĩnh do hai đại tồn tại pháp thiên cảnh điên cùng đánh giết tạo thành. Đệ tử thần tộc ta đang bị cường giả yêu tộc tàn sát. Rốt cuộc là ai lại có được thực lực như vậy? Sắc mặt lãng thanh vân và hiếu sơ vân đại biến. Hiếu sơ vân đột nhiên đứng dậy, dự định ly khai, đi tới biên giới chi viện cho lão giả pháp thiên cảnh kia. Nào ngờ cô hồng tử đột nhiên nói. Đi một người, kẻ còn lại sẽ chết. Sắc mặt lãng thanh vân khẽ biến, khuôn mặt có chút vạn vẹo. Cô Hồng Tử Sư Huynh nói như vậy là có ý gì? Ý gì? Sắc mặt cô Hồng Tử nhất thời lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Ngươi lại là có ý gì, lãng thanh vân? Ngươi cấu kết với hiếu mang thần tộc đối phó lĩnh chủ bộ hạ ta, đó chính là tử tội. Ta trấn thủ biên quan, có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngày hôm nay, lời nói của ta chính là như vậy. Ngươi rời khỏi cô Hà Thành, Hiếu Sơ Vân sẽ chết ở chỗ này. Hiếu Sơ Vân rời khỏi cô Hà Thành, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hai người các ngươi đồng thời rời khỏi, như vậy cả hai sẽ chết ở ngoài thành. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm trên mặt hai người, lạnh như băng nói. Uống trà đi. Trà đều nguội rồi. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân ngẩng đầu nhìn về phía tôn yêu thần Chi Linh sừng sững ở trung tâm cô Hà Thành kia, sau đó đồng thời ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Cô Hồng Tử chính là đại tướng biên cương của yêu tộc mặc dù thực lực của hắn không sai biệt lắm so với lãng thanh vân và hiếu sơ vân hai người liên thủ nhất định có thể bắt lấy hắn nhưng đại tướng biên cương không chỉ đại biểu cho thực lực cá nhân mà thân mang tiền vốn cực kỳ hùng hậu đó chính là yêu thần chi linh cô hồng tử trưởng khống yêu thần chi linh của cô hà thành chỉ cần một cái đại sát khí này đã đủ khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ yêu thần chi linh là đồ đằng đồ linh của cô hà thành mấy vạn năm qua đã nhận được vô số yêu tộc cô hà thành triều bái tế tự thủ hộ cô hà thành thành chủ cô Hà thành một đời lại một đời thay đổi, nhưng đồ đằng đồ linh thì chưa từng bao giờ đổi qua. Bởi vậy tôn yêu thần chi linh này mới đại biểu cho chiến lực tối cao của cô Hà thành. Nếu ta liên thủ với sơ vân tiền bối, xuất kỳ bất ý giết chết cô Hồng Tử, lại dùng khiếu nguyệt thần hống, dùng tiếng thét chấn hung cùng đánh chết yêu tộc toàn thành, sẽ có thể phá giải yêu thần chi linh, khiến cho yêu thần chi linh lâm vào ngủ say. Sắc mặt lãng thanh vân khôi phục lại như thường, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, cái kế hoạch này tuy tốt, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp. cô hồng tử đối với chúng ta sớm đã có lòng phòng bị, nhận định ta cấu kết với hiếu mang thần tộc, căn bản không có cơ hội đánh lén hắn. hơn nữa, đúng như hắn đã nói, ta với sơ vân tiền bối đi một người sẽ chết một người. nếu cả hai người cùng rời khỏi cô hà thành, càng sẽ phải đối diện với công kích của cô hồng tử cùng với yêu thần chi linh, sợ rằng cả hai đều phải chết ở chỗ này. cả hai người lưu lại trong cô hà thành, còn có thể kiềm chế cô hồng tử và yêu thần chi linh khiến cho cô hồng tử không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu hai người rời khỏi cô hà thành cả hai người đều phải chết bởi vậy lưu lại trong thành mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ biên giới cô hà thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lòng lãng thanh vân và hiếu sơ vân đều nghi hoặc không hiểu vừa rồi lúc cô hồng tử dùng tấm gương kiểm tra tình huống biên giới nhìn thấy cường giả của hiếu mang thần tộc đang khống chế lâu thuyền chặn đánh chung nhạc mà ở sau lưng chung nhạc còn có một con liên hoa cự mãn khí thế hung hăng đang đuổi theo lãng thanh vân và hiếu sơ vân cũng đều nhìn thấy rõ ràng nhưng cả hai cũng đều không nhận biết con liên hoa cự mãn kia rốt cuộc là vị cự đầu hoặc là trưởng lão nào trong yêu tộc trong đông hoang cường giả xà tộc mặc dù cũng không thiếu nhưng đều là hạng người có mặt có mũi có danh có tiếng ví dụ như nhị đệ tử xích luyện nữ của sư bất dịch chính là cường giả siêu quần bạc tụy trong xà tộc thực lực trên cơ bản có thể ngang vai ngang vế với tồn tại cấp trưởng lão bất quá con liên hoa mãn này bọn họ ai nấy cũng đều không nhận ra Trước đây cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là cao thủ do sư Bất Dịch phái tới? Trong lòng Lãng Thanh Vân khẽ động. Những năm qua sư Bất Dịch khổ tâm kinh doanh, chèn ép thế lực của Tam Đảo Tứ Quan Lục Thành, thủ hạ tụ tập một nhóm lớn tồn tại cấp trưởng lão, thế lực cực lớn. Con liên hoa mãn này có thể là cường giả hắn phái ra bảo hộ Long Nhạc. Chỉ là, vì sao hắn lại muốn bảo vệ Long Nhạc? Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, con liên hoa mãn kia thật ra không phải là cường giả do sư Bất Dịch phái tới mà là tứ sư muội liên tâm của hắn, cũng không ngờ tới liên tâm đã độc sát cùng ăn tư xích luyện nữ, đồng thời còn dự định ăn tư chung nhạc, nhằm lột xác thành giao. Hắn lại càng không ngờ tới, sở dĩ liên tâm chém giết long trời lỡ đất với cường giả pháp thiên cảnh của hiếu mang thần tộc, chỉ là bởi vì nàng muốn ăn tư chung nhạc, mà hiếu mang thần tộc lại muốn bắt giữ chung nhạc mà thôi. Bọn họ có lòng muốn xem một chút tình hình chiến đấu tại biên giới, nhưng lúc này cô Hồng Tử đã thôi động yêu thần Chi Linh, phong tỏa tòa thành trì phương viên mấy trăm dặm này nếu bọn họ thật sự muốn chính mình đi xem tình hình tại biên giới, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với yêu thần Chi Linh. Nhổ một sợi tóc chấn động toàn thân. Nếu yêu thần Chi Linh hoặc là cô Hồng Tử cho rằng bọn họ có địch ý, chỉ sợ sẽ phát sinh một trận đại chiến xé rách mặt. Tại biên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả một phiến núi hoang tại biên giới cô Hà Thành, dưới công kích của hai đại cường giả Pháp thiên cảnh cơ hồ bị đánh nát thành một miệng. Cả ngọn núi hoang bị thần thông của hai người sang thành bình địa thực lực của lão giả pháp thiên cảnh hiếu mang thần tộc cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là lão quái vật đã ở trên pháp thiên cảnh hơn trăm năm. Quy lực của hồn binh nguyệt luân của hắn cực kỳ đáng sợ, các đức chân thân của liên tâm cũng là dễ như trở bàn tay. Mà một kiện hồn binh khác của hắn chính là dòng đại hà kia. Dòng đại hà kia tên là Vũ Dương Hà, là một dòng thần hà ở Tây Hoang. Trong dòng sông đã từng có một đám thần tộc cư trú, bất quá thần tộc này sớm đã diệt tuyệt, không còn tồn tại mà Vũ Dương Hà cũng bị lão giả này cầm đi tế luyện, biến thành một kiện hồn binh. Dòng đại hà này cực kỳ trầm trọng, bất luận là lực cọ rửa hay là trọng lượng cũng đều cực kỳ đáng sợ. Bị dòng Vũ Dương Hà này quét một cái, tất nhiên sẽ da tróc thịt bong. Càng đáng sợ hơn chính là, dòng Vũ Dương Hà này không có hình dạng cố định, có thể thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý biến thành bất luận hình thái gì, độ linh hoạt tương đương với thần thông. Có thể nói người biết bao nhiêu loại thần thông, đều có thể biến kiện hồn binh này thành bấy nhiêu loại hình thái hai kiện hồn binh này đều là bảo vật không tầm thường, dưới sự thúc giục của lão giả pháp thiên cảnh, uy năng phát ra kinh thiên động địa. Hơn nữa lão giả kia lại càng là hiếu mang thần tộc, thực lực của luyện khí sĩ thần tộc chính là viễn siêu cùng thế hệ. Bất quá, đối thủ của hắn lại là liên tâm. Trong toàn thể đông hoang, nàng cũng tính là một trong những cao thủ trẻ tuổi siêu quần bạc tụy nhất, là tinh anh yêu tộc do sư bất dịch, tồn tại cường đại nhất đông hoang này trăm cây ngàn đắng chọn lựa ra tư chất ngộ tính của nàng đều có thể liệt trên 10 hạng đầu trong đông hoang. Liên tâm chính là liên hoa mãn dị chủng, độc tính cực kỳ mãnh liệt, thực lực cũng là viễn siêu cùng thế hệ. Nàng thậm chí còn đã ăn tư sư tỷ xích luyện nữ của chính mình, hơn nữa còn đã luyện hóa gần phân nửa xích luyện nữ. Mà xích luyện nữ chính là đã thải bổ một vị cao thủ pháp thiên cảnh của giao long tộc. Liên tâm đã luyện hóa phân nửa nàng, có thể tưởng tượng pháp lực của nàng hùng hồn tới mức nào thực lực của nàng so với lão giả pháp thiên cảnh này còn cường hoành hơn một bậc nhưng bởi vì lúc trước khi hành động bất tiện đã bị lão giả pháp thiên cảnh kia cơ hồ xé đôi nhục thân khiến cho bị trọng thương thực lực có chút giảm xuống hiện tại thực lực hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu có thể nói là kỳ phùng địch thủ trận chiến vì vậy mà cực kỳ kịch liệt thanh xà mâu phân nhánh trong tay liên tâm chính là binh khí cận chiến cực kỳ sắc bén lúc tế khởi chính là hồn binh thiên biến vạn hóa tới lui như gió trong tay nàng không chỉ có một kiện hồn binh này trước đây nàng từng lột bỏ rất nhiều bộ da rắn có bộ được nàng luyện thành trường tiên lúc tế khởi giống như một con liên hoa mãn nếu bị quất trúng trên người nhất định là xương gãy gân đứt có bộ da rắn được nàng luyện thành cái túi lúc tế khởi giữa không trung miệng túi mở ra phốc một tiếng sẽ có thể thu vạn vật vào trong túi còn có bộ da rắn được nàng luyện thành túi chứa chất độc lúc tế khởi không ngừng phun trào ra khói độc uy lực vô cùng khó chịu khiến cho lão giả pháp thiên cảnh kia trúng độc cực sâu không thể không phân ra một tia lực lượng áp chế độc tố. Độc tố của nàng không chỉ ảnh hưởng tới huyết dịch, cơ nhục và thần kinh, làm mềm hóa xương cốt, đồng dạng còn làm ô nhiễm hồn phách và linh, thậm chí là quấy nhiễu tinh thần lực, quy lực cực kỳ đáng sợ. Loại độc tố này thậm chí ngay cả loại đại độc mãn như xích luyện nữ cũng không chống đỡ nổi, bị nàng cắn một cái thân thể liền cứng ngắc, ngoan ngoãn bị nàng cắn nuốt. Lão giả pháp thiên cảnh kia đối mặt với loại độc tố này cũng là cực kỳ gian khổ. Cũng may hắn là thần tộc, thể phách và huyết mạch trời sinh có kháng tính cực cao đối với độc tố, cho nên mới không bị độc chết. Hai đại cao thủ chém giết tới mức trời long đất lở, sự cường đại của cường giả pháp thiên cảnh được triển lộ hoàn toàn. Hai người nhiều lần hiện ra nguyên hình, thậm chí hiện ra thiên địa pháp tướng, thân thể vĩ ngạn giống như thần ma, điên cùng chém giết. Bỗng nhiên, hai người đột nhiên lại biến thành hình người nhỏ bé, thân người đầu thú, cùng nhau đánh giết. Bọn họ khi thì tế khởi nguyên thần, thôi động các loại thần thông, hai chân dẫm mạnh một cái, núi non đại địa dưới chân ầm ầm đổ sụp, núi lửa phun trào, ngay sau đó lại bị sang bằng. Hai tay vừa nhất, ngôi sao trên thiên không như mưa nhau nhau nện xuống, giống như ngày tận thế, ngay sau đó ngôi sao liền bị đánh nát. Bất luận là núi lửa hay là ngôi sao, đều là do pháp lực và văn lộ đồ đằng của bọn họ biến thành. Cả hai người đều đã bị thương, thương thế càng lúc càng nặng, bất luận là nguyên thần hay là nhục thân đều bị tổn thương nghiêm trọng. Dù vậy, hai người vẫn liều mạng đánh giết, đều muốn nhân cơ hội trước khi chính mình dầu hết đèn tắt, để giết chết đối thủ. Trận ác chiến này kéo dài không bao lâu, chỉ có hai canh giờ, nhưng lại đánh tới mức hai người giàu cạn đèn tắt, vô cùng thê thảm. Liên tâm đã không còn khí chất thuộc nữ như trước đây, thân thể bị đánh tới mức rách nát tả tơi, toàn thân đều là vết thương, thậm chí trái tim cũng bị xuyên thủng. May mà trái tim của nàng hẹp dài, có thể dùng văn lộ đồ đằng phong bế vết thương trên trái tim, không có trí mạng. Mà ba cái đầu ngao của vị lão giả pháp thiên cảnh kia bị chém rơi hai cái, một thân gia lông và long lân bị đánh tới mức cơ hồ không có một địa phương hoàn chỉnh. Rốt cuộc, pháp lực còn sót lại của lão giả pháp thiên cảnh kia không áp chế được độc tính. Độc tính xâm nhập vào đại não cái đầu còn lại, thân thể phốc một tiếng ngã xuống đất. Rốt cuộc đã chết. Trong miệng liên tâm không ngừng thổ huyết, gian nan đi tới trước mặt lão giả, cánh tay run rẩy vô lực nhấc lên xà mâu, cắm vào sọ não lão giả kia, xuyên thấu cái đầu cuối cùng của hắn. Lão giả kia triệt để tử vong, thân thể bị độc tố hóa thành nước mũ bí cảnh nguyên thần bành bành nổ tung. Chỉ thấy vô số kiện hồn binh to to nhỏ nhỏ và linh đang dịu dược tán lạc đầy mặt đất. Đạo vũ dương hà của hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống, rơi xuống đất hóa thành một dòng đại hà dài tới hơn trăm dặm, áp ra trên mặt đất một con sông lớn. Mà vần minh nguyệt kia cũng rơi xuống, hóa thành một phần trăng sáng phương viên trăm mẫu, cũng áp sập mặt đất một tảng lớn. Hai kiện hồn binh này đều không tầm thường, là hồn binh do hắn ngưng tụ tinh hoa cả đời luyện ra. Hiện tại người chết đèn tắt, nhưng hồn binh vẫn còn lão già này, bảo bối trên người ngược lại cũng không ít. Trên mặt liên tâm lộ ra thần sắc vui mừng, vù vù thở hỗn hển. Nàng trấn áp không được thương thế, trong tay mắt mũi miệng máu tươi cuồng phúng. Nàng vội vàng lấy ra một mớ linh đang dịu dược nguyên lành, nhanh chóng nuốt vào. Mặc dù thương thế nàng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng xu thế chuyển biến xấu cũng dần dần chậm lại. Liên tâm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trải qua hơn nửa canh giờ, lúc này mới trấn trụ được thương thế, không tiếp tục chuyển xấu nữa. Long nhạc sư đệ, hiện tại ngươi là của ta. Nàng có chút gian nan đứng dậy, đi tới hơn 10 dặm. Chỉ thấy một con lông tương dài hơn 10 trượng đang nằm dưới đáy một cái hố to, cặp lông nhãn to lớn trắng giả, đầu lưỡi thật dài vắt ở bên ngoài, trên người không ngừng chảy ra lông huyết, có vết thương đã mục nát, không còn chảy máu nữa. Hiển nhiên con lông tương này đã chết, nửa điểm khí tức cũng không còn, thân thể đã trở nên băng lãnh cứng ngắt, thẳng tắp nằm ở nơi đó. Trong cái hố to này còn có một đám hồn binh, linh đan, lão nhận tán lạc cắm trong bùn đất ở một bên. Hiển nhiên sau khi Long Nhạc chết, nguyên thần tan rã, bí cảnh sụp đổ, hết thảy đám hồn binh và linh đang dịu dược cất giấu bên trong bí cảnh tán lạc ra ngoài. Thật sự đã chết rồi sao? Liên tâm cười lạnh một tiếng, nhấc lên xà mâu, hung hăng cắm vào lồng ngực con Long Tương này, xuyên thấu trái tim hắn. Con Long Tương kia vẫn không chút cử động. Liên tâm rút ra xà mâu, lại dùng xà mâu nhẹ nhàng phất một cái, đánh bay lão nhận bên cạnh con Long Tương ra xa xa. Xem ra thật sự đã chết rồi. Sư đệ, tu vi của ngươi hơi thấp, dễ dàng tiêu hóa hơn một chút, vẫn là ăn tươi ngươi trước, sau đó mới tiếp tục tiêu hóa sư tỷ. Liên tâm triệt để yên lòng, thân thể thả lỏng, hóa thành con liên hoa mãn trăm trượng, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn xuống con long tương kia. Ngay tại thời điểm cái miệng lớn của nàng bao phủ con long tương, thân thể long tương đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại mấy chục lần, hóa thành hình người. Ngay sau đó, một đạo thần uy vô cùng nồng đậm đột nhiên phóng thẳng lên cao một đạo kiếm quang từ trong miệng nàng bạo phát ra, đâm thủng đầu lâu nàng. Đó là một sợi lông vũ, một sợi lông vũ kim quang sáng lạn, hình dạng giống như một thanh đại kiếm kim sắc. Thần uy trong thanh kiếm lan tỏa ra, phá hư thân thể nàng, áp chế nguyên thần của nàng. lớn, 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 lớn. lớn. Trong miệng nàng vang lên tiếng thét lớn, sợi lông vũ hình thái kim kiếm này điên cuồng sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã hóa thành cự kiếm ba ngàn trượng kẻ trong miệng liên tâm kia tay cầm cự kiếm, phát lực phóng như điên, từ trong miệng nàng trong khoảnh khắc đã chạy tới dạ dày nàng, rất nhanh đã chạy tới chỗ cái đuôi nàng, xé rách phần đuôi nàng lao ra. Liên tâm nhất thời ngẩn ngơ, thân hình khổng lồ dài tới trăm trượng đột nhiên vỡ ra làm đôi, ầm ầm ngã về phía hai bên. Thân thể liên tâm thật sự rất khổng lồ, hai nửa thân rắn rơi thẳng xuống đất, chấn cho mặt đất rung rẩy không thôi. Mà ở chỗ cái đuôi nàng, một người toàn thân đầy máu đứng ở nơi đó, huyết tương như nước từ trên người hắn chảy xuống nhỏ chung nhạc vừa ho ra máu vừa hô lớn cự kiếm dài ba ngàn trượng nhất thời thu nhỏ lại chỉ còn kích thước chừng ba thước bị hắn cầm lên nhét vào trong đạo quan luân sau đầu nhưng đúng lúc này cái đuôi cự mãn bị cắt thành hai nửa đột nhiên chấp động một cái hung hăng quất lên trên người hắn chung nhạc nhất thời thổ huyết bị một đuôi quét bay ra hơn mười dặm ngã xuống đất không đứng dậy nổi liên hoa mãn đã bị cắt thành hai nửa hai mảnh thân rắn kịch liệt nhảy lên hung hăng đánh mạnh xuống mặt đất mặt đất phương viên mấy ngàn trượng rất nhanh đã bị đánh nát tan tành. Qua một lúc thật lâu sau, con cự mãng này mới không cử động nữa, máu tươi trong cơ thể triệt để sói mòn sạch sẽ, cơ nhục và thần kinh đều đã tử vong. Sinh mệnh lực của xà tộc vô cùng cường đại, mặc dù đã chặt đầu, nhưng trong lúc nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tử vong. Phải đợi tới lúc máu tươi trong cơ thể chảy hết, thần kinh và cơ nhục đã chết, mới thật sự là chết. Ở trong đại hoang, loại chuyện này thỉnh thoảng lại phát sinh. Con rắn đã bị chém rơi đầu, cái đầu rắn phơi nắng suốt hơn một canh giờ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tử vong, thậm chí còn có thể nhảy lên cắn người, độc chết người khác. Chung nhạc chém đôi thân thể liên tâm, trong lúc mừng như điên đã quên mất điểm này, mới trúng phải trọng kích như vậy. Xương cốt toàn thân hắn cơ hồ đứt gãy toàn bộ, thân thể dùng một loại tư thế quỷ dị nằm dài trên mặt đất, mảnh xương vỡ nát từ trong cơ nhục nước vỡ xuyên ra, trong huyết sắc mang theo một chút bạch sắc. Không chỉ như vậy, lồng ngực hắn còn vỡ ra một cái lỗ máu, chính là động khẩu vừa rồi liên tâm dùng xà mâu đâm thủng lồng ngực hắn lưu lại. Mặc dù khi đó Trung Nhạc đã hóa thành long tương, nhục thân cực kỳ khổng lồ, nhưng một kích kia của liên tâm là đâm vào trái tim của hắn. Vị trí trái tim long tương không tương đương với vị trí trái tim của nhân tộc, hơn nữa Trung Nhạc đã tu luyện pháp môn tông sư võ đạo, có thể chuyển dời vị trí trái tim của mình, né tránh một kích trí mạng. Bất quá, vừa rồi hắn bị một cái đuôi kia đảo qua, vẫn suýt chút nữa đánh nát trái tim của hắn. Làn da, xương cốt toàn thân hắn không có mấy chỗ còn hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả cơ nhục cũng đều bị đánh thành thịt vụn, thương thế lục phủ ngũ tạng cũng cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả sọ não cũng bị lõm xuống một khối lớn. Nếu đổi lại là những luyện khí sĩ khác, bị thương thế thảm trọng như vậy, sợ rằng đã sớm chết rồi, mà chung nhạc thì vẫn còn hô hấp. Lồng ngực của hắn giống như là cối xay gió vậy, không ngừng hồng hộc hồng hộc hít thở, tiếng thở dốc dần dần yếu ớt, biên độ lồng ngực phập phồng cũng càng lúc càng nhỏ dần. Sinh cơ trong cơ thể hắn đang chậm rãi xói mòn, ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Liên tâm dù sao cũng là cường giả pháp thiên cảnh, một kích nhục thân sau khi chết cũng không phải hắn có khả năng chống lại, không chỉ suýt chút nữa đánh nát thân thể hắn, dẫn tới nguyên thần, hồn phách cấu thành nguyên thần hắn cũng gặp phải trọng kích. Thương thế của hắn là trọng thương trí mạng, năm đại bí cảnh nguyên thần đã bị đánh tới rách nát tả tơi, năng lượng ẩn chứa trong bí cảnh nguyên thần đang không ngừng xói mòn, linh của hắn cũng đang dần dần tiêu tán, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Tinh thần lực trong thức hải hắn cũng bị đánh tan, ý thức càng lúc càng đạm bạc. Nếu hoàn toàn tiêu mất ý thức, vậy thì thật sự sẽ chết rồi. Đầu óc chung nhạc ngây ngô đần độn, trước mắt càng lúc càng tối dần, ý thức sắp sửa rơi vào trong bóng tối. Hắn mạnh mẽ ngưng tụ một tia tinh thần lực, đâm vào bên trong nội đang thú thần trên không thức hải. Tinh khí thú thần nhất thời bạo phát, thổi quét mỗi một chỗ hẻo lánh toàn thân cao thấp hắn. Sau đó thân thể hắn dần dần biến hóa, từ hình người hóa thành một con cự thú long tương dài tới hơn 10 trượng. Tinh khí thú thần cuồn cuộn phóng vọt tới, kích thích cho quanh người hắn mọc đầy long lân, che phủ khắp làn da rách nát. Tinh khí thú thần chảy qua trái tim hắn, huyết dịch trong trái tim hắn vốn dĩ cơ hồ đã xói mòn sạch sẽ, lúc này nhận được tinh khí thú thần làm dịu, trái tim nhất thời một lần nữa bắt đầu tạo máu. Tinh khí thú thần trải qua vết thương trên người hắn, kích thích cho vết thương một lần nữa phá vỡ, máu tươi từ trong vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ tuôn trào ra, sau đó huyết nhục thoáng nhúc nhích, gân da sinh trưởng, dây thần kinh cũng dần dần sinh trưởng trở lại, gân da bắp thịt, thần kinh, Sợi gân đứt đoạn cũng một lần nữa tương liên lại với nhau. Một lúc lâu sau, trong mắt Chung Nhạc rốt cuộc đã có vài phần sức sống. Nhưng hắn vẫn không cách nào nhúc nhích, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cử động được, Giang Nan điều động những cơ nhục và sợi gân vừa mới liên tiếp cùng một chỗ, dịch chuyển xương cốt, nối liền lại những đoạn xương gãy. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, mặt trăng bay lên, giữa không trung, ánh trăng pha lẫn với xương sớm, từ trên trời giáng xuống. Từng điểm từng điểm ánh trăng chảy vào mi tâm của hắn làm dịu nguyên thần cơ hồ muốn sụp đổ của hắn. Tới thời điểm hơn nửa đêm, nguyên thần của Trung Nhạc rốt cuộc không còn sói mòn tinh khí nữa, năm đại bí cảnh không còn sói mòn năng lượng không chịu khống chế như lúc trước nữa. Một phần minh nguyệt từ trong mi tâm hắn bay ra, trên dưới xoay tròn xung quanh hắn. Hắn từ hình thái long tương biến trở về thân thể con người, bàn tay phải đã có thể động đậy, bóp động xương cốt cánh tay trái, nối lại những khúc xương gãy. Cảm giác đau đớn nhói tim truyền tới, khiến cho hắn cơ hồ lâm vào hôn mê chung nhạc cắn chặt hàm răng, nhất nhất nối lại đám xương cốt gãy nát toàn thân. Mãi cho tới khi Thái Dương một lần nữa bay lên, hắn mới tiếp nối xong hết thảy những xương cốt gãy nát toàn thân. Thái Dương chậm rãi mọc lên, hiện tại là ngày hè trời nắng chang chang, ánh mặt trời nóng rực. Chung nhạc nằm gian tay gian chân phơi nắng dưới ánh Thái Dương chó chang. Chỉ thấy vô số đạo quan tuyến không ngừng hội tụ về phía thân thể hắn, ánh dương quan thật sự đã biến thành Thái Dương chi hỏa hừng hực, không ngừng tiến nhập vào mi tâm hắn. Trong phương viên hơn 10 dặm, ngoại trừ đạo Thái Dương hỏa trụ rơi xuống kia, những địa phương khác vậy mà không có bất kỳ một tia quan tuyến nào. Một lúc lâu sau, lại có thêm một phần mặt trời từ trong mi tâm hắn bay ra, nhật nguyệt song hành, chiếu rọi xung quanh thân thể hắn. Thiếu chút nữa đã chết rồi. Trung nhạc ngồi dậy, kịch liệt ho khang một trận, nhổ ra từng ngụm từng ngụm máu bầm trong cơ thể. Mỗi khi ho khang một tiếng đều cảm giác được từng cơn đau nhức thấu tim thấu phổi, tự hồ toàn thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị chấn động trong lúc ho khang chấn cho chia năm xẻ bảy đám máu bầm này chính là nội tạng hắn bị thương, tích lũy lại trong phế phủ, bị nhật nguyệt bảo chiếu đề luyện ra, bài xích ra ngoài cơ thể. Ngoài mặt làn da của hắn tràn ngập một tầng đống đen, đó là máu xấu trong huyết dịch trong cơ thể bị nhật nguyệt bảo chiếu tinh luyện, từ trong lỗ chân lông tống ra. Không chỉ như vậy, ngay cả nguyên thần của hắn cũng nhận được nhật nguyệt bảo chiếu làm dịu ôn dưỡng, năm đại bí cảnh nguyên thần mặc dù vẫn như cũ rách nát tả tơi, nhưng tình trạng so với đêm qua đã tốt hơn rất nhiều, pháp lực cũng dần dần khôi phục lại, tinh thần lực vỡ nát trong thức hải cũng một lần nữa rèn luyện lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh chỉ là xương cốt của hắn vừa mới tiếp nối lại còn rất yếu đuối chung nhạc không dám đứng lên lo lắng thoáng dùng sức một chút xương cốt sẽ một lần nữa đứt gãy trong bí cảnh thần tài sinh cơ dần dần tuôn trào ra lan chảy khắp toàn thân khiến cho thương thế khôi phục càng nhanh hơn chung nhạc không khỏi thở vào nhẹ nhõm trong lòng thầm nghĩ sau khi mở ra bí cảnh nguyên thần sinh cơ của luyện khí sĩ thật sự cường đại ngay cả thương thế bậc này cũng có thể sống sót lần này ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ là trước khi chết cố gắng tự cứu chính mình một chút mà thôi lại không ngờ có thể cứu giúp thành công quả nhiên kéo chính mình từ trước cử quỷ môn quan trở lại nguyên thần hắn cũng dần dần khôi phục trở lại bất quá nghĩ muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh sợ rằng phải chờ tới mười mấy ngày sau mà nếu muốn không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào sợ rằng phải hao phí thời gian càng lâu hơn nữa đợi tới lúc mặt trời lặn chung nhạc đã có thể đứng dậy ngay tại chỗ tiểu tiện một phen hắn đi tiểu ra đều là máu đen hơn nửa lúc đi tiểu còn cảm giác được hạ thể cực kỳ đau nhức. hắn mặc lại quần áo sau đầu xuất hiện năm đạo quan luân thu hồi toàn bộ hồn binh của chính mình vào trong bí cảnh đại mộng kẻ nào tỉnh trước bình sinh ta tự biết ngủ ngon ăn no đột nhiên chung nhạc chợt nghe được một đạo thanh âm quen thuộc chỉ thấy đống lửa nhỏ trên cây đèn đồng rách nát tả tơi kia đột nhiên sáng lên từ trên tim đèn nhảy xuống, đi lại một vòng trong bí cảnh nguyên thần của hắn, có chút kinh ngạc nói. Nhạc tiểu tử, thương thế của ngươi vì sao lại nặng như vậy? Tân hỏa từ trong cơ thể nguyên thần hắn bay ra, đi tới trong thức hải hắn, nhất thời kinh hô. Ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, lại bị người ta đánh thành như vậy? Thức hải cũng bị đánh nứt luôn rồi. Chật chật, nhục thân cơ hồ cũng bị phế luôn. Trung nhạc không khỏi nổi giận. Tân hỏa, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nhét ta vào trong tầng băng bắc hải để cho ta một mình đối mặt với cự bá và thần linh của côn bằng tộc không tân hỏa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn vội vàng nói ngươi vẫn còn ở trong khối lục địa băng tuyết kia hửng không đúng ngươi rõ ràng là đang ở trên lục địa nơi này là nơi nào hắn mượn hai mắt chung nhạc nhìn lại quan sát bốn phía một lần dùng sức ngửi một cái thật nhiều thi thể a à. ký tức của yêu tộc hửng còn có mùi vị của hiếu mang thần tộc nữa đã xảy ra chuyện gì chung nhạc tức giận nhanh chóng kể lại một lần những tao ngộ của chính mình trong khoảng thời gian này tân hỏa nghe xong không khỏi nhảy dựng lên chơi đùa vui như vậy đáng tiếc thật đáng tiếc không ngờ lúc này ta lại ngủ chung nhạc nhất thời không biết nói gì chính mình liều sống liều chết cơ hồ sắp chết mất ở trong mắt đống lửa nhỏ này không ngờ lại là chơi đùa thật vui tân hỏa Nơi này có rất nhiều hồn binh khó lường a. À. Mau suy nghĩ một chút xem có biện pháp nào thu thập bọn chúng không. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đám hồn binh Trường Hà và Nguyệt Luân kia, nói: Đám hồn binh này thật sự quá lớn, bí cảnh nguyên thần ta khẳng định không bỏ vào được. Không biết có thể đặt vào trong cây đèn đồng kia của ngươi không? Không được. Tân Hỏa quan sát không gian chứa dầu thấp một chút, nhìn thấy nửa thanh thần dược đao kia, lắc đầu nói: Trong cây đèn đã có kiện thánh khí thần dược đao này rồi bỏ mấy kiện hồn binh này vào sẽ bị thần uy của thần dược đao đánh tan, không thể đặt chung một chỗ. Chung nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cao mày nói. Như vậy ta làm sao mới có thể mang đám hồn binh này đi? Linh thể của hơn 10 gã cao thủ đang nguyên cảnh hiếu mang thần tộc, mỗi một người đều có một hai kiện hồn binh khó lường. Mà hồn binh của cường giả pháp thiên cảnh ngoại trừ Vũ Dương Hà và Nguyệt Luân của lão giả hiếu mang thần tộc ra, còn có xà mâu, trường tiên, túi da rắn, túi nọc độc của liên tâm mà hồn binh tấm sa mỏng của xích luyện nữ cũng ở nơi này xích luyện nữ ngoại trừ tấm sa mỏng còn có hai kiện hồn binh khác nữa cũng đều là bảo vật khó lường mà ngoại trừ hồn binh linh đang dịu dược và các loại tài liệu khác lại càng là nhiều vô số kể chồng chất thành núi bí cảnh nguyên thần của trung nhạc mặc dù không nhỏ nhưng cũng không chứa đựng được bao nhiêu đồ vật hồn binh của đan nguyên cảnh và linh thể cảnh ngược lại có thể đặt vào trong bí cảnh nhưng mỗi một kiện hồn binh cấp bậc pháp thiên cảnh đều to lớn tới kinh người chỉ riêng dòng vũ dương hà kia đã có hơn trăm dặm trọng lượng kinh người độ dài cũng tương đối kinh người nếu có thể luyện hóa đám hồn binh này ngược lại có thể thu phóng như thường khiến cho hồn binh trở nên nhỏ hơn một chút bất quá đoán chừng ngươi không thể luyện hóa đám hồn binh này tân hỏa khẽ cau mày nói cái này liền có chút hơi khó ừm ngươi có thể quan tưởng ra giao long hơn một ngàn con dao long sẽ có thể vận chuyển hết đám hồn binh này rồi chung nhạc không khỏi đau đầu một trận hắn lại nghỉ ngơi thêm một đêm, pháp lực khôi phục lại không ít, lúc này mới quan tưởng ra giao long. Từng con từng con giao long từ dưới sông bay lên, bác vũ dương hà ở lưng trên. Phải cần tới năm 500 con giao long mới có thể nâng lên kiện hồn binh này. Mà Nguyệt Luân cũng có kích thước cả trăm mẫu, cũng cần tới hơn 300 con giao long mới có thể nâng lên được. Mà hồn binh của liên tâm và xích luyện nữ, kích thước mặc dù không kinh khủng như vậy, nhưng trọng lượng cũng là cực kỳ kinh người. Trung Nhạc phải quan tưởng ra 1.300 con giao long, mới có thể nâng lên toàn bộ đám hồn binh và linh dược tài liệu này nhạc tiểu tử ngươi đã hái nguyên đan của bọn chúng chưa lúc này tân hỏa đột nhiên hỏi hái nguyên đan chung nhạc nhất thời ngẩn ngơ tân hỏa nói luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đã có thể ngưng kết ra nguyên đan ngưng tụ tinh hoa cả đời là nơi ngưng tụ pháp lực và tinh khí nội đan thú thần cũng là một loại nguyên đan trước đây khi thần tộc mở tiệc chiêu đãi tân khách cũng đều lấy ra mấy bàn nguyên đang yêu thần làm tiệc mời khách chung nhạc nhất thời ngưng trệ không biết nói gì Mời khách ăn cơm thôi cũng đã ăn nguyên đang yêu thần Cái này cũng quá xa xỉ rồi à Bản thân hắn, chỉ một khỏa nội đang thú thần cũng phải tiêu hóa lâu như vậy mới tiêu hóa được một vòng Mấy bàn nội đang yêu thần, cần phải tiêu hóa bao lâu đây Tân hỏa cười lạnh một tiếng, nói Tân khách có thể được phục khi thần tộc đại yến mời chào Tự nhiên đều là địa vị lớn tới đáng sợ Chỉ là mấy bàn nguyên đang yêu thần coi là cái gì chung nhạc nghi hoặc hỏi. Thần tộc cũng có nguyên đan sao? Mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần tu luyện tới đan nguyên cảnh, đều sẽ ngưng tụ ra nguyên đan. Cảnh giới càng cao, nguyên đan cũng càng tốt hơn. Ngay cả nhân tộc các ngươi tu luyện tới cảnh giới này, cũng sẽ luyện ra nguyên đan." Tân Hỏa nói. Nguyên đan bình thường ẩn giấu bên trong thức hải, sau khi chủ nhân chết đi, dùng tinh thần lực đảo qua một chút, nhẹ nhàng câu một cái sẽ có thể kéo ra được. Loại vật này hữu hình vô chất, lấy ra đơn giản vô cùng chung nhạc đi tới trước thi thể của liên tâm. Con cự mãn trăm trượng này sớm đã khí tuyệt bỏ mình, đã bị hắn cắt thành hai mảnh, ngay cả cái đầu của nàng cũng bị cắt ra. Hắn cũng không biết nguyên đan của nữ tử này có còn nguyên vẹn hay không. Tinh thần lực của hắn tuôn ra, sưu tầm một chút trong hai phần đầu. Rất nhanh, từ trong cái đầu rắn bên trái quả nhiên móc ra được một khỏa nguyên đan. Khỏa nguyên đan này không lớn, chỉ có kích thước cỡ một trái nho, nhưng bên trong lại chất chứa năng lượng cực kỳ dồi dào so với pháp lực của bản thân Trung Nhạc còn hùng hồn hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc thu hồi khỏa nguyên đan này, tiếp tục sưu tầm bốn phía, lại tìm được từ trong thi thể của cường giả đang nguyên cảnh hiếu mang thần tộc bốn khỏa nguyên đan nữa. Kích thước bốn khỏa nguyên đan này nhỏ hơn khỏa nguyên đan đầu tiên, hẳn là do tu vi không bằng liên tâm. Hắn đi tìm thi thể của lão giả pháp thiên cảnh kia, lại thấy toàn thân vị lão giả pháp thiên cảnh kia đã bị kịch độc của liên tâm biến thành nước mũ, thậm chí ngay cả nguyên đan cũng đã tan rã không còn một mảnh, độc tính của liên tâm quá mãnh liệt, ăn mòn nhục thân, pháp lực, tinh thần, nguyên thần, ngay cả nguyên đan cũng không thể tránh khỏi độc tính ăn mòn. Xem ra chỉ có năm khỏa nguyên đan mà thôi. Ừm. Còn thi thể của xích luyện nữ nữa. Trong lòng chung nhạc khẽ động, đi tới bên cạnh thi thể xích luyện nữ, tinh thần lực quét qua một lần, rất nhanh đã tìm được nguyên đan của xích luyện nữ. Khỏa nguyên đan này còn chưa bị ăn mòn, cuối cùng bị hắn lấy ra. Hai khỏa nguyên đan pháp thiên cảnh, bốn khỏa nguyên đan đang nguyên cảnh, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ, có thể góp đủ một bàn mời khách rồi. Chung nhạc cũng cảm thấy có chút mỹ mãn, nguyên thần lục mục tinh thiềm xuất hiện. Chung nhạc ngồi lên sau gáy tinh thiềm, hơn một ngàn con dao long khiên lên các loại bảo vật, nhanh chóng tiến về phía cô Hà Thành. Hiện tại trong thân thể hắn vẫn còn lưu lại các loại tai họa ngầm, không chịu nổi sóc nảy. Tốc độ nguyên thần khôi phục so với nhục thân còn nhanh hơn một chút, cho nên chỉ có thể ngồi lên trên người nguyên thần mà đi. Đám bảo vật này thật sự quá nặng, đã kéo chậm tốc độ di chuyển của hắn chung nhạc ngày đi ba ngàn dặm phải hao tốn thời gian bốn ngày mới nhìn thấy tòa đại hỏa sơn đứng sừng sững trên cô hà thành cô hà thành nằm trên đỉnh ngọn núi lửa quan mang huyển lệ của các loại văn lộ đồ đằng cuốn lấy tòa thành lớn này từng ngọn từng ngọn tháp cao tiển tháp và pháo đài trong thành đều đã bị kích phát ngay cả trận pháp phòng ngự trên tường thành cũng đã khởi động đám yêu tộc và luyện khí sĩ trong thành đều đứng trên đầu tường và tiển tháp trên tháp cao pháo đài bộ dáng đằng đằng sát khí những pho tượng thú thần đứng sừng sững trên tường thành tựa hồ như muốn sống lại vậy, từng đạo từng đạo hoa văn huyển lệ điêu khắc ngoài mặt đám thú thần này không ngừng lưu động. Đám điêu khắc thanh đồng này vậy mà dãy dụa cái cổ cùng thân thể, mặt hướng về phía bên trong thành, bộ dáng như lâm đại địch. Từng sợi từng sợi lông xám trên lưng như châm như kiếm dựng thẳng lên, nanh vuốt dữ tợn, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng khởi xướng công kích. Thời điểm lần đầu tiên chung Nhạc tới Cô Hà Thành, đã biết rõ tòa Cô Hà Thành này chính là một kiện lợi khí chiến tranh. Một khi tòa thành trì này đã thôi động, sợ rằng không chết vô số luyện khí sĩ sẽ không thể công kích vào trong thành. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tòa thành trì này khởi động hệ thống phòng ngự và tiến công, quả thật cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy một tôn thần linh thật cao đứng sừng sững tại trung tâm tòa đại thành. Chiều cao lên tới trăm ngàn trượng, vi năng thần linh lan tỏa cuồn cuộn. Đây là một tôn thần nhân bốn cánh đầu chim thân người, tương tự với nguyên thần của cô hồng tử nhưng so với nguyên thần của cô Hồng Tử thì cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần, vi năng trấn áp toàn thành. Đây hẳn chính là đồ đằng đồ linh của cô Hà Thành, là đối tượng mà yêu tộc phương viên vạn dặm xung quanh cô Hà Thành cộng đồng tế tự. Đồ đằng đồ linh và những người tế tự hỗ trợ lẫn nhau. Những người tế tự năm này tháng nọ tiến hành tế tự, duy trì đồ đằng đồ linh không tiêu tán, dừng lại thế gian. Mà đồ đằng đồ linh thì thủ hộ những người tế tự, bảo hộ bọn họ không bị ngoại địch giết chết. Lúc này, tôn yêu thần chi linh này đang tập trung một nơi nào đó trong tòa thành, bộ dáng giống như đang lâm đại địch vậy. Đây là chuyện gì? Lẽ nào cô Hà Thành có địch nhân xâm nhập sao? Trung nhạc nhất thời buồn bực. Lúc trước tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn đi tới cô Hà Thành, tòa thành trì yêu tộc này cũng không có đánh thức yêu thần chi linh, vì sao lần này lại đánh thức yêu thần chi linh? Lẽ nào kể tới lần này so với bốn người bọn phương kiếm cát, phong vô kỵ còn đáng sợ hơn nhiều? Đương nhiên, lần kia không có đánh thức yêu thần chi linh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cường giả trong thành đông đảo, yêu tộc cho rằng chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cô Hồng Tử chính là đệ tử không ký danh của môn chủ kiếm môn, cũng muốn thả cho bốn người bọn họ một con đường sống. Trong cô Hà Thành, đám luyện khí sĩ yêu tộc đang nghiêm túc chuẩn bị trên đầu tường chợt nghe được thanh âm vạn mã bôn đằng truyền tới, vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới, từng tên từng tên không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy trên hoang nguyên, hơn một ngàn con dao long khổng lồ ào ào chạy tới, xuyên núi băng rừng, trên lưng khiên theo từng kiện từng kiện hồn binh cực kỳ lớn, lao thẳng về phía tòa thành trì trên đỉnh ngọn núi lửa. Dẫn đầu đám giao long kia lại là một con ngọc thiềm thừ thật lớn giống như một hòn núi nhỏ vậy, toàn thân giống như ngọc bích điêu khắc tạo ra, trên mặt mọc ra sáu con mắt giống như sáu vần minh nguyệt vậy, đang nhảy nhót như bay, nhanh chóng leo lên núi. Đó là đám luyện ký sĩ yêu tộc trên đầu tường nhìn thấy đạo thân ảnh trên lưng thiềm thừ, nhất thời nhao nhao thở vào nhẹ nhõm, miễn cười nói. Là lĩnh chủ long nhạc của cô Hà Thành ta mau đi bẩm báo thành chủ mấy tên luyện khí sĩ nhanh chóng bay xuống đầu tường đi tới phủ thành chủ bẩm báo o không o trong phủ thành chủ cô hồng tử lãng thanh vân và hiếu sơ vân vẫn như cũ đang giằng co ba người đều cảm ứng được tại khu vực biên giới có hai cổ khí tức kinh khủng ba động một lúc lâu cuối cùng chỉ còn lại một cổ hiển nhiên là có cường giả pháp thiên cảnh đã chết trận bị một người khác giết chết chỉ là không biết kẻ đã chết là ai đột nhiên Cổ khí tức cường giả pháp thiên cảnh còn lại này cũng bất chợt tiêu tán, vậy mà cũng đã chết. Tại thời điểm gã cường giả pháp thiên cảnh này chết đi, ba người bọn họ chỉ có thể cảm ứng được một cổ thần uy phóng thẳng lên cao, không biết đã phát sinh biến cố gì. Ba người đều là tâm loạn như ma, có lòng chạy tới biên giới kiểm tra, chỉ là lúc này ba người bọn họ đều đang rơi vào cục diện căng thẳng, chỉ có thể ở nơi này dằn co. Cô Hồng Tử đã âm thầm phái luyện khí sĩ yêu tộc ra khỏi thành đi tới biên giới kiểm tra. Bất quá, trong cô Hà thành hiện tại luyện khí sĩ yêu tộc có thể trưởng khống được tràn diện cũng không nhiều lắm. Luyện khí sĩ đang nguyên cảnh và khai luân cảnh còn phải phụ trách duy trì trận pháp trong thành, không rảnh thoát thân. Trước đây, trong cô Hà Thành vốn dĩ cũng có cao thủ pháp thiên cảnh, nhưng sau khi cô Hồng Tử giết cha cướp đoạt chức thành chủ, các cao thủ pháp thiên cảnh đã bị sư bất dịch lôi kéo đi mất. Luyện khí sĩ mà hắn phái ra điều tra tình hình chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, tốc độ hành tẩu rất chậm, từ nơi này đi tới biên giới qua lại hơn hai vạn 4 ngàn dặm, cho tới bây giờ mấy gã luyện khí sĩ yêu tộc kia còn chưa có trở về. Cô Hồng Tử, ngươi còn muốn vây ta ở chỗ này thêm bao lâu nữa? Lãng Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói. Cửa thành cháy và lây cá trong chậu, ta chỉ là một con cá trong chậu mà thôi. Ân oán giữa ngươi và hiếu mang thần tộc căn bản không quan hệ gì với ta. Bộ dáng cô Hồng Tử không hề quan tâm, nói. Lãng Sư Huynh hoàn toàn có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ánh mắt Lãng Thanh Vân chớp động, đứng dậy trên trán hiếu sơ vân nhất thời toát ra mồ hôi lạnh hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống nếu lúc này lãng thanh vân rời khỏi hắn nhất định sẽ chết nhất định sẽ bị cô hồng tử đánh chết nhưng ta lại không muốn đi rồi lãng thanh vân bật cười ha hả một lần nữa ngồi xuống đúng lúc này một gã luyện khí sĩ yêu tộc từ ngoài chạy vào cao giọng nói khởi bẩm thành chủ lĩnh chủ long nhạc đã tới long nhạc đã tới cả ba người đều nhất thời cả kinh hô lên một tiếng sắc mặt lãng thanh vân và hiếu sơ vân âm tình bất định mà tâm tình cô hồng tử cũng không khỏi có chút hỗn loạn nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường thở vào nhẹ nhõm một tiếng nói mở cửa thành mời hắn tiến vào để cho hắn lập tức tới gặp ta gã luyện khí sĩ yêu tộc kia vội vàng xưng vân xoay người rời đi ba người đối diện nhìn nhau một cái trong lòng đều theo đuổi tâm tư của chính mình ngồi trong lương đình tiếp tục uống trà thưởng thức phong cảnh chỉ là phong cảnh có xinh đẹp đến đâu đi nữa liên tục nhìn suốt 7-8 ngày cũng đã sớm nhìn tới phát chán rồi. Qua gần nửa canh giờ sau, bọn họ rút cuộc nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên, bên ngoài còn truyền tới từng trận từng trận thanh âm ồn ào, rất nhiều yêu tộc nhao nhao hô to gọi nhỏ, náo loạn vô cùng. Có kẻ kinh hô, có kẻ thét lên chói tai, có kẻ suy đoán, có kẻ nghị luận, khiến cho người ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại qua một lúc sau, chợt nghe âm thanh đất đá rạn nứt vang lên, ầm ầm đùng đùng vỡ nát. Ngay sau đó, thanh âm vách tường sụp đổ truyền tới. Cô Hồng Tử cảm giác được phủ thành chủ của chính mình phản phất như đã bị hủy đi hơn phân nữa. Rốt cuộc, ba vị cường giả nhìn thấy một con lục mục tinh thiềm lớn như một ngọn núi nhỏ tiến vào phiến hoa viên này, phía sau đi theo hơn một ngàn con dao long, nâng đỡ từng kiện từng kiện hồn binh khổng lồ đi vào. Một phần nguyệt luân phương viên chừng trăm mẫu và từng mảnh từng mảnh da rắn dài tới trăm trượng ngược lại không có gì, nhưng dòng vũ dương hà dài tới trăm dặm kia lại khiến cho sắc mặt ba vị cường giả biến đổi, nhất là cô Hồng Tử lại càng là không biết nói gì. Bởi vì dời con sông lớn này vào cô Hà Thành, dọc đường Trung Nhạc khẳng định đã hủy đi không ít nhà cửa, ngay cả phủ thành chủ của hắn cũng đồng dạng gặp tai ương. Khóe mắt cô Hồng Tử khẽ co giật, nhìn chầm chằm Trung Nhạc hỏi. Long Nhạc sư đệ, ngươi không thể để mấy thứ này ở ngoài thành sao? Trung Nhạc từ trên lưng nguyên thần lục một tinh thèm nhảy xuống, nói. Vạn nhất bị luyện khí sĩ khắc đoạt mấy, ta chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao? Cô Hồng Tử nhất thời chán nản. Ở trên địa bàn của ta, ai dám cướp đồ của ngươi? Trung Nhạc không trả lời, không người thi lễ với ba người, nói: "Long Nhạc bái kiến thành chủ, bái kiến đại sư huynh." Vị này là tế ti áo bào trắng của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Sơ Vân. Khóe mắt Hiếu Sơ Vân run rẩy, nhìn chầm chầm về phía Nguyên Thần Lục Mục tinh thiềm của hắn, đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí thật dài, nói: "Long Nhạc tiểu hữu, con tinh thiềm này của ngươi là từ đâu mà có?" Trung Nhạc nhấp nháy mắt, mỉm cười nói: "Đây là nguyên thần của ta. Ta cảm ứng Nguyệt Linh" lĩnh ngộ ra tinh thiềm chi linh. Không biết hiếu tế ti có ý kiến gì? Khóe mắt hiếu sơ vân nhảy lên càng thêm lợi hại. Không có. Trong số những hồn binh trên lưng mấy con dao long này của ngươi có hồn binh của hiếu mang thần tộc ta, không biết tộc nhân của ta hiện tại ra sao rồi. Bọn họ đều đã chết rồi. Trung nhạc bóp cổ tay thở dài, nói. Trời đố kỵ anh tài. Hơn 10 vị nhân huynh kia bởi vì cứu ta, chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ liên tâm của ta, đều chết tại biên giới còn có một vị nhân huynh pháp thiên cảnh, bởi vì cứu ta mà liều mạng với tứ sư tỷ của ta, cuối cùng chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ ta. Liên tâm. Hiếu sơ vân cắn răng một cái, cười lạnh, nói. Hóa ra là nàng. Lãng thanh vân đột nhiên hỏi. Tiểu sư đệ, liên tâm sư muội hiện tại ở đâu? Chung nhạc lộ ra thần sắc thống khổ. Trời đố kỵ anh tài. Liên tâm sư tỷ bởi vì bảo hộ ta, chúng phải độc thủ của đám người hiếu mang thần tộc, chết tại biên giới. Liên tâm sư tỷ ôn nhu dịu dàng, nhưng lại có một mặt đại công vô tư đạo đức cao thượng. Nàng bởi vì cứu ta mà ác chiến với cao thủ hiếu mang thần tộc, liều mạng chém giết, rốt cuộc lực kiệt mà chết. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân cũng đều tức giận tới mức thân thể run rẩy. Tiểu tử này vậy mà thấy thần nói thần thoại, thấy yêu nói yêu thoại, cùng một việc lại nói ra hai loại tình huống hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là vì giấu giếm tình huống chân thật lúc đó. Sư đệ, sao ngươi lại có hồng binh của xích luyện sư muội? Lãng Thanh Vân nhìn thấy tấm sa mỏng trên lưng giao long, sắc mặt khẽ biến, hỏi. Ngữ khí chung nhạc càng thêm thống khổ, nói. Trời đố kỵ anh tài. Liên tâm sư tỷ thủ đoạn độc ác, đồng môn tương tàn, đánh lén xích luyện sư tỷ, ăn tươi xích luyện sư tỷ. Cũng may nàng cuối cùng lạc đường biết quay lại, liều mạng cứu trợ tiểu đệ. Trước khi lâm chung, liên tâm sư tỷ đã giao phó hồng binh của nàng và xích luyện sư tỷ cho ta, muốn ta kế thừa di chí và tài sản của hai vị sư tỷ. Lãng Thanh Vân nhất thời chán nản, lại hỏi. Còn cổ thần uy kia lại là chuyện gì xảy ra? Bộ dạng chung nhạc mờ mịt. Cổ thần uy gì? Lãng Thanh Vân cắn răng nghiến lợi, sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Chết không đối chứng A. À? Vẻ mặt chung nhạc tươi cười, cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bất luận là hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc kia, hay là liên tâm, xích luyện nữ, hết thảy đều đã chết, nguyên thần tan rã, linh hồn tiêu tán. Mặc kệ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần chung nhạc không nói ra thì không người nào có thể biết được đây chính là chết không đối chứng sự kiện lần này huyên náo cực lớn hai đệ tử của sư bất dịch liên tâm và xích luyện nữ song song mất mạng tuyệt đối là chấn động đông hoang so với cái chết của thanh long quang chủ còn là đại sự kinh thiên động địa hơn một bậc mà chuyện này nói thế nào cũng không tính tới được trên đầu chung nhạc cái chết của xích luyện nữ là họa từ trong nhà mà ra là bị liên tâm giết chết tuy liên tâm là chết trong tay chung nhạc nhưng nói ra lại có kẻ nào sẽ tin đây. Ai có thể tin tưởng một gã luyện khí sĩ Linh Thể Cảnh lại có thể giết chết một gã luyện khí sĩ Pháp Thiên Cảnh. Yêu tộc chỉ có thể đem chuyện này tính lên trên đầu của Hiếu mang thần tộc, không quan hệ gì với Trung Nhạc. Cho nên Lãng Thanh Vân không khỏi phải nói là chết không đối chứng. Tình huống lúc đó, cổ thần uy đột nhiên bạo phát kia, chỉ cần bản thân Trung Nhạc không nói ra, không kẻ nào có thể biết được chân tướng. Ánh mắt Hiếu sơ vân lạnh lẽo, nhìn chầm chầm về phía Trung Nhạc. Lần này hiếu mang thần tộc tổn thất thật sự quá lớn rồi, gần như tương đương với trận chiến săn giết thủy tử An và Trung Sơn Thị Trung Nhạc mấy năm trước đây. Mà trận chiến săn giết thủy tử An kia, mặc dù tổn thất đúng là lớn, nhưng cuối cùng cũng đạt thành mục đích, giết chết được thủy tử An. Mà trận chiến này hao tổn hơn 10 vị cường giả linh thể cảnh, đang nguyên cảnh, lại còn tổn thất một vị cao thủ pháp thiên cảnh, lại không thể diệt trừ một tên tiểu bối long tộc này, trái lại khiến cho hắn chiếm hết tiện nghi. Cũng may Hiếu Sơ Vân không biết Trung Nhạc và Long Nhạc đều là cùng một người, nếu hắn biết, nói không chừng lại sẽ tức giận tới mức phát điên. Cô Hồng thành chủ, người bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một đời. Cáo từ. Hiếu Sơ Vân chấp tay với cô Hồng tử, đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ý vị thâm trường nói. Long tộc, ngàn vạn lần không nên rời khỏi phạm vi thế lực của cô Hà Thành. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài, bất luận tồn tại gì cũng không thể cứu được ngươi. Cái mũi của hắn rung động, ngửi một chút mùi vị chung nhạc, lạnh nhạt nói. Ta đã nhớ kỹ mùi vị của ngươi rồi. Bất luận ngươi đi tới nơi nào, cũng khó chạy thoát khỏi sự truy tung của ta. Sắc mặt chung nhạc khẽ biến, chỉ thấy ánh mắt vị trưởng lão hiếu mang thần tộc này lóe lên một đạo quan mang nham hiểm hung ác, xoay người rời đi. Lãng Thanh Vân cũng vội vàng đứng lên, mỉm cười nói. Cô Hồng Sư Huynh đối với ta có thành kiến, xem ra ta cũng không tiện ở lâu. Cáo từ. Sư đệ, cái chết của liên tâm và xích luyện sư muội ta sẽ đúng sự thật bẩm báo với sư tôn, ngươi có thể yên tâm. Trung nhạc mỉm cười, nói. Đa tạ các ngôn của đại sư huynh. Nếu đại sư huynh nói không đủ rõ ràng, ta có thể nói với sư tôn kỹ lưỡng hơn một chút, còn có thể giải thích vì sao hiếu mang thần tộc lại tới đây tìm ta. Trong lòng lãng thanh vân nhất thời nghiêm nghị, cùng với hiếu sơ vân trước sau rời đi. Cô hồng tử cũng không ngăn cản, để mặc cho bọn họ rời khỏi. Hắn phất phất tay mấy cái, để cho đám yêu tộc bốn phía lui ra, có chút nghi hoặc hỏi sư đệ trong lời nói vừa rồi của ngươi tự hồ có ý uy hiếp lãng thanh vân chung nhạc gật đầu nói lãng thanh vân là gian tế do hiếu mang thần tộc xếp vào đông hoang hắn tinh tế giải thích lại mọi chuyện một phen cô hồng tử nghe xong lâm vào trầm mặt, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén nói lần này ngược lại là một cơ hội để lật ngã lãng thanh vân nếu sư bất dịch trừ đi lãng thanh vân vậy năm đại đệ tử của hắn chỉ còn lại có ngươi và lưu thanh sơn lưu thanh sơn chỉ là một tên đầu gỗ trí thông minh không đủ, tương lai tất nhiên là ngươi sẽ kế thừa vị trí yêu chủ Đông Hoang, trở thành đại lĩnh chủ thống trị toàn thể yêu tộc Đông Hoang. chung Nhạc nghe vậy, nhất thời tâm động, cao mày nói. Sư Huynh, hắn là gian tế của hiếu mang thần tộc chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ta cũng không có nửa điểm chứng cứ để chứng minh. Hơn nữa, hiếu mang thần tộc dám đưa hắn tới đây, chứng tỏ là có thủ đoạn ẩn giấu huyết mạch chân chính của hắn. Không có chứng cứ, căn bản không thể lật ngã được hắn. Hơn nữa, sư bất dịch căn bản là không tin tưởng ta, nhiều lần còn mượn đau giết người. Hắn sẽ không cho phép ta sống sót quá lâu. Khả năng ta trở thành đại lĩnh chủ đông hoang thật sự quá thấp. Cô Hồng Tử khẽ nhíu mày, Trung Nhạc đã cười nói. Ý của ta là, nếu Lãng Thanh Vân là thần sứ của hiếu mang thần tộc, như vậy có thể thông qua hắn, biết rõ thần sứ của đại hoang ta rốt cuộc là ai. Chỉ cần bắt giữ hắn. Nào ngờ cô Hồng Tử đã đột nhiên nói. Sư đệ, ngươi phiêu bạc ở bên ngoài thời gian dài như vậy, còn không biết, nội gian trong kiếm môn đã bại lộ. Cái gì? Nội gian đã bại lộ. Hai mắt chung nhạc trợn trừng, thất thanh nói. Nội gian trong kiếm môn ta đã bị bắt giữ rồi sao? Là chuyện từ lúc nào? Nội gian kia rốt cuộc là ai? Là chuyện hơn một tháng trước. Cô Hồng tử nói. Nội gian là tiên thiên linh thể lôi hồng của lôi hồ thị. Lôi hồng. Trung nhạc nhất thời giật mình, nhớ tới cả nam tử hắc tháp cao lớn thô kịch mạnh mẽ như trâu kia lôi hồng mang tới cho người cảm giác quả thật là một tên thô lỗ, nhìn không ra hắn lại là nội gian. Tin tức này thật sự quá mức chấn động. Lôi hồng chính là hỏa diệu linh thể, tu luyện công pháp lôi hệ, lôi hỏa đang xen, thực lực cực kỳ cường đại. Tính tình hắn thẳng thắn hào sản, đồng dạng như các luyện khí sĩ lôi hồ thị bình thường, đều là hạng người miệng nói nhiều, lòng dạ không xấu. Sở dĩ chung nhạc hoài nghi hắn, là bởi vì chuyện tình nhạc long. Về sau lôi hồng cùng với phương kiếm cát, quân tư tà và phong vô kỵ chạy tới đông hoang giải cứu hắn lôi hồng đã giết chết một gã cường giả pháp thiên cảnh hiếu mang thần tộc trung nhạc cũng không hoàn toàn bỏ đi hoài nghi trái lại đối với hắn càng thêm hoài nghi hơn thân phận của lôi hồng bị bại lộ là bởi vì hắn muốn ám sát phong trưởng lão phong xấu trúc cô hồng tự nói ta thân ở đông hoang tin tức nhận được cũng không nhiều lắm chỉ nghe nói là thực lực của lôi hồng tiếp cận cự bá đã tu luyện tới tiêu chuẩn pháp thiên cảnh đỉnh phong chỉ cần hắn đột phá tới chân linh cảnh chính là cấp bậc trưởng lão rồi. Bất quá, bởi vì hắn là tiên thiên linh thể, nguyên thần cường đại không gì sánh được, cho nên thực lực so với một số trưởng lão còn cường đại hơn rất nhiều. Trưởng lão phong xấu trúc bởi vì trưởng lão Thủy Tử An đã chết, công việc liên lạc với những thế lực khác liền rơi lên đầu vai hắn. Đại thọ 700 tuổi của võ đạo thiên sư trọng lê thần tộc ở Nam Hoang, phong trưởng lão đi tới Nam Hoang chúc thọ, trên đường gặp phải hiếu mang thần tộc tập sát, suýt chút nữa bỏ mình, may mà được cao thủ trọng lê thần tộc cứu thoát. Phong trưởng lão nói, trong những người phục sát hắn có một kẻ là nhân tộc. Nam Hoang nằm tại Nam Bộ Đại Hoang, khí hậu cực kỳ nóng bức. Trọng Lê thần tộc là di tộc của hỏa thần, dùng chữ hạ làm họ, đời đời cư ngụ ở Nam Hoang. Thần tộc này trời sinh khống hỏa, thể phách cực kỳ cường đại, luyện khí sĩ tu luyện võ đạo rất nhiều. Luyện khí sĩ tu luyện tới đẳng cấp cự bá sẽ được xưng là võ đạo thiên sư, thực lực sâu không thể lường. Phong trưởng lão ở bên ngoài du lịch mấy trăm năm, Chứng kiến qua thần thông và công pháp nhiều đếm không xuể, ánh mắt phi thường cay độc. Mặc dù Lôi Hồng đã tận lực che giấu thần thông và sở học của mình, nhưng Phong trưởng lão vẫn có thể từ trong chiêu thức của hắn nhìn ra bóng dáng thần thông của kiếm môn, từ đó suy đoán ra kẻ này nhất định là sở trường thần thông Lôi hệ và Hỏa hệ. Cô Hồng tử lại nói. Nhưng chuyện này vẫn chưa khiến Lôi Hồng bị bại lộ, khiến cho hắn bại lộ là Phong Vô Kỵ sắp sửa đột phá pháp thiên cảnh, tu thành chân linh. Nếu Phong Vô Kỵ đột phá thực lực sợ rằng đủ để sánh vai với cự bá. Bởi vậy lôi hồng vô cùng gấp gáp, đã ra hiểm chiêu. Thời điểm hắn đánh lén phong vô kỵ đã bị bại lộ. Phong vô kỵ biết rõ nội gian sẽ không dễ dàng để cho hắn đột phá, bởi vậy đã sớm bố trí mai phục, dẫn hắn vào trong. Nghe nói, thời điểm lôi hồng bị bắt, rất nhiều trưởng lão đều có mặt, tận mắt chứng kiến. Trưởng lão lôi sơn của lôi hồ thì ói ra mấy nguồn máu, lâm vào hôn mê tại chỗ. Lôi hồng liều mạng dết ra kiếm môn sơn, bị các trưởng lão ngăn cản hắn chẳng biết từ lúc nào đã lấy trộm huyết diêu kiếm của lôi hồ thị một trong thập đại hung binh trận chiến đó huyên náo rất lợi hại ngay cả trưởng lão cũng bị hắn đã thương mấy người về sau lôi hồng thấy không thể thoát được đã tự sát mà chết cũng có người nói rằng hắn bị huyết diêu kiếm phản vệ mà chết tự sát mà chết chung nhạc nhất thời ngẩn ngơ thất thanh nói lôi hồng tự sát mà chết cái này sư huynh lôi hồng có hiển lộ ra huyết mạch hiếu mang thần tộc hoặc là thi triển ra thần thông công pháp của hiếu mang thần tộc không hoặc là hắn có hiện ra bản thể bàn ngao ba đầu không nghe nói hắn tự hồ đã thi triển qua thần thông của hiếu mang thần tộc về phần có hiện ra bản thể bàn ngao ba đầu hay không có phải huyết mạch hiếu mang thần tộc hay không ta cũng không rõ ràng lắm cô hồng tử thở dài một cái nói lúc trước trong trận chiến phục sát quân tư tà có người thiên lý truyền âm thông tri cho chúng ta biết phương vị của quân tư tà đạo thanh âm kia trải qua che giấu không xác định rõ là người phương nào phát ra. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận một chút, mặc dù người nọ dùng là giọng giả, nhưng trong thanh âm lại hỗn loạn hỏa tính, hỏa khí rất nặng, hơn phân nửa chính là Lôi Hồng rồi. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, kẻ khiến cho hắn hoài nghi nhất chính là kẻ thoạt nhìn là một tên thô lỗ Lôi Hồng. Bất quá, Lôi Hồng hiện tại vậy mà đã chết rồi, ít nhiều cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn và khó có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn chưa từng chính diện giao phong với thần sứ ẩn giấu trong nội bộ kiếm môn, nhưng hắn lại biết được vô cùng rõ ràng sự lợi hại của kẻ này. Lôi hồng bị bại lộ dễ dàng như vậy, khiến cho hắn cảm thấy trong này tự hồ có chút không thích hợp. Nhưng nếu lôi hồng không phải là thần sứ, vậy thì ai có thể khiến cho hắn đi mưu hại phong xấu trúc, ai có thể chi phối hắn, để cho hắn đi thử diệt trừ phong vô kỵ. Tồn tại như lôi hồng bậc này, thực lực gần như cấp bậc cự bá, ai có thể khiến cho hắn làm như vậy. Sau khi lão đầu tử nghe được việc này, đã từng nói một câu. Cô Hồng tử than thở. Hắn nói, lôi hồng khát vọng quyền lực quá lớn, là một đứa nhỏ ngốc. Đứa nhỏ ngốc. Lão đầu tử nói lôi hồng khát vọng quyền lực quá lớn, là một đứa nhỏ ngốc. Đây là lời nói hình dung thần sứ sao. Thần sứ có khát vọng quyền lực lớn thì không sai, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ ngốc. Trung nhạc không khỏi giật mình một cái. Chết không đối chứng. Đây mới thật sự là chết không đối chứng. Đúng rồi. Sư huynh, sau khi lôi hồng chết đi, Thủy Thanh Nghiên có phản ứng gì? Thủy Thanh Nghiên là ai? Cô Hồng Tử có chút buồn bực hỏi. Trong đầu chung nhạc bùng phát ra từng cái từng cái ý niệm. Nếu lôi hồng chính là thần sứ của hiếu mang thần tộc ẩn giấu trong kiếm môn, như vậy kẻ liên lạc với Thủy Thanh Nghiên khẳng định chính là hắn. Lôi hồng vừa chết, Thủy Thanh Nghiên khẳng định là không dám tiếp tục lưu lại kiếm môn, tất nhiên sẽ lập tức đào tẩu. Dù sao thân phận chân chính của Thủy Thanh Nghiên chính là thiên tượng lão mẫu, là được thần sứ cứu ra từ trong ma khư kiếm môn, an bài nàng xâm chiếm thân thể thủy thanh niên chân chính. Thiên tượng lão mẫu nhất định sẽ lo lắng chính mình bại lộ thân phận, nhất định sẽ đào tẩu. Nếu nàng vẫn chưa đào tẩu, như vậy lôi hồng chỉ là một con khôi lỗi do thần sứ chân chính đẩy ra, thay thế chính mình nhận lấy cái chết mà thôi. Trung nhạc hít vào một hơi thật dài. Thần sứ có phải đã chân chính chết đi hay không, chỉ cần trở về kiếm môn nhìn một cái thiên tượng lão mẫu có còn ở đó hay không sẽ có thể biết rõ. Xem ra, ta cần phải trở về kiếm môn một chuyến rồi. Đây nhất định là một thời đại sao động. Trong thời gian một tháng này, tiên thiên linh thể của kiếm môn vẫn lạc một người, mà đệ tử của sư bất dịch cũng đã chết hai vị. Đám hồn binh này, ta có thể mang đi cũng không nhiều lắm, nên xử lý như thế nào? Trung nhạc nhìn về phía đám hồn binh chính mình lấy được này, không khỏi đau đầu một trận. Hắn là dùng thân phận long nhạc đạt được đám hồn binh này, tuyệt đối không thể dùng thân phận trung nhạc sử dụng chúng. Bằng không, thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ xử lý đám hồn binh này như thế nào ngược lại cũng là một vấn đề khó khăn. Không bằng đưa dòng Vũ Dương Hà này tới Nhạn Minh Sơn đi. Nhạn Minh Sơn địa thế hiểm trở, dùng con sông này quấn quanh Nhạn Minh Sơn, có thể chế tạo ra một cái trận pháp công phòng nhất thể. Hiện tại mặc dù ta đã có lãnh địa, cũng có nơi cư trú lão gia miếu ưng chuẩn lĩnh, nhưng lại để mặc cho người ta tùy ý ra vào, không giống như là thân phận luyện khí sĩ. Trong lòng chung nhạc khẽ động. Nay có con sông này và đám hồn binh này, lãnh địa của ta sẽ có thể chế tạo thành giang sơn thùng sắt, có được uy nghiêm của chính mình, khí tượng nguy nga, trở thành thánh địa trong lòng tất cả những sinh linh trong lãnh địa của ta. Một cái thánh địa, một vị lĩnh chủ mạnh mẽ hữu lực, là cơ sở để cho các sinh linh trong lãnh địa tế tự. Không có thực lực cường đại, cũng không có một cái thánh địa, nhân tâm sẽ tiêu tán, khó có thể tụ tập lực lượng tế tự. Có thánh địa mà không có lĩnh chủ cường đại, cũng không cách nào nhận được chúng sinh tế tự, triều bái lâu dài thánh địa và lĩnh chủ mạnh mẽ chính là hỗ trợ lẫn nhau là điểm then chốt để một đại thế lực hình thành cũng là điểm then chốt để cái thế lực kia kéo dài không suy ví dụ như cô hà thành có yêu thần chi linh có cô hồng tử có một tòa hùng thành cho nên mới có thể trấn thủ cô hà thành lâu như vậy nếu như cô hà thành vô chủ sẽ tạo thành cục diện quần hùng cắt cứ tranh đoạt chức vị thành chủ cô hà thành đại chiến không ngừng tạo thành dân chúng lầm thang dân tâm tan rã không người nào tế tự một thời gian sau thần linh tử vong Cô Hà Thành tự nhiên sẽ bị suy bại. Trung nhạc muốn đặt chân tại Đông Hoang, không có lãnh địa và thực lực mạnh mẽ thì không thể làm được. Ngoài ra, hắn còn cần một cái biểu tượng, cho dù bản thân hắn không có mặt, cũng có thể đại biểu cho lực lượng mạnh mẽ của hắn. Hắn chuẩn bị chế tạo nhạn Minh Sơn thành một tòa thánh sơn, vận chuyển lão gia miếu tới nơi đó, khiến cho trụ sở của chính mình tương xứng với thân phận của chính mình, khiến cho người ta kính ngưỡng, khiến cho người ta kính sợ. Vui vẻ thân dân, uy nghiêm sẽ mất uy nghiêm mất đi thì chính lệnh khó thông, tế tự không tồn. Chính lệnh không thông, tế tự không tồn thì địa vị khó giữ, khó có thể trường sinh. Ưng chuẩn lĩnh quá nhỏ, nhạn Minh sơn càng tiếp cận cô Hà Thành hơn, ngoài ra sơn thế nguy nga, là địa phương tốt để xây dựng một tòa thánh địa. O không o. Thời điểm chung nhạc trở lại ưng chuẩn lĩnh, không khỏi ngẩn người ra. Chỉ thấy trên ưng chuẩn lĩnh lúc này đã xuất hiện một tòa miếu đài nguy nga lộng lẫy, kiến trúc to lớn phương viên gần một dặm. Trong miếu cung điện tầng tầng, đại điện lớn lớn nhỏ nhỏ san sát. Có rất nhiều tòa cung điện còn chưa kiến tạo thành công, rất nhiều nhân tộc, yêu tộc đang vất vả cần cù làm việc, chạm rồng thắt phượng, làm tới mức khí thế ngất trời. Một nàng nữ tử dung mạo xinh đẹp ngồi trước một tòa đại điện trông coi, còn có mấy nàng nữ tử khác đang vẽ các loại văn lộ đồ đằng huyển lệ, nói cái gì đó với mấy vị đốc công. Nữ tử trông coi kia chính là long nữ quốc trì lệ. Nàng từ xa xa nhìn thấy chung nhạc về tới, vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón, nói. Lão gia, chung nhạc gật đầu một cái, thở dài nói. Đây là lão gia miếu mà ngươi chế tạo sao? Quốc trì lệ gật đầu, mỉm cười nói. Nếu không phải thực lực của nhân thủ và yêu tộc bộ hạ của lão gia không tốt, lão gia miếu đã sớm xây dựng xong rồi. Lão gia, ta hủy đi của ngươi một tòa lão gia miếu, liền trả lại cho ngươi một tòa mới. Tòa lão gia miếu này, lão gia xem có hài lòng không? Quốc trì lệ đối với Trung nhạc vốn dĩ có chút không phục. Nhưng sau khi trải qua một chưởng va chạm, nàng đối với chung nhạc chính là thật lòng phục tùng trước khi chung nhạc đi đông hải đã phân phó nàng trùng kiến lão gia miếu không nghĩ tới nàng thật sự dụng tâm kiến tạo tòa lão gia miếu này so với trong dự đoán của chung nhạc còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần cơ hội giống như một tòa long cung vậy hài lòng hài lòng trong lòng chung nhạc đại hỷ miễn cười nói mấy vị cô nương kia là các nàng là tỉ muội của quốc trì thị ta quốc trì lệ miễn cười nói chỉ dựa vào một mình ta nghĩ muốn kiến tạo một tòa miếu đài đại quy mô như vậy thật sự có chút khó khăn cho nên ta mới dùng đồ đằng trụ liên lạc với quốc trì thị để cho trong tộc phái các nàng tới đây hỗ trợ ta cùng nhau kiến tạo nàng gọi ba nàng long nữ kia lại để cho ba nàng long nữ bái kiến chung nhạc ba nàng long nữ vội vàng không người hành lễ nói quốc trì phương quốc trì phong quốc trì tinh bái kiến nhạc lão gia nhạc lão gia các tường quốc trì tinh miễn cười nói đã sớm nghe nói qua uy danh của lão gia Tới hôm nay mới có thể gặp mặt. Tỷ muội chúng ta vốn cho rằng lão gia là một lão đầu tử, không nghĩ tới lão gia còn trẻ như vậy, so với chúng ta tự hồ còn trẻ hơn nữa. Chung Nhạc Kinh ngạc hỏi. Các ngươi từng nghe nói qua thanh danh của ta sao? Ba vị long nữ liếc nhìn nhau một cái, mỉm cười nói. Sự tích của lão gia ở trong Long Thành sớm đã lan truyền khắp Đông Hải, chúng ta làm sao có thể không biết chứ. Chuyện tình lão gia giảng giải Long đằng bách biến đã khiến cho rất nhiều con cháu long tộc cảm kích ngươi vạn phần đây đang nói chuyện trong lòng chung nhạc khẽ động ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên không trung bay tới một đạo trường hà nâng đỡ một chiếc thuyền nhỏ chạy trên mặt sông đạo trường hà kia bay nhanh về phía ưng chuẩn lĩnh trên thuyền đứng năm nàng thiếu nữ xinh đẹp chiếc thuyền nhỏ dừng lại tại bến tàu lão gia miếu đám nữ nhân thanh hà long xuân nhi nhảy xuống khỏi chiếc thuyền nhỏ hành lễ với chung nhạc tốc độ của các nàng khá chậm mặc dù chung nhạc đã dừng lại tại biên giới cô hà thành một đoạn thời gian nhưng các nàng phải tới ngày hôm nay mới về tới đây lão gia, bảo vật do các thế lực đưa tới đều đã bị chúng ta đổi bán, đổi lại thành các loại linh đang dịu dược. Thanh Hà tiến lên phía trước một bước, nói. Hiện tại liền giao cho lão gia sao? Trung Nhạc lắc đầu, nói. Ta sắp sửa dời tới Nhạn Minh Sơn, tại nơi đó chế tạo một tòa thánh sơn thuộc về bản thân ta. Đợi sau khi tới Nhạn Minh Sơn lại nói sau. Dời tới Nhạn Minh Sơn. Quốc trì lệ vội vàng nói. Tòa lão gia miếu này chỉ vừa mới kiến tạo xong. Thanh âm nàng còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới. Toàn bộ ưng chuẩn lĩnh vậy mà lắc lắc lư lư, từ dưới lòng đất bị nhổ lên tận gốc, lắc la lắc lư bay về phía không trung. Quốc trì lệ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Trong lòng đám nữ nhân còn lại cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng nhìn xuống phía dưới chân núi. Chỉ thấy hàng trăm con dao long xuất hiện phía dưới ưng chuẩn lĩnh, từng con từng con dao long giống như hóa thành thực chất vậy, bộ dáng vô cùng sống động, long lân bao trùm khắp bên ngoài thân thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy tình hình cơ nhục của những con dao long này vận động dưới bộ long lân, nghe được thanh âm huyết dịch trong cơ thể chảy xiết. Đám dao long này dài tới mấy trăm trượng, vậy mà nâng toàn thể ngọn núi lớn bay lên giữa không trung, bay về phía nhạn Minh Sơn. Thân hình trung nhạc phù không, hai chân không chạm đất, hai tay nâng cao, phi hành theo sau theo ưng chuẩn lĩnh. Người ngoài nhìn thấy là từng con từng con cự long nâng lên chỉnh thể một ngọn núi lớn, mà trên thực tế là hắn đang nâng lên ngọn núi lớn này, là tinh thần lực và pháp lực của hắn hóa thành giao long, nâng lên núi non, vận chuyển bay đi. Đám nhân công đang kiến tạo lão gia miếu nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hồn tán đảm, vừa kính vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía trung nhạc giống như đang nhìn một tôn thần nhân vậy. Mà ưng chuẩn lĩnh bay trên thiên không, bóng tối bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Từ phía dưới nhìn lên, giống như một đám mây đen che khuất không trung. Dưới đám mây đen là quần long uống lượng, một màn cực kỳ đồ sộ chấn động. Rất nhiều yêu tộc và luyện khí sĩ dưới đất nhao nhau, nhau ngẩng đầu ngắm nhìn, chấn động trong lòng có thể tưởng tượng vận chuyển vật phẩm nặng vạn cân trên căn bản một luyện khí sĩ bình thường đều có thể làm được nhưng vận chuyển chỉnh thể một ngọn núi đây cũng không phải là một vạn cân đơn giản như vậy một ngọn núi nhỏ thôi cũng đã nặng tới trăm ngàn vạn cân mà một ngọn núi lớn như ưng chuẩn lĩnh vậy không sai biệt lắm có trọng lượng ức vạn cân dùng pháp lực của chính mình vận chuyển vật nặng bậc này sợ rằng chỉ có tồn tại cường đại dị thường mới có thể làm được o không o trong cô hà thành từng gã từng gã luyện khí sĩ từ xa nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần. Cô Hồng Tử cũng đứng trên thành lâu, quan sát hành động vĩ đại này của Trung Nhạc. Một gã cường giả đang nguyên cảnh bên cạnh hắn thở dài một tiếng, nói. Đông Hải Long Nhạc cự lực dời núi, quả nhiên là thực lực vô cùng bá đạo. Thành chủ, ta nhận được tin tức, lĩnh chủ Long Nhạc từ Đông Hải trở về, một đường chém giết hơn 10 cường giả linh thể cảnh yêu tộc muốn chặn đường hắn trả thù, chấn động toàn bộ hãm không thánh thành, lập ra uy danh hiển hách. Rất nhiều đại thế lực đều để ý tới hắn, giao hảo với hắn. Thế lực nhỏ lại càng là tặng lễ, hóa giải ân oán với hắn. Một gã cường giả đang nguyên cảnh khác thì nhíu mày nói: "Long nhạc dù sao cũng là long tộc, tuy cũng có huyết thống yêu tộc ta, nhưng chỉ sợ là gian tế do long tộc xếp vào đông hoang ta. Hơn nữa, hiện tại trong lãnh địa của hắn đã có tung tích của long tộc. Nếu để mặc cho hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ uy hiếp tới địa vị của thành chủ. Thành chủ có cần chèn ép hắn một chút hay không?" cô hồng tử vẫn như cũ quan sát chung nhạc vận chuyển tòa ưng chủng lĩnh kia tới nhạn minh sơn nghe hắn nói vậy lắc đầu nói thế hệ trước của cô hà thành ta đã bị sư bất dịch đào đi rất nhiều thế lực đơn bạc cần phải bổ sung huyết dịch tươi mới tu vi của long nhạc cương trực mãnh tiếng chắc chắn sẽ trở thành trụ cột mới của cô hà thành ta tương lai nếu ta chết đi các ngươi hãy lấy hắn làm chủ tận tâm tận lực phụ tá hắn các ngươi đều là những kẻ đi theo ta cùng nhau đánh thiên hạ là cựu thần của ta hắn niệm tình nghĩa với ta, sẽ không bạc đại các ngươi. Trong lòng mấy vị cường giả yêu tộc bên cạnh nhất thời hắn kinh hải, vội vàng nói. Thành chủ đây là có ý gì? Vì sao đột nhiên lại có lời dặn dò giống như di ngôn vậy? Năm xưa cô hồng tử một mình lập nghiệp, chậm rãi cuộc khởi, chính là đám luyện khí sĩ yêu tộc này ngay từ đầu đã đi theo hắn, cực kỳ trung thành và tận tâm. Về sau cô hồng tử giết cha, cướp đoạt vị trí thành chủ, đám luyện khí sĩ này cũng tham dự vào trận ác chiến kia, đối với hắn cực kỳ trung tâm cô hồng tử lắc đầu nghĩ tới vị lão đầu tử ở trong kiếm môn đại hoang xa xa kia trong lòng lặng lẽ nói trong lòng ta chỉ có một phụ thân chính là hắn nếu hắn đã chết trái tim ta sẽ liền thoát cương bị giả tâm cuồng giả chiếm cứ tùy ý phóng chạy tranh đoạt quyền lực địa vị nhưng ta làm sao có thể nhìn hắn chịu chết mà không đếm xỉ gì tới chứ không có hắn liền không có ta hắn đối với ta như con ta kính hắn như cha ta sẽ dùng thân thể của ta dùng tính mạng của ta đi báo đáp công ơn nuôi dưỡng, ơn tài bồi của hắn. trận chiến này tất nhiên là vô cùng hung hiểm, sinh tử khó liệu. o không o, ưng chuẩn lĩnh nhanh chóng bay tới trên không nhạn minh sơn, bay tới trên ngọn núi trung tâm nhất, hùng vĩ nhất của nhạn minh sơn. đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong ưng chuẩn lĩnh bay ra, suy một tiếng chém về phía đỉnh núi. đỉnh núi bị đạo kiếm quang kia chặt đứt. chỉ thấy một con tinh thiềm sáu mắt cao tới trăm trượng chợt bay ra, sáu con mắt bắn ra sáu đạo quang mang giống như nguyệt Quang ngân sắc, suy suy đánh nát đỉnh núi. Sau đó, con tinh thiềm mở ra cái miệng rộng, thổi mạnh một hơi thở, đám đá vụn bị chém nát hết thảy bay đi, lộ ra ngọn núi bằng phẳng. Ưng chuẩn lĩnh từ từ hạ xuống, rơi lên trên ngọn núi, chấn cho ngọn núi chấn động không thôi, trầm xuống dưới lòng đất hơn 10 trượng. Đám giao long cổng núi kia bị hai ngọn núi kẹp ở giữa, đột nhiên, văn lộ đồ đằng ngoài mặt đám giao long chợt biến hóa, hóa thành từng con từng con hỏa long, bốc cháy rừng rực, đấu chảy nham thạch chỗ liên tiếp của hai ngọn núi lớn, mạnh mẽ hàng hai ngọn núi lớn lại cùng một chỗ. Sau đó, đám giao long hữu hình vô chất này từ trong lòng núi bay ra, từng con từng con nằm xuống ngoài mặt ngọn núi lớn này. Văn lộ đồ đằng long hình khắp cả long thân đại phóng quang mang. Tiếp theo, từng con từng con giao long biến mất, phản phất như là chui vào trong lòng núi vậy. Chỉ thấy ngoài mặt sơn thể lưu lại từng đạo từng đạo long văn, đang xen giao thoa, trải rộng khắp bề mặt tòa hùng sơn này. Mà lúc này, trong đại điện trên đỉnh núi từng đạo từng đạo long văn bay ra bốn phương tám hướng, lần lượt lạc ấn vào trong lòng núi. hiển nhiên là trung nhạc vận dụng pháp lực bản thân, không ngừng ngưng thực văn lộ đồ đằng ngoài mặt sơn thể tiến hành tế luyện ngọn núi này. o không o trên thành lâu cô hà thành cô hồng tử đột nhiên nói. lĩnh chủ long nhạc muốn luyện chế một tòa thánh sơn, với bản lãnh của hắn, sợ rằng phải hao phí thời gian mấy năm mới có thể luyện thành. chúng ta giúp đỡ hắn một tay. đám cường giả yêu tộc trên thành lâu nhao nhao không người xưng vân cùng với cô hồng tử bay về phía Nhạn Minh Sơn. Hơn 10 cường giả này bay tới giữa không trung Nhạn Minh Sơn, từng kẻ từng kẻ hiện ra nguyên hình, hóa thành cự thú. Giữa không trung truyền xuống thanh âm cự thú ngâm sướng. Chỉ thấy từng con từng con cự thú cắt vỡ huyết quản cổ tay, máu tươi của cường giả đang nguyên cảnh, pháp thiên cảnh từ trên trời rơi xuống, thấm vào trong tòa hùng sơn này. Máu huyết của những cường giả này tương dung với long văn của trung nhạc, lần lượt biến mất bên trong lòng núi, khiến cho văn lộ đồ đằng ngoài mặt sơn thể càng thêm rõ ràng còn xuất hiện thêm rất nhiều văn lộ đồ đằng cự thú. Màn tràn diện này khiến cho người ta chấn động. Trải qua mấy ngày mấy đêm, đám cự thú giữa không trung đình chỉ cung ứng máu tươi cường hóa văn lộ đồ đằng, đều tự đình chỉ ngâm sướng. Tế luyện mấy ngày mấy đêm, khiến cho nguyên khí bọn họ cũng đã tổn hao rất nhiều. Đa tạ chư vị sư huynh tương trợ. Trung nhạc không người cảm tạ. Khách sáo rồi. Đám cự thú trên không trung nhau nhau hoàng lễ. Trung nhạc lập tức ngựa không dừng vó, nhanh chóng quan tưởng ra rất nhiều giao long, vận chuyển vũ dương hà tới, để cho dòng đại hà mấy trăm dặm này vần quanh tòa hùng sơn, quấn quanh suốt một vòng. Ngay sau đó hắn lại chuyển nguyệt luân tới, treo lên trên đỉnh núi. Dưới nguyệt luân chính là tòa lão gia miếu rộng rãi đồ sộ. Muốn xây dựng một tòa thánh sơn là gian nan tới mức nào? Chỉ tế luyện sơn thể, bố trí, trấn áp hồn binh pháp thiên cảnh vẫn còn chưa đủ. chung nhạc trên dưới quan sát nhạn minh sơn một hồi. Trải qua tế luyện mấy ngày nay, Nhạc Minh Sơn hiện tại đã rực rỡ hẳn lên, nhưng vẫn như cũ còn kém xa cô Hà Thành, càng đừng nói tới thánh địa chân chính như hãm không thánh thành hay kiếm môn rồi. Thánh địa như cô Hà Thành đều đã trải qua trên vạn năm tích lũy, mới có thể làm tới một bước như hiện tại, hắn căn bản là không có tiền vốn như vậy. Hiện tại hắn muốn làm, là khiến cho có chút khí tượng, chứ không phải là khiêu khích thánh địa cô Hà Thành bậc này. Trung Nhạc lại lấy ra những hồn binh còn lại mà chính mình đã đạt được. Đại bộ phận đám hồn binh này đều là hồn binh linh thể cảnh, là do hắn dọc theo đường đi giết chết những cường giả linh thể cảnh kia mà thu hoạch được. Ngoại trừ những cái này ra, chính là hồn binh của cường giả hiếu mang thần tộc, cùng với hồn binh pháp thiên cảnh của liên tâm và xích luyện nữ. Trong đám hồn binh này, hồn binh pháp thiên cảnh mặc dù cường đại, nhưng chung nhạc lại vô lực tế khởi. Hiện tại hắn chỉ có thể thôi động hồn binh linh thể cảnh, nếu là hồn binh đang nguyên cảnh, quy lực hắn có khả năng phát huy ra nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 thành mà thôi. Hắn dự định dùng đám hồn binh này để bày trận, tương liên với Vũ Dương Hà và Nguyệt Luân, kết hợp với đồ đằng thần trụ, biến chủ phong thành một trọng địa dễ thủ khó công. Một tòa trận pháp bao phủ toàn bộ tòa chủ phong lớn như vậy, nhất định là cực kỳ phức tạp. Làm sao để bày trận, cái này ngược lại làm khó ta rồi. Trung nhạc trái lo phải nghĩ, Thủy Trung cũng không tìm ra một tòa trận pháp thích hợp với chủ phong nhạn Minh Sơn. Hắn đối với trận pháp cũng không tính là tinh thông. Trận pháp từng tu luyện chỉ có lát đác vài loại như đại trận kiếm kén kiếm ti, bắt cực sát trận mà thôi liên quan tới trận pháp tân hỏa biết rõ nhiều nhất để cho tân hỏa truyền thụ cho ta một môn trận pháp trận pháp mà tân hỏa truyền thụ nhất định là cực kỳ cường đại trung nhạc kêu gọi tân hỏa giải thích thỉnh cầu của mình nào ngờ tân hỏa lại lắc đầu nói không truyền trung nhạc nhất thời cả giận hẹp hòi tân hỏa cười hắc hắc nói cũng không phải ta hẹp hòi mà những trận pháp ta tinh thông đều là đại trận thần cấp có truyền thụ cho ngươi ngươi cũng không dùng được cũng không lĩnh ngộ được. Huống chi, ngươi đã có trận pháp càng thích hợp hơn, cần gì phải cầu ta? Trung nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Ta đã có trận pháp càng thích hợp hơn. Ta như thế nào lại không biết? Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn, nói. Đại Nhật Kim Ô Chi Linh, Minh Nguyệt Tinh Thiềm Chi Linh, trong đó đều bao hàm trận pháp. Ngươi chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt được, bố trí một tòa đại trận thủ hộ chủ phong tuyệt đối không khó. Trong đồ đằng Đại Nhật Kim Ô và đồ đằng Minh Nguyệt Tinh Thiềm cũng đều có văn lộ đồ đằng liên quan tới trận pháp, chỉ là tạo nghệ của Trung Nhạc trên phương diện này không sâu. Trải qua nghiên cứu một phen, phát hiện trận văn tán loạn, khó có thể trù tính chung toàn bộ trận văn, cho nên mới không tiếp tục thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại Tân Hỏa nhắc lại việc này, khiến cho trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Trận văn chất chứa trong Nhật Linh, Nguyệt Linh tán loạn, không có trận pháp thống nhất có thể tiến hành trù tính chung, lập thành đại trận. Nếu đã không có biện pháp lập thành trận pháp hoàn chỉnh, như thế nào bày trận? Ngữ khí Tân Hỏa buồn bực nói: Sao lại không có trận pháp hoàn chỉnh? Rõ ràng lão đầu tử kiếm môn đã truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo rồi mà. Môn chủ đã truyền thụ trận pháp chi đạo cho ta. Ta như thế nào lại không biết? Chung nhạc nhất thời giật mình, lẩm bẩm nói: Môn chủ chỉ truyền thụ cho ta đại tự tại kiếm khí và đạo điêu khắc, lúc nào truyền thụ cho ta trận pháp? Đợi một chút. Trong đầu hắn khẽ lóe lên, nhớ tới hình ảnh kiếm khí lưu chuyển lúc lão đầu tử điêu khắc ngọc tượng. Lại tinh tế hồi ức quá trình chính mình điêu khắc, tâm thần đại chấn, lẩm bẩm nói. Hóa ra hắn thật sự đã truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo rồi. Ta vậy mà không phát hiện ra. Trung nhạc nhất thời lâm vào điên cuồng, đi tới đi lui trong một tòa đại điện đã xây xong của lão gia miếu, trong đầu bột phát ra từng tia linh cảm, lẩm bẩm nói. Trận pháp, trận pháp. Hóa ra đây chính là trận pháp. Trong đầu hắn, từng đạo từng đạo linh quan chợt hiện, xây dựng cấu tứ ra trận pháp. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc khẽ nhắm mắt lại, tĩnh lặng ngồi xuống, tự hồ như đang chỉnh lý lại những gì chính mình đã đạt được. Đột nhiên, hắn chợt mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt đại phát tinh quang, vươn tay ra rảo một cái. Ngoài đại điện, một gốc đại thụ che trời phá đất bay lên, gốc rễ và tán cây bị kiếm khí vô hình chém trụng, chỉ còn lại thân cây tráng kiện bay vọt vào trong đại điện. Mười ngón tay Trung Nhạc không ngừng bay múa, từng đạo từng đạo kiếm khí cắt tới cắt lui xung quanh gốc đại thụ này bào đi vỏ cây, cắt thành từng cây từng cây cọc gỗ chiều dài chừng một thước. Cuối cùng, chỉ thấy 18 cây cọc gỗ phiêu phù giữa không trung. Vô số kiếm khí mỏng như lông tóc đang xen ngang dọc, xuyên tới xuyên lui trong từng cây từng cây cọc gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, không bao lâu sau, 18 cây đồ đằng thần trụ đã bị hắn điêu khắc ra. Trung nhạc thu hồi kiếm khí, tinh thần lực tiến nhập vào trong 18 cây ngọc trụ này. Chỉ thấy văn lộ đồ đằng trên ngọc trụ phát ra quang mang sáng ngời, hoa văn huyễn lệ từ trong ngọc trụ bắn ra, tổ hợp, xác nhập xung quanh trận pháp, hóa thành một con long quy cao tới chính trượng. Ở trên lưng long quy, chợt nghe một đạo thanh âm chấn động truyền ra, văn lộ đồ đằng từ trong 18 cây ngọc trụ bay ra, đang xen thành một con đằng xà hơn 20 trượng. Đằng xà vần quanh trên người huyền quy, chính là huyền vũ. Vừa rồi, hắn đã đem toàn bộ đồ đằng huyền vũ kim linh quyết chia làm 18 phần, điêu khắc trên 18 cây cọc gỗ, điêu khắc thành đồ đằng trụ huyền vũ. 18 cây cọc gỗ này nối liền với nhau, sẽ có thể thôi động một tòa trận pháp, hiển hiện ra Huyền Vũ, Chung Nhạc kinh ngạc nhìn về phía con Huyền Vũ chậm rãi xuất hiện kia. Đây là hắn dùng đồ đằng thần trụ bày trận, bày ra Huyền Vũ Kim Linh trận. Lão Đầu Tử quả thật đã truyền thụ trận pháp chi đạo cho hắn. Sở dĩ hắn không phát giác là bởi vì hắn chưa từng bao giờ nghĩ qua phương diện này. Huyền Vũ Kim Linh quyết chỉ là một môn thần thông phòng ngự, thần thông sao lại có thể là một tòa trận pháp? Nhưng dùng đạo điêu khắc mà lão Đầu Tử truyền thụ cho hắn sẽ có thể biến môn thần thông phòng ngự này thành trận pháp công phòng nhất thể. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trung Nhạc đột nhiên đánh một quyền về phía tòa huyền vũ trận này. Chỉ thấy thân thể con huyền vũ to lớn không gì sánh được kia đột nhiên chấn động, các loại văn lộ đồ đằng trên lưng long quy nhất tề sáng lên, chống đỡ lực lượng của hắn. Mà cánh chim đằng xà vỗ mạnh, thân thể du động, hòa tan mất lực lượng một quyền này của hắn. Thân hình Trung Nhạc không ngừng di chuyển, quyền đánh như mưa, nhanh chóng chuyển động xung quanh huyền vũ đại trận. Trong một cái hô hấp hắn đã đánh ra hơn 50 quyền, toàn bộ đều anh kích lên huyền vũ kim linh trận. Long Quy rống giận, đằng xà hí dài. Theo quyền pháp của hắn càng lúc càng dày đặc, con huyền vũ này rốt cuộc không chịu được, rầm một tiếng vỡ nát. Cùng lúc đó, 18 cây đồ đằng thần trụ trên mặt đất kia cũng nhao nhao vỡ nát, hóa thành bột miệng. Tân hỏa không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi sao? ngộ tính của tiểu tử này ngược lại càng lúc càng cao a, à, ta vốn cho rằng hắn cần phải cân nhắc ít nhất 10 ngày, mới có thể nghĩ thông suốt, lĩnh ngộ ra ảo diệu của trận pháp chi đạo. Huyền vũ kim linh quyết chỉ là một loại thần thông phòng ngự bình thường trong kiếm môn, nhưng sau khi biến thành trận pháp, không ngờ lại có uy lực kinh người như vậy, thừa nhận của ta hơn 100 quyền mới bể nát. Nếu đổi lại là kim ô hoặc là tinh thiềm thì sao đây? Trung nhạc vừa nghĩ tới đây, thân thể khẽ chấn động một cái, nghĩ tới đám trận văn tán loạn chất chứa trong nhật linh nguyệt linh kia kết hợp với hình thái kim ô và tinh thiềm, sau đó xác minh với đạo điêu khắc bố trận, chỉ thấy trong đầu rộng mở trong sáng. Trận pháp cũng chính là thần thông. Nếu chia thần thông kim ô hoặc là thần thông tinh thiềm ra làm nhiều phần, xé chẳng ra lẽ, như vậy đám trận văn tán loạn kia liền không còn là thứ không thể nghiên cứu nữa. Những địa phương trước đây hắn không nghĩ ra, lúc này rốt cuộc thấu hiểu quán thông. Trung nhạc bật cười ha hả. Trước đây hắn nhìn những huyền cơ chất chứa trong nhật linh, chỉ thấy trận văn thâm ảo khó hiểu nhất, như thế nào cũng không thể bố thành trận pháp. Nhưng vừa nghĩ thông suốt điểm này, ảo diệu của trận pháp nhất thời thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Trận pháp cũng là thần thông, thần thông cũng là trận pháp. Lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong, các loại nan đề trận pháp đều có thể giải quyết dễ dàng. Tân hỏa nhịn không được đã kích, nói. Nhạc tiểu tử, ngươi lĩnh ngộ ra thần thông cũng là trận pháp, như vậy vẫn chưa được. Trận pháp thần cấp chân chính, biến hóa chất chứa trong đó gần như là vô cùng vô tận, Đại biểu cho thần thông chất chứa trong trận pháp thần cấp cũng là vô cùng vô tận. Hiện tại ngươi bất quá chỉ vừa mới chạm tới gia lông mà thôi, vẫn còn sớm lắm." Trong lòng chung nhạc vui mừng vô hạn, miễn cười nói, "Ta biết rõ tạo nghệ trận pháp của chính mình còn rất thấp, bất quá một khiếu thông trăm khiếu thông. Hôm nay ta thông cái khiếu này, tương lai sẽ có thể thông trăm khiếu, một ngày nào đó ta cũng có thể bố trí ra đại trận thần cấp." Sau đó, hắn tỉnh hạ lại tâm thần, suy tư ảo diệu của trận văn nguyệt linh. 7 ngày sau, Trung Nhạc không tiếp tục phỏng đoán trận văn nữa, mà là quan tưởng ra Nguyệt Linh, suy đoán thần thông Nguyệt Linh. Cuối cùng, Trung Nhạc đứng dậy, gọi chư nữ tới, lệnh cho các nàng đi thu thập 108 cây thạch trụ. Mỗi một cây thạch trụ đều mài nhẵn chỉnh tề, chiều cao 36 trượng, chiều rộng chính thước 7 tấc, làm thành hình dạng cánh hoa. Trong lòng đám nữ nhân thanh hà, quốc trì lệ nghi hoặc, dựa theo lời dặn của Trung Nhạc đi tới sơn mạch bên cạnh thu thập đá tảng, mài thành thạch trụ. Đám nữ nhân này đều là luyện khí sĩ, xử lý loại sự tình này đối với các nàng mà nói cũng không tính là khó khăn. Chỉ mấy canh giờ sau, 108 cây thạch trụ đã mài xong. Trung nhạc hành tẩu khắp các nơi trên chủ phong, tìm kiếm tiết điểm của trận pháp. Sau khi tìm ra các tiết điểm, hắn liền cắm xuống từng cây từng cây thạch trụ. Đợi sau khi tìm ra 107 cái tiết điểm trận pháp, chỉ còn lại một cây thạch trụ cuối cùng, bị hắn cắm xuống phía trước chính điện lão gia miếu. Trung nhạc ngồi bên trong chính điện, hai mắt nhắm lại, tâm niệm nhất động, chỉ thấy trong mi tâm hắn bay ra từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng xoay tròn điêu khắc xung quanh từng cây từng cây thạch trụ từng mảnh đá vụn rào rào rơi xuống trên thạch trụ dần dần hiện ra từng đạo từng đạo hoa văn đồ đằng kỳ dị lão gia đang làm gì vậy đang bày trận sao đám long nữ quốc trì lệ vô cùng tò mò quan sát đám thạch trụ kia chỉ thấy hoa văn trên mấy cây thạch trụ càng lúc càng nhiều hơn nhưng cũng không có một đạo văn lộ đồ đằng là văn lộ đồ đằng hoàn chỉnh cả toàn bộ đều là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn nếu quả thật lão gia là đang bày trận sao có thể dùng những văn lộ đồ đằng không trọn vẹn chứ chư nữ nhao nhao cười nói trận pháp này của lão gia đoán chừng là không xong rồi văn lộ đồ đằng không trọn vẹn cũng không có bất kỳ tác dụng nào không trọn vẹn không đầy đủ sẽ không có uy lực a à. quốc trì lệ thì lại thận trọng nói lần này lão gia bày trận thất bại đoán chừng còn có thể cần chúng ta lại đi thu thập đá tảng mài thành thạch trụ chúng ta vẫn là sớm đi thu thập đá tảng trước, tránh cho tới lúc đó không kịp chuẩn bị. Chư nữ nhao nhao xưng phải, nhanh chóng bay ra khỏi chủ phong, đi tới một ngọn núi gần đó khai thác đá tảng. Không bao lâu sau, Trung Nhạc đã điêu khắc hoàn tất 108 cây thạch trụ, dùng tinh thần lực của chính mình dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện một phen. Sau đó hắn lại lấy ra đám hồn binh chính mình thu thập được kia, từng cái từng cái cắm lên trên đám thạch trụ. Đợi tới lúc chư nữ vận chuyển từng cây từng cây thạch trụ mới trở về, Sắp xếp chỉnh tề trên chủ phong, liền thấy Trung Nhạc đang treo kiện hồn binh pháp thiên cảnh song xoa xà mâu lên trước tấm biển chính điện. "Lão gia, treo như vậy nhìn không đẹp chút nào a." À? Quốc Trì lệ miễn cười, nhắc nhở một câu. Nhưng Trung Nhạc lại lắc đầu, nói: "Kiện hồn binh này chỉ có thể treo ở đây, đặt ở vị trí khác sẽ mất đi hiệu lực." thanh Hà khẽ đảo chuyển cặp mắt, cười tủng tỉm hỏi: "Lão gia đã bố trận xong chưa?" "Còn kém một chút, còn thiếu một chút năng lượng." từ trong mi tâm chung nhạc bay ra từng viên nguyên đan tổng cộng sáu khỏa nguyên đan lần lượt bay về phía sáu cái phương vị trên chủ phong chung nhạc không khỏi than thở trong sáu khỏa nguyên đan này chỉ có hai khỏa là nguyên đan pháp thiên cảnh nếu cả sáu khỏa đều là nguyên đan pháp thiên cảnh thì viên mãn rồi hiện tại tòa đại trận hộ sơn này đã thành chính nàng thiếu nữ ở một bên cười trộn không thôi long xuân nhi dù sao cũng thiện lương một chút không nhịn được nói lão gia các nàng nói ngươi đã bày trận thất bại rồi đều đang cười trộm ngươi đây mọi người còn nói ngươi dùng chính là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn không có nửa phần uy lực chung nhạc nhất thời yên lặng mỉm cười nói quốc trì lệ ngươi đi mời thành chủ cô hồng tử từ xa xa đánh ra một kích về phía thánh sơn ta cứ nói ta muốn xem một chút trận pháp phòng ngự của thánh sơn như thế nào lão gia khẳng định muốn đi mời thành chủ xuất thủ sao quốc trì lệ bật cười nói lão gia bố trí lâu như vậy vạn nhất không thành công chủ phong chúng ta ngược lại bị vỗ nát vậy thì kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe rồi. Trung nhạc vất vất tay, có chút tức giận nói. Cho dù có thất bại, ta cũng không tới mức khóc. Huống chi trận pháp do ta bố trí, trong lòng ta tất nhiên hiểu rõ, nhất định sẽ không thất bại. Mau đi nhanh đi. Quốc trì lệ đang muốn rời đi, Thanh Hà đã vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Cô Hồng thành chủ là tồn tại mạnh mẽ vô biên, cường giả cấp cự đầu, lệ tỷ tỷ nhớ nói thành chủ xuất thủ nhẹ tay một chút một là lão gia đã khổ cực lâu như vậy lưu cho lão gia một chút mặt mũi hai là nơi này dù sao cũng là địa phương chúng ta trú đóng vỗ nát rồi thì ở đâu đây Quốc trì lệ gật đầu mỉm cười nói ta tự có chừng mực các ngươi cũng không cần tiếp tục chế dẻo đợi sau khi từng cây từng cây thạch trụ của lão gia bị chấn nát hắn sẽ biết rõ trận pháp không phải dễ chơi đùa như vậy đúng rồi đến lúc đó các ngươi chú ý một chút phải cẩn thận an ủi tránh cho lão gia gặp phải đã kích o không o một lúc sau quốc trì lệ đi tới cô hà thành cầu kiến cô hồng tử nói rõ ý đồ tới cô hồng tử kinh ngạc nói mời ta ra tay thử trận lão gia các ngươi thật to gan a à. quốc trì lệ mỉm cười nói chúng ta cũng đã khuyên bảo lão gia nói trận văn của hắn có vấn đề chỉ là hắn lại không nghe khuyên giải một lòng muốn mời thành chủ xuất thủ kính xin thành chủ xuất thủ lưu lại mấy phần nhân tình chỉ cần chứng minh trận pháp của hắn không tốt là được rồi cũng đừng tổn thương các sinh linh trên núi cô hồng tử liếc nhìn nàng một cái nói ngươi ngược lại là một hiền nội trợ a à? sắc mặt quốc trì lệ nhất thời đỏ bừng trái tim như nai con chạy loạn trong lòng thầm nghĩ còn chưa phải đây o không o thân hình cô hồng tử phù không từ xa xa nhìn về phía chủ phong nhạn minh sơn cũng không vội xuất thủ quốc trì lệ cũng đồng dạng bay lên giữa không trung trong lòng có chút hồi hợp sau một hồi cô hồng tử cất tiếng than thở đây là trận pháp do lão gia các ngươi bố trí sao? Quả nhiên là khí tượng xâm nghiêm. Quốc trì lệ từ xa xa nhìn về phía chủ phong, hồn nhiên không nhìn ra khí tượng xâm nghiêm ở chỗ nào, trong lòng càng thêm buồn bực. Không tầm thường. Không tầm thường A. À. Long nhạc sư đệ đã đạt được thành tựu không nhỏ trên phương diện trận pháp. Bố trí trận pháp có trận có khí có nguyên, câu thông trận, khí, nguyên. Dùng đoạn văn bày trận, dùng khí tương liên, dùng nguyên cung ứng năng lượng là một tòa trận pháp ứng kích không tệ, gặp phải nguy hiểm, liền tự động ứng kích, chủ động kích phát trận pháp phòng ngự công kích. Cô Hồng Tử quan sát một phen, nói. Cái này đã có thể gọi là pháp trận, không phải là trận pháp đơn thuần. Quốc trì lệ nghe cái hiểu cái không, cô Hồng Tử nhẹ giọng nói. Mở trận chỉ là tài trí bình thường, bày trận là anh tài, bày bố pháp trận chính là thiên tài rồi. Sau đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái cự thủ, xa xa vương về phía nhạn Minh Sơn cự thủ này chính là do pháp lực và văn lộ đồ đằng biến thành, phương viên gần trăm mẫu. Thiên địa pháp tướng pháp thiên cảnh được vận dụng vô cùng nhường nhuyễn trong một chưởng này. Trong khoảnh khắc, cự thủ này đã bay tới trên không chủ phong nhạn minh sơn, mạnh mẽ đè xuống dưới. ầm ầm, tốc độ cự thủ quá nhanh, vậy mà ma sát với không khí, mang theo liệt hỏa hừng hực, lôi kéo hỏa quang đánh thẳng về phía chủ phong nhạn minh sơn, giống như một khỏa vẫn thạch cực đại rơi xuống vậy. Quốc trì lệ nhất thời kinh hải, gấp gáp nói, sinh thành chủ thủ hạ lưu tình. Thanh âm nàng còn chưa dứt, đột nhiên trên chủ phong, 108 cây thạch trụ nhất tề sáng lên. Trận văn trên đám trụ đá trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Đám trận văn này đều là những trận văn không trọn vẹn, các văn lộ đồ đằng từ trung tâm thạch trụ lan tràn ra, giống như hồ điệp vậy, không ngừng vũ động trên không trung. Ông ông ông. Thanh âm ông ông vang lên, từng đạo từng đạo trận văn không trọn vẹn bắt đầu liên tiếp với đám hồn binh do trung nhạc nhìn như tùy tiện bố trí các nơi trên chủ phong kia từng kiện từng kiện hồn binh bị đám trận văn đức kể kia liên tiếp lại đám đoạn văn nhất thời liền trở nên hoàn chỉnh khoảnh khắc này chỉ thấy vô số văn lộ đồ đằng huyễn lệ tương liên với đám hồn binh bố trí xung quanh chủ phong cấu thành một dị tượng khủng bố hóa thành một con tinh thiềm cự hình so với chủ phong còn cao hơn còn khổng lồ hơn sáu con mắt của con tinh thiềm này giống như sáu vần minh nguyệt một con mắt trong đó là hồn binh pháp thiên cảnh nguyệt luân đại phóng quang mang địa phương ánh mắt nhìn tới quan trụ phóng thẳng lên cao oanh kích về phía đại thủ đang đè xuống kia. Mà kiện hồn binh pháp thiên cảnh xà mâu treo ở trước chính điện lão gia miếu kia lại phản phất như biến thành cái lưỡi dài của con lục mục tinh thiềm cự hình này, chiều dài lên tới mấy trăm trượng, từ trong miệng cự cắt bắn thẳng ra, xuyên thấu qua cự thủ. Không chỉ như vậy, dòng vũ dương hà vần quanh chủ phong kia đột nhiên chấn động, bay thẳng lên không trung. Đại hà đầu đuôi tương liên, vi năng cũng đồng thời bị kích phát, gào thét chuyển động xung quanh chủ phong, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát động công kích giữa sườn núi còn có một cái túi da rắn bị pháp trận kích hoạt, hóa thành liên hoa cự mãn quấn quanh giữa sườn núi, cái đầu ngẩng lên thật cao, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, phản phất như là cự mãn vờn quanh trên lưng lục mục tinh thiềm. Lại có một tấm sa mỏng từ giữa sườn núi bay lên, như vân thải phiêu đảng, ẩn dấu sát cơ. Từng món từng món hồn binh linh thể cảnh, đang nguyên cảnh bị pháp trận kích hoạt, lần lượt bạo phát ra uy lực, thủ hộ chủ phong. Cự thủ của cô Hồng Tử vừa mới vươn tới, đã bị trận pháp đánh cho nổ nát, tiêu tan thành mây khói. Quốc trì lệ ngây người như tượng, ngây ngốc đứng ở sau lưng cô Hồng Tử. Mà trên chủ phong, đám thiếu nữ thanh hà, Long Xuân Nhi, Quốc trì phương cũng là ngây người nói không ra lời. Trong suy nghĩ của các nàng, trận pháp do Chung Nhạc Lung tung bố trí căn bản không có khả năng có bất kỳ uy lực nào. Nhưng hiện tại trận pháp vậy mà đã thành, hơn nữa còn có được uy năng không thể tin nổi, thậm chí ngay cả công kích của cô Hồng Tử cũng có thể ngăn cản. Cái này thật sự không thể tin nổi. Lão đầu tử truyền thụ cho ta đạo điêu khắc quả nhiên thâm ý sâu sắc. Chung nhạc không khỏi cảm khái một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu chạy loạn khắp nơi, tinh thần lực thâm nhập vào trong lòng núi, tìm tới chỗ đám nguyên đan kia, kiểm tra độ tiêu hao năng lượng của nguyên đan. Vừa rồi tòa tinh nguyệt đại trận hộ sơn này bạo phát, chủ yếu là dựa vào sáu khỏa nguyên đan này cung cấp năng lượng, cũng không phải do hắn kích phát. Nguy hiểm vừa tới, trận pháp nhất thời ứng kích khởi động, hấp thu năng lượng trong nguyên đan khiến cho trận pháp bạo phát quy lực, bởi vậy nguyên đan chính là cực kỳ quan trọng hiện tại hắn muốn kiểm tra xem đám nguyên đan này có thể duy trì được bao lâu. Tinh thần lực chung nhạc đảo qua, chỉ thấy đám nguyên đan này đều nhỏ đi một vòng, không khỏi khẽ nhíu mày, nói. Đám nguyên đan cường giả đang nguyên cảnh, pháp thiên cảnh này nhiều nhất chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ công kích, sẽ cạn kiệt năng lượng, trận pháp này sẽ không còn uy lực nữa. Xem ra tòa trận pháp này là một cái miệng nhà giàu A, chỉ dựa vào mấy khỏa nguyên đan này, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Tinh nguyệt đại trận này cũng là một tòa trận pháp công kích, kẻ tới phạm sẽ bị trận pháp công kích. Dùng nó ứng đối công kích của cường giả pháp thiên cảnh thì đầy đủ, nhưng lại không cách nào kéo dài. Hơn nữa, bản thân nguyên đan cũng sẽ chậm rãi tiêu hao, không ngừng có linh lực tinh khí xói mòn. Mấy khỏa nguyên đan này chỉ kiên trì thời gian mấy năm, năng lượng sẽ xói mòn sạch sẽ. Nguyên đan pháp thiên cảnh có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian 7-8 năm mà thôi. Ta còn cần càng nhiều nguyên đan tầng thứ càng cao hơn làm đồ dự bị, khiến cho trận pháp duy trì thời gian càng lâu. Chỉ là đi đâu tìm nguyên đang càng nhiều hơn, càng tốt hơn đây. Trung nhạc nhất thời lâm vào suy tư, mà tân hỏa thì trở nên hưng phấn, kêu lên. Nhạc tiểu tử, đi đánh chết càng nhiều cao thủ, dĩ nhiên sẽ có nguyên đan rồi. Trung nhạc tự động không đếm xỉa tới đề nghị của hắn, trong lòng thầm nghĩ. Lần này có thể đạt được nhiều nguyên đan như vậy, chỉ là may mắn nhất thời. Nếu vẫn luôn trông cậy vào may mắn, như vậy lần sau chính là chết lên bà lên bình rồi hắn đình chỉ kiểm tra, quay trở lại chính điện, vương tay ra khẽ nhấn một cái. Chỉ thấy 108 cây thạch trụ trên toàn bộ tòa chủ phong từ từ trầm xuống, chìm vào bên trong lòng núi, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, từng kiện từng kiện hồn binh cũng lần lượt biến mất, chỉ còn lại một chút trọng khí như xà mâu, nguyệt luân, vũ dương hà. Đám hồn binh này tương liên với cả tòa tinh nguyệt đại trận, không cần quan tâm bị người phá hư hoặc là đánh cắp. Nghĩ muốn đánh cắp, chính là tương đương với tan rã toàn bộ tòa đại trận, tất nhiên sẽ gặp phải trận pháp công kích. Đám nguyên đan này có thể duy trì vận chuyển thời gian 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi sau, nhất định phải kiếm ra càng nhiều nguyên đan để bổ sung. Trung nhạc phân phó chư nữ, không được tùy tiện động vào đám hồn binh này. Ánh mắt chư nữ nhìn hắn giống như nhìn một tôn thần nhân vậy, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Chỉ dựa vào chính người các ngươi, không thể quản lý hết lãnh thổ càng lúc càng lớn của ta. Thanh Hà, Xuân Nhi, Quốc Trì Lệ, các ngươi từ trong lãnh địa của ta chọn lựa ra một đám người siêu quần bạc tụy trong nhân tộc, yêu tộc tới chủ phong, ta sẽ đích thân truyền pháp. Trung nhạc phân phó chư nữ. Tương lai sau khi bọn họ trở thành luyện khí sĩ, sẽ có thể phong làm tiểu lĩnh chủ, đều là thân tính nhất mạch này của ta. Chư nữ nhận lệnh, chia ra tiếng về các bộ lạc yêu tộc và nhân tộc trong lãnh địa, chọn lựa ra những thiếu nam thiếu nữ tư chất tuyệt giai, đưa về chủ phong. Ba ngày sau, các nàng đã chọn lựa ra hơn 20 thiếu nam thiếu nữ, nhân tộc yêu tộc mỗi bên đều chiếm phân nữa. Những thiếu nam thiếu nữ cho rằng Chung Nhạc muốn giết chết bọn họ luyện chế hồn binh tà ác gì đó, từng tên từng tên đều bị dọa tè ra quần. Nhưng sau khi lên tới trên núi mới nghe nói là chuẩn bị nghe truyền pháp, để cho bọn họ trở thành luyện khí sĩ, lúc này mới cảm kích bất tận. Quốc trì, Thanh Hà, các ngươi cũng tới nghe giảng đi. Trung Nhạc phân phó. Chính nàng thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngồi xuống, yên tĩnh nghe giảng. Nhất là đám long nữ quốc trì thị, trong lòng lại càng cảm kích. Bởi vì các nàng cũng không phải là thân tín của Trung Nhạc, mà là thuộc hạ của Ngao Thị. Hiện tại, không ngờ Trung Nhạc cũng truyền pháp cho các nàng, khiến cho hảo cảm trong lòng các nàng đối với Trung Nhạc càng lúc càng nhiều. Trung Nhạc mở đàn khai giảng, lấy ra một cây thạch trụ, vừa điêu khắc văn lộ đồ đằng long đằng bách biến, vừa truyền thụ cho đám người phương pháp quan tưởng giao long, truyền thụ cho bọn họ long đằng bách biến. Ngao Phượng Lâu vẫn chưa truyền thụ cho hắn công pháp long đằng bách biến, chỉ truyền thụ cho hắn thần thông nhưng hiện tại kiến thức chung nhạc không tầm thường từ trong những thần thông này hắn đã có thể phỏng đoán ra một chút công pháp tu luyện hắn giảng giải từ cạn tới sâu mà bản thân đám nữ nhân quốc trì lệ cũng rất có cơ sở ấn chứng với sở học của chính mình nghe tới mức như mê như say mà đám thiếu nam thiếu nữ mới tới thì lại có rất nhiều địa phương không hiểu nổi chung nhạc chỉ giảng giải một lần cũng không có nói nhiều mà để cho bọn họ tự mình nghiên cứu những long văn trên đám thạch trụ này từ trong đó tự mình quan tưởng tìm hiểu ba ngày sau Trung nhạc điêu khắc hoàn tất toàn bộ những thạch trụ long văn long đằng bách biến. Hắn đứng trong truyền đạo điện lão gia miếu, phân phó mọi người. Đám thạch trụ này chất chứa công pháp thần thông long đằng bách biến, sau này các ngươi tiến vào điện này, sẽ có thể nghiên cứu ảo diệu của thần thông công pháp. Thanh Hà, ngươi lấy đám linh đan và tài liệu kia tới đây. Thanh Hà lập tức lấy ra đám linh đan đổi bán được kia, tổng cộng có hơn 4 vạn khỏa đang dược các loại. Trung nhạc một đường giết chết rất nhiều cường giả linh thể cảnh. Sau khi đi tới hãm không thánh thành, hắn lại tu thành linh thể cảnh, chính là cường hào một phương, tồn tại cấp đường chủ. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ tới đây lấy lòng tặng lễ, đạt được rất nhiều linh đan. Đám nữ nhân Thanh Hà và Long Xuân Nhi lại đem tiến hành đổi bán những bảo vật đưa tới tặng lễ kia, đổi lại thành linh đan. Cộng thêm linh đan sản xuất trên lãnh địa Trung Nhạc, hiện tại con số linh đan đã tích lũy được tương đối khả quan. Càng quan trọng hơn chính là, bản thân Trung Nhạc có nội đan thú thần, lúc tu luyện căn bản là không cần linh đan, bởi vậy số linh đan tích lũy càng lúc càng nhiều đám linh đan này cứ đặt bên trong linh đan điện, Xuân Nhi các ngươi định ra một chương trình. Mỗi tháng các ngươi lãnh lấy một lượng đủ để tu luyện, sau đó tiến hành phân phát cho mọi người. Phân phát nhiều một chút cũng không sao, quan trọng là không được thiếu. Trung Nhạc cười nói. Lão gia ta phải bế quan tu luyện, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy nhiễu. Chư nữ vừa mừng vừa sợ. Đám thiếu nam thiếu nữ kia cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng xưng vân. Trung Nhạc ngoài sáng tuyên bố là bế quan, trong tối thì âm thầm rời khỏi lão gia miếu, ra khỏi cô Hà Thành, tiến vào đại nguyên hoang địa, quay trở về đại hoang. Hiện tại lôi hồng đã chết, thiên tượng lão mẫu rốt cuộc còn ở lại trong kiếm môn hay không, trở lại kiếm môn nhìn một cái liền biết rõ. Lúc đó sẽ biết lôi hồng rốt cuộc có phải là quỷ chết thay của thần sứ chân chính hay không. Đại nguyên hoang địa, chung nhạc trở lại diện mạo vốn có, tâm niệm khẽ động, quanh người lửa cháy rừng rực, khí tức trở nên cuồng giả, cả mái tóc bay lên, thậm chí cả tóc cũng bị lửa bao trùng. Thái dương chi hỏa toàn bộ người hắn được bọc trong lửa giống như hỏa nhân vậy. Phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cột lửa, nơi hắn vừa đi qua, dưới lòng đất như chôn dầu lửa, cháy phừng phừng, lửa lan tỏa nhìn dặm tựa hỏa long. Trung nhạc lắc mình, cưỡi lửa đi về hướng đại hoang. Sau khi hắn rời đi, khoảng 4 năm ngày sau, mặt đất đại nguyên hoang địa chấn động, các con bàn ngao to cỡ ngọn núi ầm ầm chạy tới ngửi ngửi khắp nơi. Chúng tìm tới đây thì mất mùi của Trung nhạc, chỉ ngửi thấy mùi khét của tro. bàng ngao ngẩng lên, chạy loạn khắp nơi tìm tới hơn nghìn dặm. Thậm chí có con còn bay lên không trung ngửi mùi trong không khí nhưng không có thu hoạch gì. Lạ thật. Một đại vật khổng lồ bước tới, thân hình như ngọn núi lớn, trên cổ có tới ba cái đầu, đột nhiên, con bàn ngao ba đầu này lắc mình biến thành một vị bạch bào tế tự, chính là hiếu sơ vân xuất thân từ hiếu mang thần miếu, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc. Các con bàn ngao đều chạy lại phía hắn, lần lượt chui vào trong cơ thể hắn. Không lâu sau toàn bộ bàn ngao đã biến mất, chỉ còn lại mình hiếu sơ vân đứng đó. Đàn bàn ngao kia chính là hóa thân của hắn, biến ra từ vẫy trên người hắn, dùng để truy tông đối thủ thì không gì bằng. Mùi của tên tiểu tử long nhạc này tới đây thì biến mất, rốt cuộc hắn chạy đâu rồi. Hắn lẩm bẩm. Trưởng lão, khí tức của long nhạc vẫn ở gần cô Hà Thành. Đột nhiên có tiếng nói vọng lại, lãng thanh vân bước tới, tay cầm hồn đăng, chính là hồn đăng của Trung Nhạc, cười. Ngươi đuổi nhầm hướng rồi. Hiếu sơ vân cười thảy nếu hồn đăng có tác dụng thì hắn đã bị ngươi giết lâu rồi. Thanh Vân, cái hồn đăng này chẳng có tác dụng gì với hắn, căn bản không tìm được phương vị của hắn. Lãng Thanh Vân thượng người, nghĩ một lúc nói. Lẽ nào hắn có cách che giấu hồn phách khí tức? Chẳng trách khi ở hãm không thành ta đột nhiên mất cảm ứng với hắn. Hồn đăng không phải không có cách phá giải. Tên Long Nhạc này chắc chắn được cử phách Long tộc truyền thụ cho cách phá giải hồn đưng. Dựa vào hồn đăng không bắt được hắn. Hiếu Sơ Vân cười lạnh, mà giờ, hắn dùng lửa lớn thiêu đốt khí tức, không biết tung tích ở đằng nào. Thủ pháp này cũng giống như giết hiếu sơ tinh rồi đốt xác diệt tích, không để lại dấu vết. Kẻ giết hiếu sơ tinh chính là hắn. Hắn nhìn quanh, thấp giọng nói. Đại nguyên hoang địa, tây giáp tây hoang, đông giáp đông hoang, nam giáp đại hoang, bắc giáp bắc hoang. Giờ chẳng ai biết hắn ở đâu. Thanh Vân, ngươi về đi, ta muốn đi du ngoạn một chuyến, chỉ cần có tin về tiểu tử đấy là sẽ tới. Lãng Thanh Vân gật đầu, rời đi lúc này Trung Nhạc đã tới dưới kiếm môn sơn. Tứ Minh Thú trên kim đỉnh ở kiếm môn sơn phát hiện tông tích của hắn trước tiên, báo cho môn chủ biết. Không lâu sau, bồ lão xuống núi, lặng lẽ đưa Trung Nhạc lên núi, tới trước vấn tâm điện, tuyên bố kiếm môn hiện nay nhiều việc cần lo, môn chủ đổi ý, cho Trung Sơn thị xuất quan trước thời hạn. Bồ lão, cái chết của lôi hồng rốt cuộc là thế nào? Trung Nhạc không kìm được hỏi. Bồ lão tiên sinh chần chừ một chút, lắc đầu. Việc này gần đây gây ảnh hưởng rất xấu phong vô kỵ vốn đã sắp đột phá tu thành chân linh bị lôi hồng gây rối suýt nữa tẩu hỏa nhập ma giờ tu vi thực lực tổn hại nghiêm trọng rất đông luyện khí sĩ của lôi hồ thị đều sợ hãi sợ môn chủ tới tìm tính sổ dù sao phong vô kỵ và môn chủ cùng là phong thị chung nhạc ánh mắt lay đông nói ta muốn biết sau khi lôi hồng chết thủy thanh niên ở đâu thủy thanh niên bộ lão tiên sinh nói đây cũng là một chuyện lớn thủy thanh niên tu thành linh thể cảnh giờ đã là phó đường chủ trấn phong đường thân mang trọng trách thăng cấp cùng nàng ta cũng là người quen của ngươi khâu cấm nhi cũng là linh thể cảnh không hề chậm hơn thủy thanh niên giờ nàng ta cũng là phó đường chủ trấn phong đường đúng rồi giờ ngươi là tu vi gì chung nhạc tâm hồn treo ngược cành cây không đáp lời tâm thần đại loạn thiên tượng lão mẫu vẫn ở kiếm môn hơn nữa còn nghênh ngang như vậy lại trở thành phó đường chủ kẻ nào cho nàng ta gan lớn như thế hắn bất giác rùng mình lôi hồng, chắc chắn là kẻ chết thay. Tu vi của Thủy Thanh Nghiên tiến bộ nhảy vọt như vậy, không hề thua kém linh thể cảnh, thậm chí còn nhanh hơn, rõ ràng là có vấn đề. Tuy tốc độ tu luyện của Trung Nhạc cũng nhanh như vậy, nhưng hắn biết rõ bản thân. Người khác tưởng hắn là nhật diệu linh thể, nhưng thực ra hắn có tân hỏa chỉ điểm, cộng với thường xuyên ở bên ngoài chiến đấu liên tục, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh sinh tử, là liều mạng mà rèn luyện được. Tu vi thực lực của Thủy Thanh Nghiên lại cũng có thể nhanh như vậy, đây chắc chắn có vấn đề, nhưng lại không gây nên nghi ngờ gì thậm chí còn để nàng ta mang chức vị quan trọng có nghĩa là tên thần sứ kia quyền cao chức trọng trong kiếm môn có thể một tay che cả bầu trời rốt cuộc là kẻ nào kẻ nào là thần sứ thật sự ngay cả linh thể cảnh như lôi hồng cũng lợi dụng được trước khi chết hắn cũng không nói đó là ai tên thần sứ này ẩn mình rất kỹ không đúng không đúng chung nhạc đột nhiên nhớ tới một việc hắn từng nghi ngờ thần sứ dùng dấu mình trong tứ đại cao thủ phong phương lôi quân đó là vì quân tư tà bị phục kích suýt thì bỏ mạng nhưng nếu thần sứ không phải người trẻ nội gian là người trẻ thì sao môn chủ nói lôi hồng tham niệm quá nặng nên mất mạng vậy thì nội gian hợp tác với thần sứ là lôi hồng thần sứ là người khác chung nhạc bỗng hiểu ra nghĩ bụng thần sứ chắc là người có chức vị cao ở o kiếm môn ta vị trí cực cao cao tới mức có thể một tay che cả bầu trời nhưng lúc môn chủ cuối đời định đoạt quyền trở thành môn chủ kiếm môn bồ lão tiên sinh nói ngươi đã xuất quan rồi thì đi gặp môn chủ trước đi thời gian này môn chủ lao tâm lao lực lại già rồi không biết sống được bao lâu nữa chung nhạc chân cao chân thấp theo lão lên kim đỉnh nghĩ bụng căn cơ của hắn ở kiếm môn rất rộng thậm chí có thể đưa thiên tượng lão mẫu ra khỏi kiếm môn ma khư có thể bảo trưởng giả thủy đồ thị gọi thủy thanh niên tới cho thiên tượng lão mẫu đoạt thể vu oan cho thủy tử an còn có quyền xem sinh lộ đồ của thần chiến chi địa ghi lại bản đồ giao cho hiếu mang thần tộc thậm chí hắn còn có thể thao túng lôi hồng chưa biết chừng có ân tình to lớn đối với lôi hồng, lôi hồng mang ơn hắn, ác long cũng đội ơn hắn, nguyện dùng tính mạng báo đáp. hắn có quyền lực lớn bằng trời ở kiếm môn, thậm chí có thể trọng dụng được yêu nghiệt khả nghi như thủy thanh nghiên, cho nàng ta đảm đương chức vụ quan trọng trong kiếm môn. trấn phong điện là nơi thế nào? trung nhạc tuy chưa tới trấn phong điện của kiếm môn nhưng cũng nghe về lai lịch của nó. trấn phong điện là nơi trấn áp phong ấn, trấn áp ma đầu, yêu nghiệt và phản đồ làm loạn ở đại hoang hắn còn nghe nói, trong thời kỳ mang hoang khi kiếm môn mới sáng lập, trấn phong điện còn trấn áp cả thần linh của Tây Hoang. Trọng địa như vậy lại để một nữ tử đầy khả nghi trông coi, phong nàng ta làm phó đường chủ. Bồ lão tiên sinh thấy hắn cứ cho mày suy nghĩ suốt thì ngạc nhiên, không biết hắn đang nghĩ gì. Trong kiếm môn ta, người có nhân mạch đáng sợ, quyền lực bằng trời như vậy, rốt cuộc là ai? Trung nhạc nghĩ tới đây, đột nhiên nghe một giọng nói già nua, ôn hòa. Trung Sơn Thị, môn chủ thả ngươi trước hạng. Trung nhạc ngẩng lên nhìn lão giả kia, tim đập nhanh hẳn, sững người đứng đó, bộ lão tiên sinh thấy hắn không đáp, vội giải thích. Trung sư đệ vừa nghe chuyện của lôi hồng, khó lòng tin được, có chút không để tâm. Môn chủ cho hắn xuất quan cũng là muốn dặn dò hắn vài câu tránh dẫm vào vết xe đổ của lôi hồng. Ngu đại trưởng lão đừng thấy lạ. Lão giả này chính là ngu đại trưởng lão đứng đầu trưởng lão hội, nghe vậy thở dài. Việc của lôi hồng ta cũng rất đau lòng. Đứa trẻ này do ta chăm no từ nhỏ, nhớ hồi xưa hắn nghịch ngợm khiến ta lo lắng nhiều. Tính ra ta cũng là một nửa sư phó của hắn. Vừa rồi ta từ lôi sơn về, khuyên nhủ lôi sơn trưởng lão, lôi sơn già đi nhiều. Ai, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lão nhìn chung nhạc, ánh mắt sắc bén. Trung sơn thị, ngươi là nhật diệu linh thể, còn xuất sắc hơn ngũ diệu linh thể, nhưng người luyện kiếm phải luyện kiếm tâm trước. Nếu tâm xấu thì cũng như lôi hồng mà thôi, ngươi hiểu chứ. Trung nhạc nhìn vị đại trưởng lão nghiêm nghị này, gật đầu theo bản năng ta nghe nói ngươi ở nội môn chưa từng tới kiếm tâm đường, ta rất lo cho tâm cảnh của ngươi. Ngu đại trưởng lão giọng vang vọng. Lần này môn chủ cho ngươi ở vấn tâm điện kiểm điểm cũng là muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi rèn luyện kiếm tâm, không đến nổi bước vào con đường bàn môn tả đạo. Hiểu chưa? Trung nhạc cuối người. Đệ tử đã hiểu. Ngu đại trưởng lão cười, gật gù. Ngươi tỉnh ngộ cũng không muộn, hãy cố gắng tu luyện, đừng phụ lòng trong đợi của ta và môn chủ. Ngươi đi gặp phong vô kỵ đi, Hắn chịu khổ rồi, tự dựng gặp tai họa không đâu, hơn nữa lần này tu vi giảm mạnh, không biết sau này có thể đột phá, tu thành chân linh được không. Chung Nhạc mắt tiễn Bồ lão tiên sinh đi. Bồ lão tiên sinh tiếp tục dẫn Chung Nhạc lên kim đỉnh, cảm khái nói: "Môn chủ đã từng nói, kiếm môn ta trong có ngu trường cơ, ngoài có thủy tử an, như cá gặp nước." Cũng may những ngày này ngu đại trưởng lão chạy qua chạy lại trên dưới kiếm môn thì việc lôi hồng làm phản mới không quá ồn ào. Nếu không phong thị và lôi hồ thị đánh nhau thì chỉ sợ kiếm môn sẽ chia rẽ. Trung nhạc vẫn trầm mặt, theo lão vào kim đỉnh, thấy tại sân sau đại điện, lão đầu tử ngồi bên hồ câu cá. Câu cá, câu cá, ngu đại trưởng lão. Trung nhạc lắc đầu, thấy lão đầu tử vẫy tay bảo bồ lão tiên sinh lui đi, đầu cũng không ngoảnh lại nói. Về rồi à? Trung nhạc cung kính. Ta về rồi. Ngài đang câu cá. Ừ câu cá. Lão đầu tử ngoảnh lại răng chỉ còn lại một cái răng cửa hàm dưới, cười. Trung nhạc tiến tới ngồi xuống bên cạnh lão đầu tử, tháo giày, thả chân xuống hồ, cười. Lão gia tử thật có hứng thú. Lão đầu tử tức giận. Trung sơn thị, cái chân thối của ngươi dọa cá của ta chạy hết rồi. Trung nhạc thẹn thùng, nhưng không thu chân lên. Một con cá bơi tới ngửi ngửi chân hắn, làm vẻ mặt khinh bỉ rồi bơi đi. Trung nhạc cảm nhận được mộ khí nặng nề trên người lão đầu tử, khí tức tử vong của lão giả này càng ngày càng đậm đặc. Tốc độ sức sống mất đi ngày càng nhanh, tạo cho hắn cảm giác lão có thể chết bất cứ lúc nào. Một lúc sau, hắn dò hỏi: "Lôi Hồng chết không oan uổng chứ?" Lão đầu tự lắc đầu. "Không oan, ngươi vừa từ bên ngoài về, nghĩ sao về việc này?" Lôi Hồng sư huynh là nội gian, hợp tác với thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, lại hạ thủ với quân tư Tà sư tỷ và Phong Vô Kỵ sư huynh, ý đồ muốn trừ bỏ họ, vì thế chết không oan uổng. Chung Nhạc ánh mắt lay động, nói: ngài ngồi đây câu cá thản nhiên như vậy chắc chắn có suy đoán rồi, có đúng không? Ngươi không tồi, không phải đoán bừa. Lão đầu tử thở dài. Nội gian là nội gian, thần sứ là thần sứ, nội gian và thần sứ khác nhau. Nội gian là nhân tộc, thần sứ có thể là nhân thần hỗn huyết. Lần này lôi hồng là kẻ chết thay, là lá trắng dùng che mắt tai mắt người khác, đao vẫn giấu sau lá trắng. Chỉ nhìn vào tấm lá trắng thì không thể thấy được thanh đao giấu sau nó. Hơn nữa, lá trắng cũng có thể để che giấu một lá trắng khác. Trung nhạc chấn kinh. Ý ngài là. Lão đầu tử không nói gì, nhưng trong lòng trung nhạc bỗng kinh hãi. Thần sứ chỉ có một nhưng không chỉ có một nội gian. Lôi hồng là quân cờ nội gian đẩy ra che mắt người đời. Lôi hồng quả nhiên còn quá trẻ, sao đấu lại được những lão hồ ly đó. Cuộc đấu trí cỡ này, ngay lôi hồng cũng chết một cách dễ dàng, mưu kế thâm sâu của những cường giả đời trước thật đáng sợ. Lôi hồng là tiên thiên linh thể, thực lực còn đáng sợ hơn một số trưởng lão, hắn muốn trở thành môn chủ mới của kiếm môn, ẩn mình khá kỹ nhưng lại bị kẻ khác mượn dao giết người, coi hắn như lá trắng đẩy ra chết thay. Hắn có thực lực và tiềm lực trở thành môn chủ, nhưng lại quá vội vàng, bị kẻ khác lợi dụng. Vì thế lão đầu tử nói hắn giả tâm quá lớn, là đứa trẻ ngốc. Ta có một kế có thể tóm được thần sứ. Chung Nhạc Định thần nói. Đại đệ tử của sư bất dịch, Lãng Thanh Vân là thần sứ hiếu mang thần tộc cài bên cạnh sư bất dịch bắt hắn thì có thể tra ra được thần sứ ở kiếm môn rốt cuộc là kẻ nào. Lãng Thanh Vân là người của hiếu mang thần tộc sao? Cuối cùng lão đầu tử lộ vẻ kinh ngạc, bật cười. Tên khống sư bất dịch này lại còn kém cỏi hơn cả ta, ngay đại đệ tử hắn coi trọng nhất cũng là người của hiếu mang thần tộc. Lão cười ha hả, bỗng ho ác liệt như muốn bể phổi. Trung nhạc vội vỗ lưng cho lão, nói. Giả tâm của hiếu mang thần tộc rất lớn, không chỉ là thôn tính đại hoang, còn muốn cả đông hoang, nếu bắt được lãng thanh vân lão đầu từ ngừng ho, nói. Tại sao phải chia sẻ nỗi lo cho sư bất dịch? Về lãng thanh vân thì cứ để tự sư bất dịch đau đầu, kiếm môn không cần nhúng tay vào. Hơn nữa lão hồ ly sư bất dịch này chắc chắn cũng có thể nắm thóp được lãng thanh vân. Tại sao môn chủ không hề có ý định bắt thần sứ? Trung nhạc ngạc nhiên, rồi bỗng thất thanh kêu lên. Ngài đã biết thần sứ là ai rồi? Nên mới không muốn bắt lãng thanh vân. Thần sứ là ai? Lão đầu tử cười. Thần sứ là việc nhỏ, lá chắn khác mới là việc lớn. Chỉ dựa vào thần sứ thì không thể hô phong hoán vũ trong kiếm môn ta được. Thần sứ chỉ là nắm bắt được lòng tham của hắn nên mới hợp tác với hắn. Trước khi ta giao ra vị trí môn chủ buộc phải bắt được hắn để môn chủ mới kế vị được thuận lợi, dẫn dắt kiếm môn đi đúng hướng. Môn chủ các đời đều vì kiếm môn tạo 500 năm thái bình. Nếu ta không làm được điều này thì mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông? Trung nhạc trầm mặt, một lúc sau lại hỏi. Thần sứ là ai? Ngươi không cần điều tra thần sứ là ai. Giờ ngươi còn quá yếu, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh là được, đây không phải việc ngươi có thể hỏi tới. Cuối năm nay chắc tới lúc ta sẽ chết rồi. Lúc đó kiếm môn chắc chắn sẽ có biến cố lớn, nếu ngươi quá thu hút chú ý, biết quá nhiều thì e là ta khó lòng bảo vệ ngươi được. Lão đầu tử lại ho dữ dội, nói: Trước khi chết có quá nhiều việc ta phải làm. Nội gian, thần sứ, hiếu mang thần tộc, còn cả ma hồn cấm khu dưới lòng đất, cụ 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 trước cuối năm ta sẽ tuyên bố môn chủ kế vị. Đến lúc đó, ngươi dù ở đâu thì cũng phải quay về. Nửa cuối năm này sẽ là lúc tranh đấu ác liệt nhất. Có phải môn chủ đã quyết định môn chủ kế nhiệm rồi không? Trung nhạc hỏi thăm dò. Lão đầu tử lại không đáp, cười. Dù sao cũng không có phần của ngươi. Ngươi rất giỏi, cùng tiểu nha đầu khâu đàn thị và thủy đồ thị đều trong thời gian ngắn vậy đã tu luyện tới linh thể cảnh, có thể trở thành đường chủ được rồi. Bộ lão vào đi, bộ lão tiên sinh vào, lão đầu tử cười. Ngươi dẫn hắn đi gặp ngu trường cơ, cứ nói là ý của ta, để hắn làm đường chủ trấn phong đường. Bộ lão kinh ngạc. Còn trấn phong đường chủ nam thiên phương thì sao? Lão đầu tử cười. Nàng ta trấn áp được hai vị phố đường chủ sao? Hai vị phó đường chủ một là một diệu linh thể, một là không phải người nàng ta trấn áp được. Cho Trung Sơn Thị đi trấn áp họ, nàng ta cũng có thể thở vào. Bộ lão vân một tiếng rồi dẫn Trung Nhạc đi gặp ngu đại trưởng lão ngu đại trưởng lão đang từ động phủ của phong vô kỵ đi ra bồ lão tiên sinh vội nói tình hình một lượt ngu đại trưởng lão nhìn chung nhạc ngạc nhiên để chung sơn thị làm đường chủ trấn phong đường hắn trẻ như vậy lẽ nào gánh vác được trọng trách này bồ lão tiên sinh cười đại trưởng lão không biết đấy thôi chung sơn thị giờ đã là cường giả linh thể cảnh rồi hơn cả tu vi của ta rồi với tu vi thực lực của hắn hiện giờ đủ để làm một đường chủ phải biết rằng Tả tương sinh khi cũng là linh thể cảnh đã là đường chủ bích không đường. Ngu đại trưởng lão lắc đầu. Bích không đường lo liệu ngoại môn, việc không lớn, tả tương sinh làm đường chủ không có gì lớn. Nhưng trấn phong đường vô cùng quan trọng, lẽ nào lại tùy tiện giao cho một tiểu tử. Trung Sơn Thị Tu Vi vượt trội đúng là rất đáng để bồi dưỡng nhưng giao trọng địa như vậy cho hắn quản lý, ta cảm thấy môn chủ làm vậy là suy nghĩ không kỹ lưỡng. Ta đi gặp môn chủ. Hắn vội vàng đi, bỏ lại Trung Nhạc và bồ lão ở đó. Một lúc lâu sau, Ngưu đại trưởng lão mặt nặng trịch quay lại, nhàn nhạt nói: "Trung Sơn thị, ngươi theo ta tới trưởng lão hội. Nhận chức trấn phong đường chủ không phải chuyện nhỏ, không đơn giản như phó đường chủ, buộc phải được 10 vị đường chủ trưởng lão hội cùng đồng ý, giải trấn ấn của Nam đường chủ. Bồ lão, ngươi đi mời Nam đường chủ đem trấn ấn tới trưởng lão hội." Bồ lão tiên sinh rời đi. Trung Nhạc thì theo vị đại trưởng lão này tới trưởng lão hội, tới đại điện thấy các vị trưởng lão cũng tới. Trung Nhạc nhìn từng người, các vị trưởng lão vẫn là những gương mặt quen, chỉ thiếu lôi sơn trưởng lão của Thủy Đồ Thị và Thủy Tử An trưởng lão. Trong đó lôi sơn trưởng lão bị bệnh nặng, được lôi duyên trưởng lão thay mặt, còn Thủy Tử An đã chết, Thủy Tử chính trưởng lão của Thủy Đồ Thị thay vị trí. Ngu đại trưởng lão nói lại việc này với chính vị trưởng lão. Môn chủ quyết ý để Trung Sơn Thị làm đường chủ trấn phong đường. Ta nói việc này vô cùng quan trọng, Trung Sơn Thị chưa chắc đã gánh được trọng trách này nhưng môn chủ vẫn không thu lại mệnh lệnh. Ta cũng không làm gì được, chỉ đành triệu tập chư vị sư đệ sư muội mời nam đường chủ tới giải trấn ấn rồi để trung sơn thị nắm giữ trấn ấn các vị trưởng lão kinh hô đồng loạt nhìn về trung nhạc đào lâm thị trưởng lão ngạc nhiên trung sơn thị trở thành trấn phong đường chủ lẽ nào ngươi đã là linh thể cảnh rồi trung nhạc gật đầu cuối người nói đệ tử trước đây không lâu đã tu thành linh thể hợp nhất nên mới được môn chủ miễn cho đóng cửa sám hối các vị trưởng lão đều tán thưởng quân sơn thị trưởng lão cười đại trưởng lão Trung Sơn Thị là nhật diệu linh thể, thể chất hiếm có trên thế gian, trong thời gian ngắn vậy đã tu thành linh thể cảnh, tiền đồ vô lượng. Hắn cũng có thể gánh vác được chức vị trấn phong đường chủ. Lê Sơn Thị trưởng lão cũng cười. Giờ hắn mới là linh thể cảnh, nhưng với tốc độ của hắn, chắc chỉ vài năm nữa là hắn sẽ là đan nguyên cảnh. Nam đường chủ cũng là đan nguyên cảnh, nhưng cũng đã có tuổi, vốn nên về an dưỡng tuổi già rồi. Ngưu đại trưởng lão gật đầu. Cũng có lý, chỉ là Trung Sơn Thị quá trẻ, mà cái chết của Thủy Tử An. Hắn lại thở dài. Mỗi lần nghĩ tới Thủy Sư Đệ là do hắn mà chết là trong lòng lại dằn vặt. Trung Sơn Thị, sau khi ngươi trở thành trấn phong đường chủ mà có nửa lỗi sai thì ta sẽ không tha cho ngươi, hiểu chứ? Trung Nhạc cuối người. Đệ tử đã hiểu. Một lúc sai, Nam Thiên Phương cùng bồ lão tiên sinh vào trưởng lão hội. Nam Thiên Phương là một lão ẩu tóc bạc phơ, đi lại cũng run rẩy. Lão ẩu này tuy đã già nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh, nhìn Trung Nhạc, nói lớn. Như vị trưởng lão, ý của môn chủ ta không dám làm trái, nhưng muốn lấy trấn ấn từ tay ta thì phải cho ta thấy Trung Sơn thì có bản lĩnh nhận không đã. Các vị trưởng lão như mày. Nam Thiên Phương lão ẩu lấy trong nguyên thân bí cảnh ra một miếng đại ấn lớn, cao ba tấc, rộng chín tấc, có cán hình chui kiếm. Xung quanh đại ấn phủ đầy các loại phong ấn đồ đằng văn, đang xen tạo thành bốn loài dị thú mang long huyết, lần lượt là bồ lao, phách hạ, bệ ngạn, tiêu đồ, đều là phong ấn cường đại. Trung nhạc thần tình khẽ lay động sư tỷ muốn xem bản lĩnh gì của ta nam thiên phương thở hổn hển ta già rồi khí huyết không đủ không thể sánh bằng người trẻ các ngươi đương nhiên không thể đánh nhau với ngươi nhưng pháp lực của ta vẫn còn lão thân không ức hiếp ngươi không dùng đa nguyên chỉ dùng nguyên thần đấu với ngươi nếu ngươi đỡ được thì ngươi có thể lấy đi trấn ấn chung nhạc nghiêm nghị mời sư tỷ phía sau nam thiên phương hiện lên nguyên thần của sơn thần không có mặt mũi mắt trong lòng bàn tay quanh người bao quanh bởi khói xương bỗng oanh kích chung nhạc chung nhạc đứng yên không động phía sau xuất hiện một phần mặt trời nóng bỏng đại nhật kim ô bay ra khi đáp xuống đất biến thành thần nhân đầu chim thân người ba chân đôi cánh gian ra chặn tứ quyền lúc này tứ quyền của sơn thần mở ra bốn con mắt trong lòng bàn tay bắn thần quang biến thành bốn đạo kiếm khí kinh người cả tòa đại điện bị bốn đạo kiếm quất động mưa gió bao bùng, lắc lưu không ngớt vị lão ở lúc này mới là thể hiện bản lĩnh thật sự kiếm khí to như cột nhà thấp thoáng có thể thấy nó được tạo từ những đạo kiếm khí cực nhỏ. Các đạo kiếm khí đó hướng ra ngoài, không ngừng xoay chuyển giống như bánh răng vậy. Bản lĩnh cao cường. Chung nhạc cuối cùng cũng động dung. Nam Thiên Phương không dùng năng lượng của đa nguyên cảnh mà là khai luân cảnh, chỉ đơn thuần dùng nguyên thần để thi triển thần thông, nhưng thần thông vô cùng tinh diệu, sơn thần nguyên thần tứ trưởng, trưởng trung hữu nhãn, nhãn trung hữu kiếm quang. Bốn đạo kiếm quang đều được tạo thành từ vô số kiếm khí, Kiếm khí giống như bánh răng tao thành kiếm trụ không ngừng xoay chuyển cắt nghiền, thật sự không có gì không phá hủy được. Nếu chỉ đơn thuần là tứ quyền anh kích thì đôi cánh kim ô của Trung Nhạc có thể chặn được, nhưng giờ muốn đỡ bốn đạo kiếm khí thì chỉ dựa vào đôi cánh nguyên thần là không đủ. Trong trưởng năng nguyên thần có mắt, mắt bắn kiếm quang, tương đương với bốn cánh tay cầm bốn đạo kiếm khí, không đơn giản là uy lực của kiếm khí đơn thuần mà còn chứa năng lượng của nguyên thần. Nếu dễ đỡ như vậy thì bà đã không trấn thủ trấn phong đường. Trung Nhạc đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, có kinh nghiệm chiến đấu còn nhiều hơn cả đời một luyện khí sĩ khác, nhãn giới kiến thức cũng rất lão luyện, vừa nhìn là nhận ra ngay sự lợi hại của chiêu này, tán thưởng Nam Thiên Phương bản lĩnh cao cường cũng không quá. Bốn đạo kiếm khí chém tới, đôi cánh kim ô của Trung Nhạc bị chém vỡ, lông vũ bay tứ tung. Trung Nhạc đứng yên không động, thần nhân ba chân thì kêu lên một tiếng, hai mắt mở trừng trừng, trong mắt xuất hiện chín vòng đồ đằng, giống như bánh răng kết nối với nhau. Kiếm nhãn Hai đạo kiếm khí bắn lên trời đón bốn đạo kiếm khí, chỉ chặn được hai đạo kiếm khí còn hai đạo kiếm khí còn lại thì lần lượt chém xuống ở chính giữa. Nhưng lúc này, mi tâm của thần nhân ba chân đột nhiên tách ra, mở thần nhãn thứ ba, mắt bắn thần quang, biến thành một đạo thuần dương kiếm khí, chém vỡ đạo kiếm khí tới trước. Đạo kiếm khí này bị chém vỡ, các mảnh kiếm khí lập tức bắn tung tóe, biến thành hàng nghìn vạn đạo kiếm khí nhỏ bắn loạn không khống chế được. Đó là vì Nam Thiên Phương đã tập trung quá nhiều kiếm khí để tạo thành kiếm quang trong mắt sơn thần uy lực rất lớn nhưng lại rất khó khống chế, không dễ dàng bằng các loại kiếm khí khác. Nếu là kiếm khí, hồn binh phổ thông khác, sơn thần kiếm nhãn đúng là thế như trẻ tre, có thể phá hủy kiếm khí hồn binh của đối phương. Nhưng thuần dương kiếm khí của Trung Nhạc lại vô cùng kiên cố, còn sắc bén hơn cả sơn thần kiếm nhãn của Nam Thiên Phương. Tuy uy lực không bằng nhưng Trung Nhạc nhận ra kiếm khí của bà ta quá mạnh, khó lòng điều khiển, thế là thuần dương kiếm khí dùng một điểm phá cả tấm, chặt đứt kiếm trụ, khiến kiếm khí của Nam Thiên Phương mất khống chế. Nếu là kiếm khí của người khác bị chém làm đôi còn có thể thuận thế phân kiếm khí làm hai, tiếp tục tấn công địch, cũng có thể hợp lại hai nửa kiếm khí, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, không thể coi là thất bại. Nhưng kiếm trụ của Nam Thiên Phương thì quá phức tạp, bị thuần dương kiếm khí đánh là vỡ tan. Kiếm khí bay loạn trong không trung, 10 vị trưởng lão đều nhăn mày, tinh thần lực trào dân, các đạo kiếm khí bị gắn chặt trên không trung. Lúc này, thuần dương kiếm khí thế như trẻ tre, phá đạo kiếm khí thứ hai, kiếm trụ tiếp tục vỡ tan, kiếm khí lại bay bốn phương tám hướng. Trung nhạc thu thuần dương kiếm khí về, đạo kiếm khí đó quay về con mắt thần nhãn thứ ba của thần nhân ba chân, thần nhãn nhắm lại rồi biến mất. Hắn nói, sư tỷ có thể dừng tay rồi chứ. Hai đạo kiếm trụ còn lại của Nam Thiên Phương quay lại bàn tay của Sơn Thần Nguyên Thần, kiếm nhãn kiếm khí của Trung Nhạc cũng trở về con mắt của Nguyên Thần Thần Nhân Ba Chân, chính vòng đồ đằng trong mắt cũng biến mất. Nam Thiên Phương quay người lại thi lễ với chính vị trưởng lão, cầm trấn ấn bằng hai tay, Trung rẫy tiếng lại đưa cho ngu đại trưởng lão. Trung sư đệ thiếu niên anh tài, có thể đảm nhận chức vị của lão thân, trấn thủ trấn phong đường. Trấn phong đường giao cho hắn, lão thân rất yên tâm. Các vị trưởng lão thấy được bản lĩnh của Trung nhạc đều khen ngợi. Nam đường chủ cũng đã làm việc lâu năm rồi, lần này rút đi trọng trách, sau này có thể an dưỡng tuổi già rồi. Nam thiên phương cũng thở vào, cười nói. Ta trấn thủ trấn phong đường hàng trăm năm, ngày nào cũng nơm nớp sợ yêu ma thoát ra giờ cuối cùng cũng đặt được hòn đá nặng này xuống rồi. Trung sư đệ, sau này việc trấn thủ trấn phong đường ngươi phải đau đầu rồi. Ngu đại trưởng lão nhìn quanh, nói. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta bắt đầu thôi. Các vị trưởng lão nghiêm nghị, chiếc trấn ấn bay lên không trung, ngu đại trưởng lão chỉ tay. Giải phong. Trấn ấn khẽ rung lên, một luồng khí tức khủng bố từ trấn ấn bùng phát tạo cảm giác vô cùng nặng nề. Rào. Bề mặt trấn ấn, đồ đằng văn không ngừng chuyển động, từ trong trấn ấn chui ra một cái đầu khổng lồ há cái mồm lớn gầm một tiếng tiếng gầm chấn động không gian tạo nên cơn cuồng phong khiến y sam của mọi người bay phần phật chính vị trưởng lão khác đều động thủ lần lượt giải phong ấn họ để lại trên trấn ấn lại một tiếng gầm kinh thiên động địa khác vang lên trong trấn ấn thò ra một cái đầu rồng to bằng cả ngọn núi là bồ lao tiếng tựa chuông rồi một tiếng gầm khác truyền ra đầu của ly long chui ra rống lớn tiếp đó là đầu hổ của bệ hãn thò ra tiếng gầm chấn động trời đất so với bốn cái đầu khổng lồ này thì trấn ấn nhỏ bé vô cùng. Sau khi bốn cái đầu cự thú hiện ra, rắc một tiếng, giữa trấn ấn bắn ra vô số tấm đồng, bên trong là một cái hộp nhỏ, bên trong hộp là một viên minh châu to bằng quả trứng bồ câu. Nam đường chủ, thu lạc ấn của ngươi về đi. Ngu đại trưởng lão trầm giọng nói. Nam thiên phương cuối người tiến tới, xóa bỏ lạc ấn của mình, nói với chung nhạc. Sư đệ, viên minh châu này là trung khu của trấn ấn, tế luyện nó là có thể khống chế trấn ấn có trấn ấn là có thể vào trấn phong điện. Trấn ấn vô cùng quan trọng, là dị bảo do môn chủ đời đầu luyện chế, không được có sai sót. Ngu đại trưởng lão nói lớn. Quy tắc của kiếm môn ta là 10 trưởng lão trưởng lão hội liên thủ giải phong ấn trấn ấn. Chỉ khi cả 10 trưởng lão liên thủ mới mở được trấn ấn. Mà 10 trưởng lão đều không được tế luyện trấn ấn. Chỉ có trấn phong đường chủ mới được điều khiển chiếc ấn này. Những người khác muốn luyện hóa ấn này đều sẽ bị tứ dị thú công kích hoặc phong ấn của 10 vị trưởng lão đã kích giờ 10 người bọn họ đã mở trấn ấn cho ngươi, ngươi hãy mau tế luyện Minh Châu. Trung Nhạc Vân, dùng nguyên thần tế luyện viên Minh Châu. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng đánh dấu được tinh thần lực của mình lên viên Minh Châu. 10 vị trưởng lão đánh ra pháp ấn, tứ dị thụ lần lượt ẩn vào trấn ấn rồi nhanh chóng biến mất. 10 vị trưởng lão lại phong ấn trấn ấn lại, ngu đại trưởng lão nhìn Trung Nhạc, nói. Trấn ấn vô cùng quan trọng, chức vụ trấn phong đường chủ cũng rất quan trọng. Trung Sơn Thị, ngươi tuyệt đối không được lơ là chức trách, biết chưa? đệ tử đã rõ. Chung nhạc cuối người nói. Ngu đại trưởng lão gật gù, nói. Nam đường chủ dẫn chung đường chủ tới trấn phong đường, bàn giao lại sự vụ, để hắn làm quen. Nam thiên phương vân rồi cười. Trung sư đệ mời theo ta. Lão ẩu này run rẩy bước đi, khi ra khỏi đại điện trưởng lão hội, nguyên thần phía sau đưa tay nhất bà đặt lên bàn tay mình, rồi đi về hướng trấn phong đường. Trung nhạc bay theo phía sau. Đại điện của trấn phong đường cũng được xây dựng sát vực, khu đài cao phản hình linh chi, cung điện trùng trùng điệp điệp các cánh cửa phủ đầy phù văn phong ấn trên phù văn vẽ toàn đồ đằng văn nơi đây khá tối tăm rất hiếm thấy dấu hiệu con người qua đây nam thiên phương dẫn chung nhạc tiến về phía trước đi qua các tòa cung điện nói những tầng trấn áp ở đây đều là giả dùng để gạt người mà thôi bên trong chẳng có gì chỉ có các cổ tử thi nếu gặp ngoại địch xâm nhập muốn cướp ngục thì sẽ cướp nhầm chỗ nơi trấn phong đường trấn áp tà ma thật sự là ở đây nam thiên phương chỉ một vách núi phía trước nói Trung sư đệ khởi động trấn ấn là có thể khiến trấn phong địa thật sự hiện ra. Chung nhạc tim khẽ động, khởi động trấn ấn, bốn con dị thú trong trấn ấn thò ra móng vuốt khổng lồ ấn lên vách núi. Vách núi lập tức xuất hiện bốn chỗ lõm xuống, tiếp đó là một cách cửa chậm chậm mở ra. Nam Thiên Phương dẫn hắn vào trong bức vách, bên trong có không gian khác, lòng núi bị khoét rỗng, không gian rất rộng rãi, phải tới vài dặm. Các sợi xích lớn xuyên qua sơn thể, khóa chặt các tòa đại điện bằng đồng xanh những tòa đại điện này không có bất cứ cửa sổ nào, chỉ có một cánh cửa đóng chặt, trên đó là tầng tầng phong ấn. Đây chính là trấn phong đường thật sự. Nguyên thần Nam Thiên Phương nhất bà đặt lên sợi xích sắc khổng lồ, nói. Hai tiểu nha đầu Thủy Thanh Nghiên và Khâu Cấm Nhi tuy cũng là phó đường chủ trấn phong đường, nhưng lão thân chưa bao giờ đưa họ tới đây. Chỉ lừa nói với họ bên ngoài chính là nơi kiếm môn trấn áp tà ma ngoại đạo. Ha ha, tà ma ngoại đạo được trấn áp ở đây đều không tầm thường, khó lòng tiêu diệt được chúng nếu tiêu diệt được thì không cần phải trấn áp rồi có những thử bị trấn áp ở đây đã tới vạn năm chưa biết chừng còn chưa chết vạn năm cũng không chết chung nhạc thất thanh trong trấn phong đường còn trấn áp cả thần ma sao đúng là có thần ma nam thiên phương dẫn hắn tới trước một tòa cung điện bề mặt lạnh lẽo phủ đầy gỉ sắt có vẻ rất lâu đời rồi nói trong tòa đại điện này trấn áp một thần nhân võ đạo của nam hoang trọng lê thần tộc còn lợi hại hơn cả võ đạo thiên sư là một võ đạo cường giả hắn dẫn trọng lê thần tộc xâm nhập đại hoang ta, bị môn chủ đời thứ 13 bắt nhưng không giết được hắn, đánh thế nào hắn cũng không chết, đành phải trấn áp tại đây. Hắn toàn thân không có chút tinh khí nào rò rỉ. Tới đời môn chủ thứ 15 thì đã là 1.500 năm, đã có hai môn chủ kiếm môn qua đời mà hắn vẫn sống. Chung nhạc giật mình, lẩm bẩm. Giờ chắc chết rồi chứ. Cái này thì không biết. Nam Thiên Phương tiến về phía trước, tới một tòa cung điện khác, nói. Đây có ma linh mà môn chủ hiện nay trấn áp. Ma thần Chi Linh. Cự phách ma tộc ở đại hoang quyết chiến với môn chủ, dùng tới ma thần Chi Linh, bị môn chủ bắn cũng không giết nổi hắn, trấn áp ở đây. Ma thần Chi Linh này vô cùng cổ quái, tuyệt đối không được mở cung điện này, nếu không chắc chắn sẽ gây đại loạn. Tòa cung điện này là của đồ đệ bị ruồng bỏ của kiếm môn, Phong Hiếu Trung, nhi tử của môn chủ. Nam Thiên Phương tiến tới trước một tòa cung điện khác, định nói rồi lại thôi, lắc đầu. Chúng ta tới chỗ tiếp theo, tòa cung điện này rất khó lường là điện của nhục thân thiên tượng lão mẫu, bên trong trấn áp nhục thân của thiên tượng lão mẫu. Con của môn chủ. Chung Nhạc không theo sau Nam Thiên Phương mà quay trở lại, quan sát tòa cung điện kia, thấy phong ấn trên đó rất quen mắt. Hắn nhận biết một lúc thì nhận ra đó là phong ấn từ tay lão đầu tử. Đích thân môn chủ phong ấn con trai mình. Chung Nhạc sững người. Tại sao môn chủ lại phong ấn con trai ở nơi này? Tân Hỏa đột nhiên nói, người trong điện còn sống, hắn rất mạnh. Mạnh tới mức nào? Trung Nhạc hỏi. Còn mạnh hơn tứ cô hồng tử và đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn, gần như cấp cự phách. Trung Nhạc chấn kinh, bị trấn áp lâu như vậy vẫn có thực lực lớn như thế, thậm chí còn tương đương cự phách, lẽ nào trước khi bị nhốt lại người này là một cự phách? Con trai môn chủ mạnh như vậy, tại sao lại nhốt hắn ở đây? Nam Thiên Phương quay lại. Trung Sư Đệ. Trung Nhạc hỏi. Sư tỷ, tại sao môn chủ lại phong ấn con trai mình? Nhân đinh của phong thì ít nhưng mỗi người đều là nhân vật cừ khôi con trai môn chủ xuất sắc như vậy, tại sao lại phong ấn hắn? Đương nhiên là vì hắn đã làm điều ác. Nam Thiên Phương lưỡng lự một chút, nói. Ngươi nhập môn muộn nên không biết. Trăm năm trước môn chủ đã phong ấn hắn ở đây. Sư đệ theo ta. Nam Thiên Phương dẫn Trung Nhạc đi về phía trước, nói tiếp. Con trai môn chủ có tên Phong Hiếu Trung, môn chủ đặt tên này cho hắn là mong hắn hiếu thuận, trung thành với nhân tộc. Nhưng tên vẫn chỉ là tên, Phong Hiếu Trung tư chất tuyệt vời, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn có vấn đề. Trung Nhạc yên lặng lắng nghe, Phong Hiếu Trung có tư chất kinh người như vậy, còn trẻ mà đã là cự phách, chói lòa hào quang, nhưng cũng hình thành tính cách ngang ngược bá đạo, hơn nữa còn âm hiểm độc ác. Hắn vì nghiên cứu công pháp thần thông mà thâm nhập Đông Hoang, bắt bốn năm cường giả long tộc, mổ xẻ nhục thân của họ để xem cấu tạo nhục thân, khung xương, lục phủ ngũ tạng, đại não, hướng chảy huyết dịch của long tộc, muốn tìm ra chân ý của quan tưởng. Hắn còn ra tấn nguyên thần, giải phẫu nguyên thân, linh và hồn phách của những cường giả đó để tìm ra bí mật có thể trường sinh của linh hắn còn lẻn tới tây hoang bắt cường giả thần tộc cũng làm như với long tộc thậm chí còn đánh cắp thần tượng hắn còn từng tới nam hoang giải phẫu nhục thân và nguyên thần của cường giả võ đạo vì muốn phá giải bí mật nhục thân của võ đạo cường giả khi phong hiếu trung bị phát hiện trong đại điện của hắn treo tới hàng trăm luyện khí sĩ các chủng tộc đều đã bị giải phẫu để hở tim phổi dịch não phần lớn bọn họ đều chưa chết có người nguyên thần bị giam cầm phân thành ba bốn mảnh, bị câu hồn tỏa móc lên không thể động đậy. Có người nguyên thần bị cắt ra, ngũ đại bí cảnh bị moi ra. Có người linh và hồn bị phân ra một nửa dùng để nghiên cứu linh và hồn kết hợp thế nào. Đó là chuyện xấu của kiếm môn, nếu như vậy hắn cũng đến mức bị môn chủ phong ấn vĩnh viễn ở nơi này. Hành động tà ác nhất của hắn chính là nghiên cứu công pháp thần thông của ma tộc, thậm chí dùng đồng tộc để thí nghiệm. Giết hàng nghìn nhân tộc, lấy đi hồn phách, huyết dịch luyện chế ma đạo hồn binh sau khi việc của phong hiếu trung vỡ lở hắn còn giảo biện nhân tộc mà hắn giết là nô lệ mua từ yêu tộc thần tộc chứ không phải nhân tộc ở đại hoang dù sao cũng sẽ bị các chủng tộc khác ăn thịt đằng nào cũng chết tại sao phải vì chuyện đó mà truy cứu hắn nam thiên phương thở dài môn chủ nói bất luận là nhân tộc ở đâu thì cũng đều là nhân tộc thân là phong thị tàn sát đồng tộc chính là sai nếu hắn chỉ bắt cường giả của chủng tộc khác thì môn chủ còn muốn bảo vệ hắn nhưng đến đồng tộc còn sát hại thì môn chủ không thể bảo vệ được Trung Nhạc quay lại nhìn tòa cung điện kia, nghĩ bụng. Tên Phong Hiếu Trung này đúng là kẻ đại hung đại ác. Nhưng hắn cũng rất giảo hoạt, nếu không đã không thể làm việc ác lâu như vậy mới bị phát hiện. Vô số thần thông, đồ đằng trên thế gian này đều là thần thông luyện từ quan tưởng nhục thân long tộc, yêu tộc, thần tộc. Trung Nhạc cũng từng nghĩ tới việc bắt giao long, giải phẫu nhục thân nghiên cứu cấu tạo của chúng để hoàn thiện thần thông. Chỉ là, việc này quá tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ thực hiện không ngờ phong hiếu trung không những biến thành hành động mà còn tàn ác hơn. Nếu hắn không hạ thủ với đồng tộc thì chưa biết chừng môn chủ không phẫn nộ, thậm chí có thể còn che giấu cho hắn. Trung nhạc nghĩ. Nhưng tàn sát đồng tộc, luyện chế thi thể và hồn phách đồng tộc thành hồn binh thì hơi quá đà rồi. Nam Thiên Phương tới trước một tòa cung điện khác, nói. Ở đây có nhục thân của thiên tượng lão mẫu, nhục thân thiên tượng lão mẫu đã chết, nhưng vẫn là nhục thân rất khó lường, có thể luyện thành thần binh. Trung nhạc nhìn tòa cung điện, thầm nghĩ. Thủy Thanh Nghiên tới trấn phong đường làm phó đường chủ chính là vì nhục thân này rồi. Nhục thân bà ta đã chết, không thể qua lại nhục thân mà vẫn sống, nhưng có thể dùng nhục thân luyện thành hồn binh, còn có thể lấy huyết mạch của mình cải tạo nhục thân Thủy Thanh Nghiên, trở thành thiên tượng lão mẫu thật sự. Môn chủ bảo ta tiếp nhận vị trí của nam sư tỷ, làm trấn phong đường chủ chắc là để ta trấn áp thiên tượng lão mẫu. Sư đệ, thứ trấn áp trong tòa cung điện này là từ dưới lòng đất kiếm môn ta mà ra. Nam Thiên Phương ngồi trên tay của Sơn Thần, bước đi trên sợi xích sắt tới trước tòa cung điện, nói. Năm đó ma hồn cấm khu lần đầu tiên bạo phát ma hồn âm chướng, ma thần tàn hồn mạnh nhất đã thông cấm khu thoát ra ngoài làm điều ác. Gần như hủy diệt kiếm môn ta. Khi đó là môn chủ đời thứ hai tại vị, kiếm môn tử thương nghiêm trọng, luyện khí sĩ tử thương quá nữa mới trấn áp được ma thần tàn hồn. Môn chủ đời thứ hai vào cấm khu, muốn bảo vệ 500 năm thái bình cho kiếm môn, sau khi vào thì không ra nữa. Trung nhạc gật đầu, hắn từng thấy thi cốt của môn chủ kiếm môn đời thứ hai trong ma hồn cấm khu. Không chỉ vậy hắn còn thấy thi cốt của các đời môn chủ khác, họ đã vì bảo vệ thái bình cho kiếm môn và đại hoang, khi tới lão niên đã xả thân tiến vào ma hồn cấm khu. Có những người đã làm quá nhiều cho kiếm môn, có người thì thì biết đòi hỏi, chỉ biết đòi hỏi mà không hy sinh thì không có tư cách trở thành môn chủ kiếm môn. chung nhạc trong lòng cảm khái, tiếp tục đi theo nam thiên phương, những thứ trấn phong đường trấn áp vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có sinh linh khủng bố từ thời mang hoang, ngay Nam Thiên Phương cũng không xác định được chúng đã chết chưa. Bảo địa, đúng là một bảo địa. Trong thức hải của chung nhạc, tân hỏa hai mắt phát sáng lẩm bẩm. Nhạc tiểu tử, đây tuyệt đối là một đại bảo khố, nếu lấy ra luyện hóa thì phát tài to rồi. Chung nhạc lắc đầu, mỗi thứ hai sinh linh ở đây nếu thả ra thì đều sẽ gây đại loạn cho kiếm môn, thậm chí có thể diệt môn. Tân hỏa, không được làm bừa. Không phải làm bừa, có những kẻ ở đây đã già sắp chết rồi, có những kẻ đã chết rồi, tiếp tục phong ấn cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn tốn chỗ. Tân hỏa dụ khị. Trấn phong đường chủ ngươi lẽ nào lại không thanh lý đám cạn bã này đi? Đây phải là chức trách của ngươi mới đúng. Trung nhạc khẽ động tâm, hỏi Nam Thiên Phương. Sư tỷ, những thứ trong tòa cung điện này nếu chết rồi thì có thể dọn dẹp không? Nam Thiên Phương nhìn hắn. Trấn phong đường chủ ngươi đúng là có chức trách đó, nhưng ngươi nên biết, nếu thứ trong đó chưa chết mà ngươi đã mở phong ấn thì ngươi sẽ toi đời, hơn nữa còn gây bạo loạn không giấu gì ngươi lão thân làm trấn phong đường chủ hơn trăm năm mà không dám dọn dẹp một cái nào nếu ngươi có gan đó thì ta có danh sách này là đường chủ đời trước giao lại viết những thứ nào đã chết có thể dọn hắn cũng không dám dọn nên giao cho ta nam thiên phương đưa cho chung nhạc một tấm da dê chung nhạc nhìn một lượt trên đó viết tên mấy tòa cung điện bên trong trấn áp thứ gì phương vị ở đâu chết năm nào tháng nào việc dọn dẹp những thứ đã chết cần phải cực kỳ thận trọng nếu trong trấn phong đường vẫn còn cung điện thì đừng dọn nếu thật sự phải dọn thì thi thể của những yêu ma quỷ quái đó trấn áp ở điện bên ngoài nam thiên phương thật sự không yên tâm lại dặn dò mấy câu rồi tới trước tòa cung điện cuối cùng cái này không quá nguy hiểm bên trong là một cái chui kiếm tòa cung điện này cao lớn nhất đứng sừng sững giữa không gian cao tới hàng trăm trượng chui kiếm trung nhạc khó hiểu trước đó các cung điện đều trấn áp yêu ma quỷ quái vô cùng nguy hiểm ở đây chắc là trung tâm trấn phong đường sao lại chỉ trấn áp một cái chui kiếm mà Nam Thiên Phương còn nói không nguy hiểm. Sư đệ mở cung điện là hiểu. Nam Thiên Phương cười. Khi lão thân đảm nhận chức đường chủ cũng vào xem rất nhiều lần. Sau khi xem phong ấn lại là được. Trung nhạc dùng trấn ấn mở phong ấn của tòa cung điện này. Cánh cửa mở ra, thấy bên trong cung điện trống rỗng, chỉ có chui của một thanh cự kiếm cắm ở đó. Thân kiếm dường như xuyên qua tòa cung điện cắm vào sơn thể kiếm môn sơn. Chui kiếm cao tới hơn trăm trượng, đại kiếm như vậy không biết ai luyện chế chui kiếm đơn giản cổ phát, dường như đã trải qua thời gian rất lâu rồi, còn lâu hơn cả kiếm môn. Thanh kiếm này không phải của kiếm môn. Trước khi tiên tổ nhân tộc đại hoang tới kiếm môn thì thanh kiếm này đã tồn tại rồi. Nam Thiên Phương nói. Môn chủ đầu tiên nói thanh kiếm này cắm vào ma hồn cấm khu dưới lòng đất, cả ngọn kiếm môn sơn được tạo thành từ kiếm khí của nó vì thế tuyệt đối không được rút kiếm ra, nếu không sẽ có sự việc khó lường xảy ra. Nhưng thanh kiếm này là thần kiếm, ngay cả môn chủ cũng không rút ra được vì thế ta mới yên tâm cho ngươi xem. Vì ngươi chỉ nhìn được mà không rút ra được. Trung nhạc nhìn thanh kiếm chấn kinh, nhớ lại mũi kiếm khổng lồ mà hắn thấy trong ma hồn cấm khu. Mũi kiếm đó cắm vào quả tim hình cầu ở trung tâm cấm khu, mũi kiếm ở đó, chui kiếm ở đây. Sư đệ, ta đã bàn giao cho ngươi việc của trấn phong đường, lão thân cũng nên cáo từ, an hưởng tuổi già thôi. Mong là trấn phong đường trong tay người sẽ bình an. Nam Thiên Phương cùng Trung Nhạc ra khỏi không gian này, lại dặn dò nếu sư đệ gặp bất cứ điều gì khó khăn hoặc không hiểu thì cứ tới nam lộc thị bộ lạc tìm ta chung nhạc cảm ơn mắt tiễn nam thiên phương rời đi lão ẩu này vì tòa trấn phong đường này đã hy sinh cả tuổi xuân của mình cả đời trấn thủ nơi đây rất đáng tôn kính nhạc ca ca hắn đang cảm khái đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc chung nhạc quay đầu nhìn theo hướng có tiếng nói gương mặt lộ nụ cười hai thiếu nữ xuất hiện trước trấn phong đường một người đứng một người ngồi xe lăn đều là thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp. Một người ánh mắt dịu dàng tựa nước, một người ánh mắt trong sáng tựa ánh trăng. Tiếng gọi, nhạc ca ca, không phải do khâu cấm nhi ánh mắt tựa trăng thu gọi, khâu cấm nhi chỉ gọi hắn là sư huynh, sư ca, gọi ca ca là lão ma đầu, thủy thanh niên. Cấm nhi sư muội chân của muội không phải đã khỏi rồi sao? Chung nhạc tiến lại. Xe lăn của khâu cấm nhi tiến lại phía hắn, nàng cười. Đã có thể di chuyển được rồi, nhưng hôm trước muội và thủy sư tỷ tỷ không cẩn thận chân bị thủy sư tỷ đánh gãy, giờ vẫn chưa lành nên phải ngồi xe lăn. Trung nhạc ánh mắt lóe tinh quang, nhìn sang thủy thanh nghiên, sát cơ thu lại, mỉm cười. Thủy sư muội bản lĩnh thật giỏi, không biết sư muội có thể đánh gãy chân ta không? Thủy thanh nghiên dịu dàng như nước, khẽ cười. Nếu có cơ hội thì người ta cũng rất muốn thử xem. Nàng ta thấy ánh mắt của Trung nhạc, trong lòng căng thẳng, lập tức cảm nhận được sát cơ của hắn. Trung nhạc cúi xuống nắng bóp kiểm tra xương cốt của khâu cấm nhi, chỉ sợ Thủy Thanh Nghiên dở trò, đánh vỡ xương chân hoặc để lại ẩn họa gì. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt, nghĩ bụng. Lộc bà bà không ở bên, quả nhiên sư ca lại động tay động chân, nhân lúc người ta bất tiện sờ mó bừa bãi. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực của Trung Nhạc Tràng vào tìm kiếm phương vị xương cốt của nàng, kiểm tra vết thương và chỗ gãy rồi nối lại. Lúc này nàng mới biết đã hiểu nhầm hắn. Ta còn tưởng huynh ấy sờ mó bừa bãi, thì ra là kiểm tra cho ta cũng may ta không gạt tay huynh ấy ra, nếu không huynh ấy sẽ nghĩ ta nghĩ lung tung. Khâu Cấm Nghi cảm thấy thật ấm áp, thấp giọng nói: "Sư ca, không có gì đáng ngại đâu. Ta chỉ bị thương nhẹ, thủy sư muội cũng bị thương." Thủy Thanh Nghiên, hai mắt rưng rưng, thê lương nói: "Nhạc ca ca, người ta bị thương ở ngực, ngực bị khâu sư tỷ đâm xuyên qua, suýt nửa tim bị khâu sư tỷ móc ra rồi. Huynh cũng xoa giúp người ta đi. Tim suýt nữa đã bị móc." Cấm nhi sư muội giờ đã tương đương với thiên tượng lão mẫu rồi sao? Ừm, chắc là môn chủ đã truyền thụ chân truyền đại tự tại kiếm khí cho cấm nhi sư muội rồi. Trung nhạc hiểu ra, đại tự tại kiếm khí là công pháp do môn chủ đời đầu tiên của kiếm môn truyền lại, bản thân đã là công pháp thần cấp, chỉ môn chủ mới tu hành được. Nhưng khâu cấm nhi vì thân thể yếu ớt, được môn chủ từ lâu đã truyền cho kiếm bài, sau đó Trung nhạc phát hiện sự ảo diệu trong kiếm bài, học được kiếm văn của đại tự tại kiếm khí, truyền thụ lại cho khâu cấm nhi khi tới hiếu mang thần miếu môn chủ lại truyền cho khâu cấm nhi thần thông của đại tự tại kiếm khí chung nhạc đoán khoảng thời gian hắn đi môn chủ đã truyền thụ hết mọi sự ảo diệu của đại tự tại kiếm khí cho khâu cấm nhi nên nàng mới tiến bộ vượt bậc ngang ngửa với thiên tượng lão mẫu nhạc ca ca không giúp người ta xoa sao thủy thanh nghiên xoa xoa bộ ngực căng tròn của mình ai oán nói chung nhạc ngẩng lên nhìn nửa cười nửa không được thôi chỉ cần ngươi dám để ta xoa thì ta có gì không thể hắn tiến tới thủy thanh nghiên vội lùi sau cười khanh khách nhạc ca ca người ta sợ bị huynh lợi dụng ấy chứ nếu huynh bóp nát ngực người ta thì trái tim ta sẽ thuộc về huynh mất chung nhạc đúng là rất muốn bóp nát lão ma đầu này móc tim ra bóp nát bét luôn đáng tiếc lão ma đầu này lại không cho hắn cơ hội thiên tượng lão mẫu vẫn ở kiếm môn thần sứ cũng vẫn ở kiếm môn cái chết của lôi hồng chỉ là một vở kịch là con cờ để đánh lạc hướng chú ý đáng tiếc lôi hồng cho tới khi chết cũng không biết mình chỉ là quân cờ chung nhạc thầm nghĩ Khâu Cấm Nhi hỏi sao hắn lại ở đây, hai người lúc này mới biết Trung Nhạc đã tiếp nhận vị trí thay Nam Thiên Phương, trở thành trấn phong đường chủ. Thủy Thanh Nghiên thầm kêu không ổn, nàng ta vốn cũng nhăm nhe vị trí đường chủ này, không ngờ lại bị Trung Nhạc chiếm rồi. Thần Sứ còn nói Nam Thiên Phương đã già, hắn chắc chắn có thể giúp ta trở thành trấn phong đường chủ. Giờ xem ra hắn vẫn không địch lại được môn chủ. Ánh mắt nàng ta lay động, nghĩ bụng. Lão quỷ kiếm môn tại sao lại phái Trung Sơn thì tới đây. Lẽ nào hắn phát hiện ra rồi. Nàng ta không khỏi thất thỏm, chung nhạc là thân tính của môn chủ kiếm môn. Đó là sự thật không còn gì nghi ngờ. Môn chủ kiếm môn rất coi trọng hắn, truyền thụ cho hắn đại tự tại kiếm khí, tuy không truyền thụ toàn bộ nhưng dù chỉ là kiếm văn thì cũng đã không tầm thường rồi. Trung Sơn thị là một nửa đệ tử của lão quỷ kiếm môn, Khâu Cấm Nhi là đệ tử, giờ lão quỷ phái một nửa đệ tử của lão tới đây, chắc chắn là để coi chừng không cho ta động thủ. Chung Nhạc liếc nhìn, thủy thanh nghiên, truyền âm thủy sư muội không đi đúng là khiến ta ngạc nhiên thủy thanh niên khẽ cười nhạc ca ca còn ở kiếm môn người ta sao nở đi chứ hai vị thiếu nam thiếu nữ này nhìn nhau trừng trừng đều thầm mài răng tìm cách giết đối phương khâu cấm nhi quan tâm hỏi tình hình chung nhạc trong nửa năm qua chung nhạc tùy ý trả lời trong đầu thì toàn hình ảnh làm thế nào xử được thủy thanh niên mà thần không biết quỷ không hay thủy thanh niên thì chỉ cười ở bên cạnh nghe đột nhiên nói nhạc ca ca trong đông hoang cũng có một nhạc ca ca gọi là Long Nhạc. Vị Long Nhạc này có thể đẩy huynh xuống một bậc, hắn đã giết mấy chục vị cường giả linh thể cảnh yêu tộc đấy. Nhạc ca ca có tìm hắn tỉ thí chút không? Trung Nhạc sắc mặt tối lại, người khác không biết Long Nhạc và Trung Nhạc là cùng một người, nhưng lão ma đầu này thì đã biết từ lâu rồi. Đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Tên này cảnh cáo ta, nàng ta nắm giữ bí mật của ta, nếu không phục tùng thì nàng ta sẽ tuyên bố ra ngoài. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, Thủy Thanh Nghiên, truyền âm. Trung Sơn Thị, muốn ta không nói ra cũng được thôi mở trấn phong điện cho ta lấy một món đồ sau khi lấy ta lập tức đi ngay không trở lại tuyệt đối sẽ không trở lại kiếm môn không trở lại đại hoang cũng không giúp hiếu mang thần tộc đối phó các ngươi chỉ cần ngươi cho ta có được thứ thuộc về ta chung nhạc tim khẽ động suýt nữa đã đồng ý rồi nghĩ tới thiên tượng lão mẫu là ma thần của ma tộc ma tộc trước nay vẫn luôn dẫn dụ thế nhân lời của nàng ta lẽ nào lại tin được hơn nữa sau khi hắn cho thứ nàng ta cần thì chỉ khiến thực lực của ma đầu này mạnh hơn còn hắn chẳng được lợi gì chỉ có lời hứa xung thì lúc nào cũng có thể lật mặt ta suýt nữa đã tin ngươi chung nhạc ánh mắt lay động truyền âm được thôi sư muội ngươi muốn lấy lại nhục thân đúng không lát nữa theo ta vào trấn phong điện là được thủy thanh nghiên ánh mắt nhấp nháy thấy ánh mắt hắn có hàng quan lóe qua căng thẳng nghĩ hắn muốn giết ta ở trấn phong điện ngươi giúp ta lấy nhục thân trong trấn phong điện rồi đưa ta nàng ta truyền âm. Bị phát giác rồi. Chung nhạc thở dài, mặc kệ Thủy Thanh Nghiên, đẩy xe lăn của khâu cấm nhi ra ngoài, nghĩ. Giờ không có lộc bà bà, đây cũng là cơ hội tốt để ở riêng với cấm nhi sư muội hơn nữa chân sư muội không tiện. Hắn và khâu cấm nhi nửa năm không gặp, thiếu niên thiếu nữ trong lòng sốt ruột, đều áp chế một luồng kích tình trong ngực, không vượt qua, chỉ dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ. Qua, phong cảnh ở đây thật đẹp, sao trước kia ta không nhận ra nhỉ? Sau lưng chung nhạc, Thủy Thanh Nghiên kinh thán, làm ra vẻ ngắm cảnh. Trung Nhạc quay lại trừng mắt, Thủy Thanh Nghiên làm như không thấy, cứ đi theo không rời. Trung Nhạc bị nàng ta làm cho hết cả hứng, cùng Khâu Cấm Nhi trở về trấn Phong Đường. Trung Nhạc lấy trấn ấn ra cười nói: "Sư muội, phong ấn bên ngoài đều là giả, mọi thứ trấn áp ở đây đều đã chết." Nơi trấn phong thật sự của trấn phong đường là ở đây. Giờ muội là phó đường chủ trấn phong đường, lẽ nào lại không được thấy trấn phong điện thật sự? Ta mở trấn phong điện, đưa muội vào xem một chút, tiện thể dọn dẹp tử điện. Trấn Phong Điện thật sự. Khâu Cấm Nhi tò mò. Trấn Phong Đường lại có thật giả sao? Sư ca, tử điện là gì? Yêu ma quỷ quái bị trấn áp chết thì đó là tử điện, cần phải dọn dẹp để trấn áp ma đầu khác. Trung Nhạc nhìn sang Thủy Thanh Nghiên, nửa cười nửa không. Thủy sư muội, muội cũng là phó đường chủ, có tư cách vào xem Trấn Phong Điện thật sự, có hứng thú không? Ta làm hỏng chuyện tốt của hắn, tên này thẹn quá hóa giận, một lòng muốn giết ta ở trấn phong điện. Thủy Thanh Nghiên hoảng hốt, cũng biết cầm trấn ấn, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để vào trấn phong điện, cho dù chung Nhạc muốn giết thì cũng phải liều mà vào. Chỉ cần cảm ứng được nhục thân, để nhục thân phá vỡ phong ấn, mười hắn thì ta cũng bóp chết được. Thủy Thanh Nghiên nghiến răng, cười. Đương nhiên là muốn, mời nhạc ca ca dẫn đường. Trung Nhạc mỉm cười, tế trấn ấn ra, tứ dị thú bay ra, mở vách núi, cánh cửa hiện ra, đưa hai thiếu nữ vào trong trấn phong điện, thầm nghĩ. Cho dù không giết được lão ma đầu này thì cũng phải phong ấn trấn áp lại, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Lát nữa tới mấy tòa tử điện lấy bảo vật, cho lão ma đầu này dò đường, sau đó sẽ nhốt lại. Sát niệm trong đầu hắn bùng cháy, trong nguyên thần bí cảnh, bằng vũ kim kiếm đang nôn nóng xúc động, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ba người đi vào trấn phong điện, chung nhạc cười càng tươi, đẩy xe lăn của khâu cấm nhi đi trên sợi xích sắt không lỗ vào sâu trong trấn phong điện, giới thiệu cho khâu cấm nhi từng tòa cung điện trấn áp những thứ hung thần ác sát gì. Trầm. Đột nhiên một tòa cung điện rung chuyển dữ dội, dường như thứ trong đó muốn hút vỡ cung điện, phá vỡ phong ấn. Chung Nhạc vội nhìn sang, lòng hơi chấn kinh, tòa đó là nơi của Phong Hiếu Trung. Ba tiểu bối người kia, ta thấy các ngươi rồi. Tòa cung điện rung lắc dữ dội, tiếng động càng ngày càng lớn, chỉ nghe giọng nói nặng nề đầy ma tính vọng ra. Trên bức tường sắt của cung điện xuất hiện một gương mặt méo mó điên cuồng, mắt đảo loạn nhìn ba người chung nhạc. Thả ta ra ta sẽ cho các ngươi tuyệt học vô thượng. Tuyệt học ta sáng tạo, có sự ảo diệu của thần linh. Chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta sẽ truyền cho các ngươi bí mật bất tử của thần linh. Chung nhạc trầm giọng. Mặc kệ hắn, chúng ta đi. Ha ha, các ngươi không chú ý đúng không? Gương mặt trên bức tường kia cười điên cuồng. Các ngươi không chú ý tới quần sáng thứ sáu trong nguyên thần đúng không? Đó là sáu đạo luân hồi, trong mỗi linh hồn đều có sáu đạo luân hồi thả ta ra ta sẽ cho ngươi biết bí mật để mở chúng